Nghe, từ hôm nay trở đi, người Tuyết Miêu không chỉ có là Vân Môn Ám Dạ hộ pháp, càng sẽ là ta Vân Môn Ám Dạ điện chủ nhân, Vân Môn ngày sau sẽ có năm đại điện, tất sẽ là đều là ta Vân Môn cột trụ, ngày nào đó Vân Môn trong ngoài kiến tạo hoàn thành, chính là ngươi Ám Dạ điện vào ở ngày. Bất quá hôm nay ta liền cho ngươi Ám Dạ điện cái thứ nhất nhiệm vụ, giao chỉ thiên vực nhiệm vụ, ngươi lần này đi theo ta cùng nhau đi trước giao chỉ thiên vực đi, đến nỗi như thế nào làm như thế nào an bài, ta không can thiệp, chính ngươi nhìn làm. Là, đa tạ chủ nhân tín nhiệm, thuộc hạ chắc chắn dốc hết sức lực. Tuyết Miêu trả lời nghe không ra hỉ nhạc, nàng vẫn là giống như trước đây trầm tĩnh. Bất quá Dương Nghị Vân nhìn đến nàng trong ánh mắt quang mang, liền biết Tuyết Miêu đều không phải là nhìn qua như vậy trầm tĩnh. Rốt cuộc hôm nay này một phen lời nói là đối Tuyết Miêu khẳng định, cũng là đối Tuyết Miêu đề bạt, xem như thăng quan. Trừ bỏ Vân Môn Ám Dạ hộ pháp thân phận ở ngoài, Dương Nghị Vân hôm nay đối Tuyết Miêu ban cho Vân Môn năm điện chi nhất, Ám Dạ điện điện chủ thân phận. Cái này thân phận ở Dương Nghị Vân cảm nhận chung nhưng không đơn giản, tương lai Vân Môn muốn trở thành thiên giới đệ nhất đại tông, liền tất nhiên không thể thiếu các loại lớn nhỏ cơ cấu tổ kiến. Mà năm đại điện là Dương Nghị Vân trong lòng cấu tạo chi nhất, cũng là nội môn năm điện chi nhất, này phân tín nhiệm cùng coi trọng đều là cho Tuyết Miêu, ở Dương Nghị Vân trong lòng Tuyết Miêu đảm đương nổi. Tuy rằng hắn không đối Tuyết Miêu nói thấu triệt, nhưng Tuyết Miêu lại có thể tưởng tượng được đến, cũng có thể cảm thụ được đến. Đúng lúc này Độc Cô Ảnh đi vào đại sảnh, trên người còn tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi cùng sát khí, nhìn đến Dương Nghị Vân nói thẳng nói, môn chủ Độc Cô gia tộc gia chủ Độc Cô Nắng sớm một kích tam đại tộc lão, còn có Độc Cô Nắng sớm một mạch Độc Cô gia tộc con cháu, toàn đã ngay tại chỗ tử hình, thỉnh môn chủ chỉ thị. Dương Mỗ Nhân dừng tay, nhàn nhạt nói, được rồi, đứng lên đi, việc này như vậy xóa bỏ toàn bộ, nhưng là, ta muốn nói cho ngươi chính là, sau này hỗn loạn tiên thành ta định đoạt. Độc Cô gia tộc từ hôm nay trở đi chính thức đưa về Vân Môn Ám Dạ điện quản hạt, trực tiếp chịu Tuyết Miêu thống lĩnh, đến nỗi hỗn loạn tiên thành ta xong việc sẽ phái người tiến đến tiếp quản, ngươi ngày sau hảo sinh hiệp trợ Tuyết Miêu làm việc, đối với các ngươi gia tộc này một bộ, vẫn là từ hỗn loạn tiên thành biến mất đi. Không thích hợp quản lý một tòa thành trì. Này hỗn loạn tiên thành tương lai ta có trọng dụng, người Độc Cô Ảnh nếu đã bái Tuyết Miêu vi sư, tự nhiên cũng chính là ta Vân Môn người. Ngày nào đó Ám Dạ điện vào ở Vân Môn nội môn ngày, không thể thiếu ngươi một phần công lao, cũng là không dưới ngươi Độc Cô gia tử đệ một cái cơ duyên, ngươi có gì dị nghị không? Giờ khắc này Độc Cô Ảnh mãn đầu óc đều là Dương Nghị Vân một câu, sau này hỗn loạn tiên thành ta định đoạt nói. Bá đạo, cường thế, tràn ngập cao cao tại thượng hương vị, chân thật đáng tin. Độc Cô Ảnh trong lòng cười khổ, hắn biết Dương Nghị Vân này một câu ra tới. Ở hỗn loạn tiên thành truyền thừa mấy vạn năm tuế nguyệt Độc Cô gia tộc liền hoàn toàn biến mất. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, có Tuyết Miêu cái này sư phụ ở hắn cũng chỉ có thể dựa theo Dương Nghị Vân theo như lời làm, dựng lên cảm giác thượng, Độc Cô Ảnh biết hiện tại Dương Nghị Vân là phi thường cường đại, làm không được đối, càng không dám. Hôm nay việc, Độc Cô Ảnh biết nếu không phải Dương Nghị Vân xem ở hắn Độc Cô Ảnh là Tuyết Miêu đồ đệ phân thượng, chưa chừng toàn bộ Độc Cô gia con cháu đều phải đã chịu liên lụy. Chỉ là xử lý Độc Cô Nắng sớm một mạch cùng mấy cái tộc lão, xem như không tồi, không ảnh hưởng Độc Cô gia tộc những người khác. Tuy rằng Dương Nghị Vân nói từ nay về sau không cho Độc Cô gia tộc nhúng tay hỗn loạn tiên thành việc, càng không cho phép Độc Cô gia tộc lại có cái gì gia chủ tồn tại, này ở trình độ nhất định thượng, tương đương là hạn chế trừng phạt, nhưng cuối cùng cấp ra một cái là có thể tiến vào Vân Môn, hơn nữa như cũ là đi theo Tuyết Miêu. Điểm này Độc Cô Ảnh hoàn toàn có thể tiếp thu, nói không chừng tương lai đối Độc Cô gia tộc con cháu cũng là một chuyện tốt. Tóm lại hôm nay việc, nói đến cùng đều là muốn trách Độc Cô Nắng sớm, Dương Nghị Vân không hề miệt mài theo đuổi, đã là đại ân. Độc Cô Ảnh cũng chỉ là tạ ơn. Hết thảy toàn bằng môn chủ phân phó, thuộc hạ không hề dị nghị. Độc Cô Ảnh trả lời. Hảo, chuyện này phiên thiên, ta muốn đi một chuyến giao trì thiên vực. Người đi theo cùng nhau đi Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng đem ở Độc Cô Ảnh mang lên, hảo đến là cái tiên tôn, sung sung bề mặt cũng hảo. Lại nói Độc Cô Ảnh cái này tiên tôn một thân bản lĩnh liền ám sát ẩn nấp chi đạo, nhưng không tầm thường, không chừng cùng Tuyết Miêu phối hợp có thể tạo được kỳ hiệu đâu. Là, đa tạ môn chủ tín nhiệm, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Đến tận đây Dương Nghị Vân chuyến này một hồi phong ba kết thúc. Hoàn toàn đem Độc Cô gia tộc nắm giữ ở trong tay. Cũng đem hỗn loạn tiên thành nắm giữ ở trong tay. Địa vực hỗn loạn tiên thành trưởng quản việc, Dương Nghị Vân đưa tin cho Phương Đông người sắt, làm Phương Đông người sắt tiến đến, trưởng quản Độc Cô gia tộc lực lượng,
thiết lập Vân Môn phân bộ. Làm Phương Đông người sắt lấy Vân Môn trưởng lão thân phận tiến đến tiếp quản Độc Cô gia tộc lực lượng thuận lý thành chương, hơn nữa Độc Cô ảnh cũng công đạo đi xuống, hơn nữa Phương Đông người sắt vốn chính là hỗn loạn tiên thành dân tộc thổ, có Đông Phương gia tộc đáy ở, không thành vấn đề cũng đủ trưởng quản hỗn loạn tiên thành. Phương Đông người sắt cũng là Dương Nghị Vân tín nhiệm huynh đệ, hắn thực yên tâm. Lúc sau Dương Nghị Vân mang theo Tuyết Miêu, Độc Cô Dĩnh, Cổ Kiếm, Hồng Y, Điêu Nhi lại lần nữa xuất phát đi trước Giao Chỉ Tiên Vực. Trước khi đi thời điểm, Tuyết Miêu đối với Độc Cô Ảnh phân phó một chút sự tình sau, Độc Cô Ảnh thân ảnh hoàn toàn ẩn đột, liền tính là Dương Nghị Vân đều cảm thụ không đến, cũng nhìn không tới hắn thân ảnh, vận chuyển càn khôn chi mắt dưới tình huống, cũng chỉ là có thể bắt giữ đến một tia Độc Cô Ảnh tung tích mà thôi. Ra khỏi thành lúc sau, Dương Nghị Vân trên cổ tay quang mang một thương, cá trạch lại lần nữa hóa thân thành tọa kỵ, đương nhiên lần này Dương Nghị Vân chỉ làm cá trạch thân hình hóa thân mười mấy mét liền hảo, quá lớn cũng thật là quá chói mắt, đủ bọn họ mấy cái đứng ở trên người liền cũng đủ. Nhưng cá trạch xuất hiện lúc sau, Tuyết Miêu hai tròng mắt lập lòe một chút, lại là lông tóc đứng chổng ngược lên, nháy mắt có rơi xuống, trong ánh mắt có kiêng kỵ. Hoặc là nói có loại trời sinh sợ hãi. Dương Nghị Vân cười cười nói, đừng lo lắng, cá trạch sẽ không tùy ý ra tay, thứ này thực lười. Tuyết Miêu lúc này mới gật gật đầu nhỏ giọng hỏi, chủ nhân. Nó là... Côn Bằng Dương Nghị Vân trong miệng thổ lộ hai chữ, đối Tuyết Miêu không có giấu giếm. Tuyết Miêu nửa ngày trầm mặc, xem như đã biết, thật cẩn thận đi theo Dương Nghị Vân bay vọt ở cá trạch trên lưng. Dương Nghị Vân dặn dò nói, thả không thể đối ngoại nói lên cá trạch thân phận, rất nhiều người liền tính là biết là Côn Bằng, nhưng lại chưa thấy qua, biết sao? Biết được chủ nhân, Tuyết Miêu gật đầu. Ngươi làm Độc Cô Ảnh trước tiên xuất phát, Dương Nghị Vân thuận miệng hỏi. Tuyết Miêu gật đầu nói, ân, bồi dưỡng sát thủ cùng tình báo nhân viên, kỳ thật là ta cùng Độc Cô Ảnh cộng đồng hoàn thành, nói đến cùng ta chỉ là truyền thụ bọn họ một ít ẩn nấp tu luyện pháp môn từ từ, mà Độc Cô Ảnh mới là chân chính huấn luyện bọn họ người. Lần này đi ra ngoài là chủ nhân kiểm nghiệm bọn họ thành quả lần đầu tiên hành động, không dung có thất, cho nên ta làm Độc Cô Ảnh trước tiên đi bố trí, đến lúc đó mới có thể tùy thời hành động. Dương Nghị Vân vừa lòng nói, không tồi, ta thực chờ mong các ngươi thành quả. Nói chuyện chi gian cá trạch cánh chim chớp động vèo một chút bay về phía chân trời, ngay sau đó hẳn là tiến vào sao trời hải, ở cổ kiếm chỉ điểm phương hướng hạ, thẳng đến Giao Chỉ Tiên Vực mà đi. Dương Nghị Vân một hàng cưỡi ở cá trạch trên lưng ngao du ở sao trời. Cá trạch tốc độ tự nhiên không lời gì để nói, phi hành cực nhanh quả thực có thể so với, cánh chim vừa động liền tiến vào sao trời hải bên trong, lại động dưới đã không biết tới rồi chỗ nào. Bất quá chỉ cần phương hướng chính xác, nhưng thật ra không cần để ý sẽ đi nhầm. Dù sao có cổ kiếm dẫn đường, là sẽ không sai, Giao Chỉ Tiên Vực là cái đại tiên vực, kỳ thật thực dễ dàng tìm, chẳng qua muốn tìm kiếm chính là Giao Chỉ Tiên Tông nơi. Mỗi một cái tiên vực tự nhiên đều có này trung tâm nơi, thống lĩnh một cái tiên vực to lớn vô biên, nhưng trung tâm nơi chỉ cần một chỗ đã đủ rồi. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân nhìn trong tầm mắt biển sao tựa hồ có chút quen mắt, liền mở miệng nói, cá trạch dừng lại. Cá trạch tức khắc dừng lại. Cổ kiếm đám người nhìn về phía Dương Nghị Vân hỏi làm sao vậy? Dương Nghị Vân cười cười nói, nơi này ta đã tới, nhớ tới năm đó vừa đến tiên giới thời điểm, kết giao một cái huynh đệ, vốn đang nghĩ, khi nào đi xem ta vị nào huynh đệ, ai ngờ đến mấy ngàn năm qua đi, đều không có ở đã tới. Đi, chúng ta đi xuống nhìn xem, cũng không biết hắn hiện tại có ở đây không, nếu đụng phải thuận đường sự tình, chúng ta đi xem hắn. Dương Nghị Vân sở nhìn đến địa phương chính là Đại Thanh Tiên Sơn, cũng xưng là Đại Thanh Thế Giới, cũng là ở chỗ này hắn cùng bạn tốt Đỗ Kiệt Bân trở thành sinh tử bản thân. Đỗ Kiệt Bân chính là hắn ở tiên giới cái thứ nhất bằng hữu, bọn họ cùng nhau lang bạt Đại La Tiên Phủ, trải qua sinh tử, trở thành sinh tử bằng hữu. Cũng là ở Đại Thanh Thế Giới Dương Nghị Vân được đến kỳ quân đan đạo cùng Thanh Liên Tiên Hỏa. Nơi này Dương Nghị Vân quên không được, thật nhiều thứ đều là cửu tử nhất sinh. Chọc phải quá lớn thanh thế giới đệ nhất tiên môn Thượng Huyền Tiên Môn, nhưng lại cũng chém giết chiến đấu, giết Thượng Huyền Tiên Môn hoa rơi nước chảy. Nơi này càng là bạn tốt Đỗ Kiệt Bân Tiên Môn, Thái Thanh Tiên Môn nơi. Năm đó Đỗ Kiệt Bân cũng rời đi, hắn phong lôi tiên thể mở ra sau đã bái một vị hỗn nguyên nói tiên vi sư, cũng không biết Đỗ Kiệt Bân hiện tại còn ở không hề Thái Thanh Tiên Môn, nghĩ đến hẳn là không hề đi. Bởi vì năm đó lão Đỗ rời đi đi sư môn. Bất quá đối với Dương Nghị Vân tới nói, mặc kệ lão Đỗ có ở đây không,
hắn đều sẽ đi Thái Thanh Tiên Môn nhìn xem, rốt cuộc Thái Thanh Tiên Môn còn có lão Đỗ phụ thân Đỗ Nhân Kiệt ở. Lão Đỗ là hắn ở tiên giới lúc sau cái thứ nhất sinh tử bằng hữu, hắn sẽ không quên. Dù sao tiện đường, đi xem cũng hảo, nếu là bạn tốt Đỗ Kiệt Bân ở nói, đi ôn chuyện cũng là tốt. Đi trước giao trì tiên vực cũng không vội ở nhất thời. Trực tiếp bay vọt đi xuống tiến vào đại thanh thế giới, đi tới Thái Thanh Tiên Môn nơi. Dương Nghị Vân bên người mang theo cổ kiếm, Hồng Y, hơn nữa Điêu Nhi cùng Tuyết Miêu, lên núi bái phỏng. Qua đi mấy ngàn năm lại lần nữa đi vào Thái Thanh Tiên Môn, Dương Nghị Vân trong lòng là tương đối hư than, năm đó hắn cùng Đỗ Kiệt Bân nhận thức mới là cái tiểu thiên tiên, cũng bị thượng huyền tiên môn cao thủ vây giết qua, nhưng lại chung quy đi bước một đi tới hôm nay, thành tựu tiên đế. Lại nói tiếp, hắn đối Đỗ Kiệt Bân là cảm kích, nếu không phải năm đó Đỗ Kiệt Bân đứng ra dẫn hắn tiến vào Đại La Tiên Phủ, cùng hắn cùng nhau chém giết chiến đấu, hắn cũng không chiếm được kỳ quân đan đạo cùng thanh liên tiên hỏa. Này hai dạng đồ vật đối hắn tu vi thực lực cùng trưởng thành chính là khởi đến mấu chốt tác dụng, hơn nữa tiếp tục sử dụng đến nay. Trong lòng nghĩ những việc này nhi, hướng về Thái Thanh Tiên Môn đi đến. Mỗ một khắc cổ kiếm đột nhiên nói, đại nhân tựa hồ không thích hợp, trên núi ở mạo khói đặc, tựa hồ có đánh nhau chém giết. Dương Nghị Vân trong lòng ở hồi tưởng chuyện cũ, thình lình nghe được cổ kiếm nói chuyện, trong lòng chính là cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên Thái Thanh trên núi khói đặc cuồn cuộn. Mơ hồ chung cũng nghe tới rồi tiếng kêu. Hắn trong lòng trầm xuống nói, mau đi xem một chút. Dứt lời thân hình chợt lóe đã biến mất ở tại chỗ. Hắn biết đã xảy ra chuyện. Thái Thanh Tiên Môn nhất định là đã xảy ra chuyện. Nhìn qua chính là một bộ bị người tấn công tình huống. Không hề nghi ngờ Thái Thanh Tiên Môn bị nào đó thế lực đại diện tích công kích. Đến nỗi là cái kia thế lực, này thật đúng là khó mà nói, lẽ ra không nên. Từ năm đó Đỗ Kiệt Bân bái sư thành công sau, Thái Thanh Tiên Môn cũng tương đương là dựa vào thượng một cái thế lực lớn, hơn nữa năm đó hắn trước khi đi thời điểm, đem kỳ quân đan đạo ba cái đan phương đưa tặng cho Đỗ Kiệt Bân, bực này vì thế làm Thái Thanh Tiên Môn có rất lớn tiềm lực, dựa theo hắn phỏng đoán mấy ngàn năm qua đi, không có gì bất ngờ xảy ra Thái Thanh Tiên Môn tất nhiên sẽ phát triển trở thành vì đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn. Như thế rất nhiều thế lực tất nhiên không dám tìm được Thái Thanh Tiên Môn. Hoặc là nói này đại thanh thế giới tông môn thế lực là không dám trêu chọc Thái Thanh Tiên Môn. Như bây giờ tưởng tượng, Dương Nghị Vân liền cảm giác sự tình sợ là nghiêm trọng. Nếu đại thanh thế giới thế lực không dám trêu chọc Thái Thanh Tiên Môn nói, như vậy chỉ có thể là ngoại lai thế lực tấn công Thái Thanh Tiên Môn, nhưng phàm là ngoại giới thế giới muốn xâm lấn tấn công Thái Thanh Tiên Môn, tất nhiên sẽ là thực lực cùng thế lực xa xa cường đại quá Thái Thanh Tiên Môn thế lực. Dương Nghị Vân biết muốn chạy nhanh đi xem. Nếu không Thái Thanh Tiên Môn sẽ bị diệt môn. Kỳ thật ở tiên giới, tiên sơn thế giới vô số, tiên môn tông phái vô số, mỗi ngày đều có tân tiên môn ra đời, cũng có vô số tiên môn biến mất. Đây là thực bình thường sự tình. Nhưng là đối Dương Nghị Vân tới nói, cùng chính mình có quan hệ tiên môn vậy không giống nhau. Thái Thanh Tiên Môn là chính mình huynh đệ tông môn, hắn nhất định phải bảo. Hiện tại chỉ hy vọng Thái Thanh Tiên Môn còn ở, hoặc là sở lời nói còn có thể kiên trì. Không cần bị giết. Kỳ thật hắn rõ ràng, giống Thái Thanh Tiên Môn bực này tông môn, ở tiên giới chỉ có thể là bất nhập lưu tiểu tông môn mà thôi, rốt cuộc năm đó môn chủ cũng chỉ là kim tiên trình tự mà thôi. Liền tính là đi qua mấy ngàn năm, căng chết cũng liền phát triển đến hỗn nguyên hoặc là tiên quân trình tự. Tiểu tông môn không có cường đại sơn môn trận pháp bảo hộ, không có cao giai thần thông công pháp truyền thừa, càng không có cường giả tọa chấn, thực dễ dàng bị giết. Đây cũng là Dương Nghị Vân vì cái gì muốn hao phí cách xù tài nguyên muốn chế tạo vân môn kiến trúc từ nguyên nhân, hắn muốn đem vân môn kiến trúc chế tạo thành tiên giới đệ nhất, cũng là từ cơ sở thượng xuất phát suy xét, tiên giới tông môn kiến trúc đệ nhất, không riêng gì khí phái vấn đề, lớn hơn nữa tác dụng là bên trong cơ chế vận chuyển cùng phòng ngự tác dụng, liền tính đụng tới cường địch sơn môn mỗi một tòa kiến trúc liền một cái thành lũy, đệ tử môn nhân đánh không lại tránh ở bên trong cũng có thể bảo toàn tánh mạng. Tiểu tông môn không này đó phương tiện. Gặp phải cường đại địch nhân, bị người công phá sơn môn, vọt vào tới chính là diệt môn đại họa. Thái Thanh Tiên Môn hiện tại chính là sống sờ sờ liệt tử. Dương Nghị Vân một cái lập lòe đi tới Thái Thanh Tiên Môn, thần thức đảo qua liền phát hiện quả nhiên Thái Thanh Tiên Môn sơn môn đại trận bị người phá hủy, hơn nữa đang ở tiến hành một hồi nghiêng về một phía tàn sát. Nơi nơi đều là tiếng chém giết, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi, từ trên quần áo xem tất cả đều là Thái Thanh Tiên Môn đệ tử.
cùng hắn phỏng đoán giống nhau, hai đám người, một phản là Hắc Y Viền Vàng, một phương là Thái Thanh Tiên Môn người. Nhưng thế lực lại là phi thường cách xa. Hắc Y Viền Vàng phục sức một phản chỉ có kẻ hèn 20 người, nhưng Thái Thanh Tiên Môn còn lại là toàn bộ tông môn, bị giết đệ tử đã có hơn 1.000 người. Giờ phút này chỉ dư lại không đủ 50 người, lại là bị bao quanh vây quanh ở Thái Thanh Tiên Môn trên quảng trường. Dương Nghị Vân thần thức đảo qua lại là nhẹ nhàng thở ra, cũng trong lòng có chút kích động, bởi vì hắn thấy được bạn tốt Đỗ Kiệt Bân phụ tử cư nhiên ở vây quanh chung, thoạt nhìn cả người là thương, nhưng lại còn sống. Mấy ngàn năm không thấy, Đỗ Kiệt Bân lại là đã thành tựu tiên vương lúc đầu cảnh giới, điểm này hắn không ngoài ý muốn, bởi vì Đỗ Kiệt Bân là phong lôi thân thể. Mà phụ thân hắn Đỗ Nhân Kiệt còn lại là tiên quân chi cảnh, tuy rằng hai người tu vi đều so với năm đó tăng lên rất nhiều, nhưng đối mặt địch nhân so với bọn hắn càng cường đại hơn. Vây quanh bọn họ 20 danh Hắc Y Viền Vàng hầu hạ địch nhân, thuần một sắc tiên quân hậu kỳ, ngoài ra giữa sân còn có một người cưỡi tàu bay thanh niên, cùng một người lão giả càng là tiên đế tu vi, này hai người thực hiển nhiên là chân chính người chỉ huy, hoặc là nói là cái kia thanh niên. Thanh niên này giờ phút này làm với tàu bay phía trên, phía sau là lão giả mà đứng, thoạt nhìn là người hầu bộ dáng, thanh niên là tiên đế lúc đầu tu vi, mà phía sau đứng ở lão giả còn lại là tiên đế hậu kỳ tu vi. Uống tiên tử mang theo ý cười, như là xem diễn giống nhau nhìn trong sân chiến đấu. Lúc này giữa sân chém giết thảm thiết, Thái Thanh Tiên Môn một phương chỉ có bạn tốt Đỗ Kiệt Bân là tiên vương tu vi, một người chống đỡ cục diện, nhưng thoạt nhìn hắn chống đỡ không được bao lâu. Mỗ một khắc thanh niên uống sạch một chén rượu, lại là đem trong tay chén rượu bỗng nhiên quăng ra ngoài, mang theo cường đại pháp lực dao động tạp hướng phía dưới chém giết Đỗ Kiệt Bân. Dương Nghị Vân thấy vậy, rốt cuộc nhịn không được phát ra một tiếng thét dài ra tay. Ngự kiếm, vèo một chút đồ long kiếm bay đi ra ngoài, ngay lập tức chi gian đem thanh niên chén rượu đánh nát, hắn biết nếu là không ra tay, cái này chén rượu liền đủ để cho Đỗ Kiệt Bân bị thương, bởi vì ném ra chén rượu thanh niên là tiên đế tu vi. Mà Đỗ Kiệt Bân là tiên vương. Người nào lớn mật? Một tiếng quát lớn vang lên. Nhưng giữa sân kiếm khí tung hoành, cùng với từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, a a a. Khoảnh khắc chi gian Dương Nghị Vân ngự kiếm dưới chém giết 20 danh Hắc Y tiên quân. Giờ phút này thoáng hiện chợt lóe trực tiếp xuất hiện ở Đỗ Kiệt Bân nơi quảng trường, mở miệng nói, bản đế Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân vừa ra tay liền giết sạch rồi 20 cái tiên quân, đưa lưng về phía Đỗ Kiệt Bân đám người. Ngẩng đầu nhìn nửa ngày không tàu bay thượng thanh niên trầm giọng bản đế Dương Nghị Vân. Đã cả người là thương Đỗ Kiệt Bân nhìn đưa lưng về phía bọn họ, từ trên trời giáng xuống người này, đột nhiên nói ra một câu bản đế Dương Nghị Vân, lập tức Đỗ Kiệt Bân chính là cả người chấn động. Dương Nghị Vân. Hắn có cái sinh tử bản thân cũng kêu Dương Nghị Vân, nhưng hẳn là không phải trước mắt tiên đế đi. Trong lòng nghĩ như vậy Đỗ Kiệt Bân định thần nhìn lại, thấy được đối phương đầy đầu đầu bạc. Cái này Đỗ Kiệt Bân có chút không bình tĩnh, chẳng lẽ hắn thật là chính mình bản thân Dương Nghị Vân? Giọng nói khàn khàn muốn mở miệng, đi hỏi một câu ngươi có phải hay không Vân Tử? Nhưng lại là cả người bị thương duyên cớ, hắn trước sau không mở miệng được, cổ họng phát không ra thanh âm tới. Hơn nửa giờ phút này, thù địch một phương mở miệng trực tiếp cùng Dương Nghị Vân đối thượng. Tàu bay phía trên thanh niên đằng một chút đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn giữa sân đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Vừa ra tay cư nhiên liền giết sạch rồi hắn 20 danh thủ hạ, đây chính là suốt 20 danh thuần một sắc tiên quân A. Cứ như vậy bị giết. Ngươi là người phương nào dám nhúng tay ta sao băng điện sự, chán sống không thành. Tự xưng là sao băng điện thanh niên ánh mắt như rắn độc giống nhau đứng ở tàu bay phía trên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân mở miệng. Lúc này Hồng Y cùng cổ kiếm, Tuyết Miêu rốt cuộc tới rồi, phi dừng ở Dương Nghị Vân bên người. Cũng vừa lúc nghe được tàu bay thượng thanh niên nói chuyện thanh. Cổ kiếm trong lòng cả kinh, cầm lòng không đậu mở miệng nói, sao băng điện? Dương Nghị Vân nhíu mày nói, như thế nào? Cái này sao băng điện rất có lai lịch. Cổ kiếm vội vàng trả lời, hồi bẩm đại nhân, đích xác, sao băng điện là cái siêu cấp thế lực lớn, là 10 đại phong hào tiên tôn chi nhất sao băng tiên tôn sáng chế, lại nói tiếp cùng giao chỉ tiên vực giống nhau, đồng dạng là một cái siêu cấp thế lực lớn. Sao băng điện người không dễ chọc, đại nhân, nếu là có thể không nhúng tay ta kiến nghị là đừng nhúng tay, toàn bộ tiên giới, trừ bỏ tam đại thiên tôn thế lực ở ngoài, nghe đồn đương thuộc sao băng điện cao thủ nhiều nhất, ở sao băng điện tiên yến thành là một chảo một đống, đi theo ngã xuống tiên tôn cường giả rất nhiều.
Câu nói kế tiếp Cổ Kiếm không đang nói đi xuống, nhưng Dương Nghị Vân nghe hiểu, Cổ Kiếm nói rất rõ ràng, sao Băng Điện trêu chọc không được, cư nhiên cũng là Phong Hào Tiên Tôn thế lực, hơn nữa vẫn là Phong Hào Tiên Tôn chung ra Tam Đại Thiên Tôn thế lực ở ngoài, cao thủ nhiều nhất một cái thế lực. Làm Cổ Kiếm nói thời điểm đều tràn ngập kiêng kỵ. Dương Nghị Vân nheo lại mắt hỏi, đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, làm ngươi cái này sinh ra luyện tạo tiên minh tiên đế cũng nói chi biến sắc. Cổ Kiếm xấu hổ cười nói, cụ thể không biết kỹ càng tỉ mỉ số lượng, nhưng đã từng có một cái truyền lưu, nói sao Băng Điện được xưng có tiên tôn cường giả hơn trăm, tiên đế hơn một ngàn, tiên vương thượng vạn, tiên quân 10 vạn đại quân, nghe đồn sao Băng Tiên Tôn nhập đạo phía trước chính là thế tục giới võ tướng xuất thân. Tu đạo lúc sau thành lập tông môn đều là ấn tìm quân sư hóa quản lý tới vận chuyển sao Băng Điện, tất cả đều là đại quân hình thức, 10 vạn tiên quân đại quân, được xưng nhưng quét ngang tiên giới. Đương nhiên cái này có điểm khoa trương, nhưng cũng thuyết minh, sao Băng Điện thật là cái siêu cấp thế lực. Dương Nghị Vân nghe vậy lại là trong lòng hít hà một hơi. Ni ma, tiên tôn hơn trăm, tiên đế quá ngàn, tiên vương thượng vạn, tiên quân thượng 10 vạn. Nếu đồn đãi là thật sự, kia cũng thật chính là siêu cấp thế lực, thật đúng là không dễ chọc. Bất quá, hôm nay chuyện này, hắn cần thiết quản. Bởi vì phía sau là hắn ở tiên giới nhận thức cái thứ nhất bằng hữu, nhưng phó thác sinh tử bằng hữu Đỗ Kiệt Bân. Sao Băng Điện như vậy thực lực cùng thế lực, thật là cường đại vô cùng, nếu là đổi cá nhân, sợ là sẽ từ bỏ. Chính là hắn Dương Nghị Vân cả đời này đi nói, cố tình chính là tình nghĩa chi đạo, cho dù là cùng bực này quái vật khổng lồ là địch lại có gì phương. Thật muốn là hôm nay nhận túng rời đi, hắn nội tâm cả đời đều sẽ không an bình. Đại đạo cũng đừng nghĩ lại kinh tiến thêm một bước. Chuyện này quản định rồi. Cổ Kiếm còn muốn nói gì nữa, lại là Dương Nghị Vân giơ tay ngăn lại. Rồi sau đó nhìn giống nhau tàu bay phía trên thanh niên, chậm rãi mở miệng, xuống dưới nhận lấy cái chết. Nếu trong lòng đã làm ra quyết định, đó chính là một chữ, sát. Sát một cái sao Băng Điện người là sát, là đắc tội. Sát 100 cũng là như thế. Đối thượng cũng đừng hối hận, làm nằm sấp xuống chính là. Hiện giờ hắn đối mặt gần là sao Băng Điện một cái tiên đế mà thôi. Đương nhiên thanh niên bên người còn có một cái tiên đế hậu kỳ lão giả, nhưng thì tính sao? Còn phóng không đến hắn Dương Mẫu Nhân trong mắt. Vân, Vân Tử là ngươi sao? Lại một lần nghe được đưa lưng về phía chính mình đầu bạc tiên nhân mở miệng, lúc này đây Đỗ Kiệt Bân nghe được quen thuộc thanh âm. Hắn cơ hồ có thể xác định là chính mình bằng hữu Dương Nghị Vân, nhịn không được run giọng mở miệng hỏi một tiếng. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, đối với Tuyết Miêu nói, Tuyết Miêu tàu bay thượng cái kia ngốc nghếch giao cho ngươi, ta tìm ta huynh đệ ôn chuyện đi, Hồng Y ngươi cũng đi hỗ trợ. Là chủ nhân. Ngay sau đó Tuyết Miêu cùng Hồng Y đồng thời theo tiếng. Lúc này Dương Nghị Vân xoay người, ánh mắt nhìn về phía 20 mét ngoại Đỗ Kiệt Bân. Mấy ngàn năm không gặp, bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ như cũ là đều là lúc trước ánh mắt, vẫn là bằng hữu huynh đệ. Lão Đỗ. Dương Nghị Vân về phía trước đi đến, kêu một tiếng Lão Đỗ, năm đó ở Đại La Tiên Phủ hắn chính là như vậy kêu. Vân, Vân Tử, thật là ngươi. Đỗ Kiệt Bân run giọng mở miệng, biểu tình kích động vô cùng, mấy ngàn năm đi qua, hắn cho rằng sẽ không còn được gặp lại lúc trước vị nào cùng hắn sóng vai giết địch huynh đệ. Không nghĩ tới hôm nay ở hắn sinh tử tồn vong hết sức, hắn xuất hiện. Nhưng gặp lại, hắn đã là tiên đế tôn sư. Miêu, oanh, tìm chết. Giờ phút này Tuyết Miêu cùng Hồng Y đã bước lên tàu bay với đối phương giao thủ. Đỗ Kiệt Bân sắc mặt biến đổi vội vàng nói, Vân Tử mau làm ngươi người dừng lại, đối phương là sao Băng Điện người, cái kia thanh niên càng là sao Băng Điện 10 đại tướng quân chi nhất Du Bước Động chi tử. Du Khôi, sao Băng Điện thế lực quá lớn, ta không thể ở làm ngươi liên lụy vào được. Dương Nghị Vân giơ tay ngăn lại Đỗ Kiệt Bân nói chuyện. Nhếch miệng cười nói, Lão Đỗ ngươi cảm thấy ta Dương Nghị Vân là sợ phiền phức người sao? Ngươi không nói ta cũng biết sao Băng Điện, nhưng thương ta huynh đệ bằng hữu liền không được, là cái gì điện đều không được, ta nếu chọc liền không sợ. Không cần lo lắng, những người này diệt ngươi sư môn, ta cho ngươi báo thù hết giận, sao Băng Điện hắn còn nghịch không được thiên, ngươi chúng ta chi gian liền không cần như thế khách khí, năm đó nếu không phải ngươi liều mình giữ gìn ta, ta cũng đã sớm treo. Nghe Dương Nghị Vân từng câu từng chữ nói chuyện, Đỗ Kiệt Bân nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, mấy độ nghẹn ngào, gặp đại biến hắn nhìn thấu quá nhiều người cùng sự. Không ai đứng ra giúp hắn, thậm chí còn trừ bỏ không hỗ trợ, biết được hắn đắc tội chính là sao Băng sao Điện có người còn bỏ đá xuống giếng.
Dương Nghị Vân là cái thứ nhất này giúp nói chuyện, hơn nữa dùng thực tế hành động tới thực tiễn người. A, à, oanh! Liền vào giờ phút này phía chân trời chỉ là hét thảm một tiếng, ngay sau đó tàu bay chia năm xẻ bảy. Chiến đấu kết thúc, cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Tuyết Miêu thân hình trống rỗng xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người, thấp giọng nói, chủ nhân thuộc hạ vô năng, tên kia lão giả một sợi nguyên thần chạy thoát đi ra ngoài. Dương Nghị Vân nghe nói mày nhăn lại, nhưng cũng chưa nói cái gì, phất tay ý bảo Tuyết Miêu không cần để ý. Hắn tự nhiên cũng thấy được, càng biết có thể từ Tuyết Miêu trong tay chạy đi một sợi thần hồn, tất nhiên cũng là có độc đáo chỗ, đảo cũng về không được Tuyết Miêu, hơn nữa trốn bỏ chạy đi, dù sao phiên không dậy nổi sóng to tới, nhiều nhất trở về báo cái tin mà thôi, hắn ra tay lúc sau liền không nghĩ tới có thể giấu trụ sao băng điện. Du Khôi bị Tuyết Miêu tiêu diệt liền hảo, mà chạy đi thần hồn lão giả thân thể cũng bị Tuyết Miêu đánh bạo, không sao cả. Lần này nguyên bản làm Hồng Y đồng loạt ra tay, nhưng Hồng Y căn bản liền chưa kịp ra tay, đã bị Tuyết Miêu một cái trong nháy mắt kết thúc chiến đấu, điểm này xem Tuyết Miêu thực lực thủ đoạn càng sâu từ trước, nàng một tiếng đạo hạnh không thể dựa theo tầm thường cảnh giới tới xem, rất là quỷ dị. Lúc sau Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân tiếp tục nói chuyện, lúc này mới hiểu biết nguyên nhân. Nguyên lai Đỗ Kiệt Bân bị sao băng điện cái này Du Khôi đuổi giết, là bởi vì hắn sư môn hủy diệt, hắn xem như đã chịu sư môn liên lụy bị một đường đuổi giết, mới đưa đến như thế mầm tai họa, bị Du Khôi trực tiếp đuổi giết thượng nhà mình thiên môn. Dựa theo Đỗ Kiệt Bân cách nói, hắn sư môn bởi vì đắc tội sao băng điện nào đó cao tầng, kết quả sao băng điện phái ra một chi đại tướng quân xuất lĩnh một vạn đại quân san bằng bọn họ sư môn, mà hắn còn lại là một đường đào vong về tới quê quán đại thanh thế giới Thái Thanh thiên môn. Nhưng kết quả như cũ bị Du Khôi mang theo người đuổi theo, lúc này mới có hiện tại cục diện, may mắn Dương Nghị Vân kịp thời xuất hiện, nếu không hôm nay Thái Thanh môn cũng đến diệt môn. Dương Nghị Vân sau khi nghe xong, gật gật đầu, lại là không hỏi nhiều, cũng không nói thêm cái gì, hắn kỳ thật nhìn ra được tới, Đỗ Kiệt Bân không có đối hắn nói thật, nhưng làm bạn tốt, Dương Nghị Vân không truy vấn, mỗi người đều có chính mình bí mật, nếu Đỗ Kiệt Bân không muốn nói, hắn cũng liền không truy vấn. Chỉ cần biết Đỗ Kiệt Bân là hắn bằng hữu liền hảo, mặt khác, lão Đỗ không nói hắn liền không hỏi đó là. Đỗ Kiệt Bân có Đỗ Kiệt Bân bí mật, Dương Nghị Vân cũng có Dương Nghị Vân bí mật. Có một số việc không hỏi càng tốt, bằng hữu chi gian có thể nói, hoặc là bí mật, liền tính không hỏi nên nói cũng tự nhiên sẽ nói ra tới. Thái Thanh Tiên Môn nguy cơ tuy rằng hóa giải, nhưng toàn bộ Thái Thanh Tiên Môn cũng thành một mảnh phế tích. Kỳ thật Đỗ Kiệt Bân may mắn chính là... Du Khôi từ lúc bắt đầu liền ở mưu diễn lão thử giống nhau không tự mình ra tay, nếu là từ lúc bắt đầu Du Khôi hoặc là bên người tiên đế hậu kỳ lão giả ra tay, bọn họ sớm chết 100 lần. Hiện giờ toàn bộ Thái Thanh Tiên Môn chỉ còn lại có không đủ 50 người, hơn 1.000 môn nhân đệ tử bị giết, tông môn trong vòng trở thành phế tích, này kỳ thật cùng diệt môn cũng không có gì khác nhau. Giữa sân Thái Thanh Tiên Môn dư lại những người này cảm xúc đều vô cùng hạ xuống. Đặc biệt là Đỗ Kiệt Bân phụ thân Đỗ Nhân Kiệt cảm xúc kém cỏi nhất, từ Dương Nghị Vân xuất hiện giải vây, đến giết địch hóa giải nguy cơ, trước sau đều là ánh mắt tan rã bộ dáng, cũng không lại đây cùng Dương Nghị Vân chào hỏi một cái, như vậy ở bất luận kẻ nào xem ra đều thực thất lễ. Bất quá Dương Nghị Vân chút nào không thèm để ý, thậm chí thực lý giải hắn, rốt cuộc tông môn xem như phế đi, môn hạ đệ tử tử thương quá ngàn, hết thảy đều xem như xong rồi. Đối này nhất tự trách người là Đỗ Kiệt Bân. Nói đến cùng Thái Thanh Tiên Môn là đã chịu hắn liên lụy, đã chịu sư môn liên lụy, nhưng trên đời việc ai có thể nói rõ ràng đâu. Ai cũng không nghĩ tới cường đại sư môn trong một đêm bị giết rớt, trình diễn một hồi cá lớn nuốt cá bé pháp tắc. Đây cũng là không có biện pháp sự, hắn chạy ra tới, từ sư môn một đường chạy trốn tới quê quán Thái Thanh Tiên Môn, lại bị nhân gia đuổi tới Thái Thanh Tiên Môn, dẫn tới hôm nay trận này đại họa. Đỗ Kiệt Bân vô cùng tự trách. Dương Nghị Vân có thể làm chính là tận lực đi trợ giúp vị này bạn tốt. Hắn thượng kỳ cùng Đỗ Kiệt Bân chào hỏi, cũng an ủi Thái Thanh Tiên Môn dư lại những người này. Lúc sau liền hỏi Đỗ Kiệt Bân nói, lão Đỗ kế tiếp nhưng có tính toán gì không? Nếu là ngươi tưởng trùng kiến Thái Thanh Tiên Môn ta có thể hỗ trợ. Đỗ Kiệt Bân cười khổ nói, đều thành phế tích còn nói gì trùng kiến còn nữa ta Thái Thanh Tiên Môn môn nhân đệ tử cơ bản đã chết 9 thành 9, liền dư lại 50 người, thành tàn binh bại tướng. Không nói cái khác, thế lực tổn hao nhiều hậu quả, chỉ biết tìm tới mặt khác tiên môn nhớ thương, ước gì dẫm lên một chân, liền tính là trùng kiến lúc sau, cũng chỉ sẽ bị mặt khác tiên môn khoảnh khắc chi gian tan rã. Hai người mới vừa nói chuyện hết sức,
phía chân trời một tiếng cuồng tiếu vang lên. Ha ha ha, Đỗ lão quái không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a, à, thật là ông trời mở mắt, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Tính lão phu một cái, những năm gần đây, ngươi Thái Thanh Tiên Môn ỷ vào nhi tử bái nhập cường đại thiên môn, tại đây đại thanh thế giới hoành hành ngang ngược, tác oai tác phúc, hôm nay lại là rơi vào cái như thế kết cục, thật sự xứng đáng, ha ha. Còn có lão thân, Đỗ lão quái năm đó ngươi cướp đoạt ta môn hạ tu luyện tài nguyên chi thù, hôm nay cũng nên tính tính. Lão phu cũng tới thấu cái náo nhiệt. Bổn quân nghe nói hôm nay Thái Thanh Tiên Môn bị nào đó cường đại thiên môn giáo huấn, đặc đến xem náo nhiệt, ha ha. Bốn phương tám hướng phía chân trời người tới, ít nhất có 7 đại thế lực. Chỉ chớp mắt hội tụ hơn 1.000 người, vây quanh toàn bộ quảng trường. Giờ phút này Đỗ Nhân Kiệt ánh mắt đỏ bừng, tiến lên một bước, âm trầm nói, Đại Vũ Tiên Môn, Hỏa Tình Tiên Môn, Thượng Huyền Dương Nhiệt, Quá Thương Tiên Môn. Ha ha, ngươi chờ tiểu nhân nhưng thật ra tới đầy đủ hết, đều là Đại Thanh Tiên Sơn 10 đại tiên môn, ta Thái Thanh Tiên Môn làm sao từng bạc đãi quá ngươi chờ. Cái gì chó má hoành hành ngang ngược cướp đoạt tu luyện tài nguyên, nếu đều tới làm sao cần như vậy dối trá bịa đặt lý do, nói đi ngươi chờ muốn làm cái gì. Ha ha, Đỗ lão quái nếu lời nói làm rõ, chúng ta cũng không cất giấu, giao ra kỳ quân đan phương tới, ta chờ liền buông tha các ngươi này mấy chục cái tàn binh bại tướng lưu cái toàn thây. Nếu không bị trách ta chờ trực tiếp siêu hồn. Dương Nghị Vân giờ phút này tương tự xem ngốc tử giống nhau nhìn nhóm người này người, trong mắt hắn những người này chung dẫn đầu tu vi mới là tiên quân mà thôi, dư lại tuy rằng thoạt nhìn người đông thế mạnh, nhưng đều là tiên quân dưới tu vi, thậm chí còn có chân tiên ở trong đó. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là sao băng điện người chạy đến, còn nghĩ như thế nào tới nhanh như vậy, biết nói cư nhiên đều là đại thanh thế giới 10 đại tiên môn người. Trong đó có mấy cái tiên môn vẫn là năm đó đuổi giết quá hắn lão đối đầu. Tỷ như Đại Vũ Tiên Môn cùng Thượng Huyền Tiên Môn, tuy rằng năm đó hắn chém giết Thượng Huyền Tiên Môn môn chủ Yến Vô Lược, vốn tưởng rằng Thượng Huyền Tiên Môn từ nay về sau liền chưa gượng dậy nổi, hiện tại xem ra đều không phải là như thế, cư nhiên có tồn tại. Xem những người này giống ngốc tử giống nhau, chính là tưởng nói, chẳng lẽ này những ngốc nghếch không thấy được chính mình cái này tiên đế ở đây chung sao? Nghe Đỗ Nhân Kiệt cùng bọn họ đối thoại, Dương Nghị Vân lúc này mới rõ ràng những người này tiến đến cư nhiên là muốn kỳ quân đan phương, năm đó hắn đưa tặng Đỗ Kiệt Bân 3 cái kỳ quân đan phương, xem ra bị những người này sớm biết rằng. Nói như thế lên, những người này tiến đến bổ giao nhỏ, còn có hắn nhân quả ở trong đó. Bất quá đối Dương Nghị Vân tới nói, mặc kệ những người này vì cái gì nguyên nhân tiến đến, có hay không nhìn đến hắn cái này tiên yến thành không sao cả. Bởi vì hắn ở trong lòng đã đem những người này đánh vào số một phải giết chi liệt. Hắn cuộc đời hận nhất này đó bỏ đá xuống giếng bọn chuột nhắt, càng đừng nói những người này năm đó ở Đại La Tiên Phủ ngoại còn đuổi giết quá hắn. Bất quá nói trở về, hôm nay nếu không phải hắn ở đây, này đó bọn chuột nhắt liên hợp lại, liền tính trong sân Đỗ Kiệt Bân là tiên vương tu vi ở bị thương dưới tình huống, thật đúng là có thể diệt Thái Thanh Tiên Môn dư lại này mấy chục người. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân tiến lên một bước nhàn nhạt mở miệng nói, năm đó đưa cho Thái Thanh Tiên Môn 3 cái kỳ quân đan phương người là ta, người chờ bọn chuột nhắt có phải hay không tới hỏi một chút ta ý kiến. Ngay từ đầu những người này đôi mắt đều là hồng chỉ nhìn chằm chằm trong sân Đỗ Kiệt Bân phụ tử, thật đúng là không chú ý tới Dương Nghị Vân, bọn họ những người này chỉ là thu được tin tức có người tấn công Thái Thanh Tiên Môn, liền liên hợp lại, tiến đến bỏ đá xuống giếng cường đại 3 cái đan phương. Kỳ thật căn bản liền không làm rõ ràng trạng huống. Cái này Dương Nghị Vân một mở miệng, lúc này mới phát hiện giữa sân cư nhiên có một cái tu vi cảnh giới bọn họ nhìn không thấu tồn tại. Bọn họ bên trong tu vi cao cũng chính là tiên quân, há có thể nhìn thấu Dương Nghị Vân tiên đế tu vi. Trong lúc nhất thời sửng sốt, trong lòng cũng bất ổn, như thế nào cũng không nghĩ tới Thái Thanh Tiên Môn còn có cao thủ tồn tại. Căn cứ bọn họ hiểu biết, Thái Thanh Tiên Môn mấy năm nay chỗ dựa cũng chính là Đỗ Kiệt Bân sư môn. Nhưng Đỗ Kiệt Bân sư môn đã bị một cái khác siêu cấp thế lực cấp diệt môn, ngay cả Đỗ Kiệt Bân cũng là trộm trốn thoát về tới Thái Thanh Tiên Môn dư nghiệt mà thôi, dựng lên bị thương, bọn họ nhiều như vậy thế lực liên hợp lại đối phó một cái Đỗ Kiệt Bân tiên vương vẫn là có nắm chắc. Nhưng hiện tại đột nhiên ra tới một cái đầu bạc thanh niên, bọn họ cư nhiên nhìn không thấu tu vi cảnh giới, cái này liền có chút thấp thỏm, tiên quân nhìn không thấu tu vi cảnh giới, chỉ có thể thuyết minh đối phương là tiên đế cấp bậc. Một cái tiên đế ở đây, bọn họ những người này nhưng đều là con kiến. Đúng lúc này có cái Thượng Huyền Tiên Môn người đột nhiên kinh hô, người là Dương Nghị Vân. Lời này một chỗ, vài cái tiên môn người cũng nghĩ tới,
năm đó Dương Nghị Vân chính là mang theo một đầu yêu thú thực sự cùng Thượng Huyền Tiên Môn đánh quá một trận, cuối cùng Yến Vô Lượng đều đã chết. Hơn nữa Thượng Huyền Tiên Môn sau lưng cho rằng Hỗn Nguyên nói tiên phân thân cũng bị Dương Nghị Vân cùng kia đầu yêu thú đánh nát. Yêu thú kỳ thật chính là Tuyết Hương. Mấy ngàn năm không qua được, không nghĩ tới hôm nay Dương Nghị Vân cư nhiên tu vi cảnh giới bọn họ đều nhìn không thấu. Những người này trong lòng bắt đầu chột dạ. Bất quá Dương Nghị Vân lại là trong miệng đã hộc ra một chữ, sát. Ngay sau đó Tuyết Miêu, Hồng Y, Điêu Nhi, Cổ Kiếm toàn bộ ra tay, Dương Nghị Vân đối này đó vương bát đản cũng không đẹp, trong lòng vừa động đồ long cùng bàn long kiếm vận chuyển, báo thủ mấy trăm đạo kiếm khí đánh chết mà đi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, không đến 10 tức thời gian, giữa sân hóa thành tu la tràng, lại không một người đứng ở, tiến đến mấy đại tiên môn có một cái tính một cái tất cả đều trở thành tử vong. Giữa sân lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, Dương Nghị Vân xoay người nhìn Đỗ Kiệt Bân nói, lão Đỗ nơi này sợ là không thể đãi, như vậy đi, ta phái người mang ngươi đi ta Vân Môn, ít nhất ngươi làm Thái Thanh Tiên Môn dư lại những người này có thể có cùng an thân chỗ, về sau sự tình, ở làm tính toán như thế nào. Đỗ Kiệt Bân nghe vậy, trong lòng tràn ngập cảm kích, cùng phụ thân đám người thương nghị một phen liền đồng ý. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đối Tuyết Miêu mở miệng nói, Tuyết Miêu an bài người mang lão Đỗ bọn họ đi chúng ta Vân Môn căn cứ. Miêu, Tuyết Miêu thực dứt khoát, một tiếng thét dài lúc sau, giữa sân tức khắc xuất hiện hai cái tiên đế, giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, quỳ xuống lại nói, Vân Môn ám dạ vệ, Vân 9, Vân 10 bái kiến môn chủ, thủ lĩnh. Đối trống rỗng xuất hiện hai cái tiên đế, Dương Nghị Vân chút nào không kỳ quái, tới trên đường Tuyết Miêu liền đối hắn giảng thuật quá, nàng huấn luyện sát thủ lần này toàn thể xuất động. Có một đôi ẩn thân ở trong tối đi theo bọn họ. Phía trước Dương Nghị Vân liền cảm nhận được quá hơi thở, lần này ở kế tiếp trực tiếp phân phó Tuyết Miêu. Hiện tại xem quả nhiên như thế. Mệnh lệnh hai người các ngươi đem Thái Thanh Tiên Môn những người này hộ tống hồi ta Vân Môn căn cứ, đây là ta lệnh bài, tới rồi đại trận lúc sau, thúc giục lệnh bài tự nhiên sẽ có người mang các ngươi đi vào, mặt khác nói cho cảnh sán cùng Phương Đông Hạo Thiên, Đỗ Kiệt Bân là sinh tử bạn tốt, không thể chậm trễ. Dương Nghị Vân trực tiếp đối hai cái tiên đế cấp bậc sát thủ hạ lệnh. Cần tuân môn chủ pháp chỉ, hai người đồng thanh trả lời. Đối này Dương Nghị Vân thực vừa lòng, hoặc là nói đúng Tuyết Miêu huấn luyện thực vừa lòng, ít nhất này đó sát thủ biết chính mình cái này môn chủ tồn tại. Mà bên kia Đỗ Kiệt Bân đem này hết thảy xem ở trong mắt, trong lòng tràn ngập rất lớn chấn động, mặc kệ là Dương Nghị Vân cái này bạn tốt người bên cạnh, cũng hoặc là thực lực của hắn tu vi, Đỗ Kiệt Bân biết hắn đều đuổi không kịp Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân cái này an bài là đại ân tình, ít nhất hắn trong lòng cuối cùng có thể đối phụ thân sở thống lĩnh Thái Thanh Tiên Môn những người này có thể thiếu điểm áy náy. Nói đến cùng đều là bởi vì hắn, Thái Thanh Tiên Môn mới chịu liên lụy tạo này đại nạn, nếu là không có một cái an ổn nơi, chưa chừng sao băng điện người sẽ lại lần nữa truy tia, a đến bọn họ, chung quy khó thoát vừa chết. Mà hết thảy này đều là bởi vì sư phụ trước khi chết giao cho trong tay hắn một thứ, nghĩ tới nghĩ lui. Đỗ Kiệt Bân chuẩn bị đem như vậy đồ vật giao cho Dương Nghị Vân, thực hiển nhiên Dương Nghị Vân tu vi cùng thực lực đều cũng đủ, đồ vật ở Dương Nghị Vân trên tay hắn cũng yên tâm, cũng lại hắn đã chuyển tâm tư, dù sao kia đồ vật hắn lấy ở trên tay cũng không tìm hiểu ra một cái nguyên cớ tới, ngược lại thành mầm tai họa. Nghĩ đến đây, Đỗ Kiệt Bân hít sâu một hơi đối Dương Nghị Vân nói, Vân tử ngươi cùng ta tới, ta có lời đối với ngươi nói. Dương Nghị Vân xem Đỗ Kiệt Bân vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Hắn biết Đỗ Kiệt Bân là có cái gì bí ẩn việc muốn tìm chính mình, phía trước tử vấn để Đỗ Kiệt Bân phát cái gì nguyên nhân là lúc, Dương Nghị Vân liền nhìn đến quá hắn che che giấu giấu ánh mắt, có cái gì bí mật giấu giếm bộ dáng. Hắn tôn trọng vị này bạn tốt, cũng không có truy vấn, lúc này Đỗ Kiệt Bân chủ động mở miệng, hắn cũng không hảo cự tuyệt, đi theo Đỗ Kiệt Bân đi tới một bên. Trực tiếp mở miệng nói, Vân tử kỳ thật ta bị đuổi giết, thậm chí là ta sư môn bị đuổi giết, đều là bởi vì một đồ vật. Trong đó ân oán ta liền không nói, hiện tại sư môn cũng đều không có gì hảo thuyết, tóm lại sao băng điện người đuổi giết tới cửa đều là vì thế. Nói chuyện bên trong, Đỗ Kiệt Bân trong tay vừa lật lại là xuất hiện một khối, bàn tay lớn nhỏ, ngoại hình như là một mặt gương, nhìn qua tựa cốt phi cốt ngọc cũng không phải ngọc tài chất, chợt vừa thấy chính là một mặt gương. Dương Nghị Vân nhìn Đỗ Kiệt Bân có chút không rõ nguyên do, nghi hoặc xem hắn, hắn biết Đỗ Kiệt Bân mặt sau còn có chuyện nói. Quả nhiên chỉ nghe Đỗ Kiệt Bân nói, Vân tử này ngoạn ý là sư phụ ta sắp chết giao cho ta, cũng là sao băng điện người truy tìm đồ vật,
nghe sư phụ ta trước khi chết nói là cái gì đại đạo chí bảo, nhưng này ngoạn ý ở ta trên tay thật lâu cũng không có tìm hiểu ra một cái 1, 2, 3 tới. Hiện tại ngược lại còn bởi vậy liên lụy ta Thái Thanh Thiên Môn, ta thẹn với phụ thân cùng đồng môn, vân tử thứ này không thích hợp lưu tại ta trên tay, hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi. Đình đình đình, Dương Nghị Vân xua tay đánh gãy Đỗ Kiệt Bân nói xuống dưới, thở dài nói, lão Đỗ thứ này là sư phụ ngươi để lại cho ngươi, không chút nào khoa trương nói, bởi vì thứ này ngươi sư môn cùng ngươi từ nhỏ sinh trưởng sư môn, hai cái tiên môn bởi vậy mà diệt môn, đây là dùng bao nhiêu người tánh mạng đổi lấy. Như thế quan trọng đồ vật ngươi cho ta không thích hợp, ta cũng không thể muốn. Đỗ Kiệt Bân cười khổ nói, phân tử ngươi nghe ta nói, đúng là bởi vì thứ này dính đầy quá nhiều máu tươi, ta mới trong lòng thực bất an thực áy náy, thứ này ta cầm ở trong tay thật lâu cũng chưa nhìn ra cái gì nguyên cớ tới. Ngược lại hiện tại thực phỏng tay, nhưng là nghịch cũng nên minh bạch, đúng là bởi vậy thứ này ta giao cho bất luận kẻ nào đều không yên tâm, rốt cuộc với ta tương quan hai cái tiên môn trả giá quá lớn đổ máu hy sinh. Người đâu hiện tại tu vi rất mạnh, thứ này cho ngươi ở ngươi trên tay cũng an toàn, hơn nữa lần này ngươi có thể an bài ta Thái Thanh Tiên Môn dư lại những người này, cho chúng ta một cái phù hộ nơi, lại làm sao không phải thành đan thật lớn nguy hiểm, sao băng điện thế lực ta là biết đến, bất luận cái gì tiên giới thế lực đều phải kiêng kỵ cường đại tồn tại. Ngươi thu lưu chúng ta vô lấy hồi báo, thứ này liền tính là thù lao đi, ha ha, lại nói tiếp tìm hiểu không ra, kỳ thật chính là một khối phế vật. Vân tử đừng cự tuyệt, ngươi làm ta nội tâm dễ chịu một chút đi, ngươi nếu là không thu hạ, ta cũng ngượng ngùng mang theo Thái Thanh Tiên Môn những người này đi ngươi Vân Môn. Đỗ Kiệt Bân nói rất nhiều, thái độ cũng thực kiên quyết, Dương Nghị Vân hiểu biết Đỗ Kiệt Bân tính cách, biết hắn nói mỗi một câu cũng là phi tử phế phủ, nếu là không thu hạ thứ này, sợ là Đỗ Kiệt Bân cũng sẽ không tâm an. Cười khổ nói, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể làm sao bây giờ? Hành, thứ này ta nhận lấy. Ngươi an tâm đi theo ta người đi ta Vân Môn căn cứ, ở nơi nào có cường đại kiếm trận bảo hộ, càng có cao thủ tỏa chấn, liền tính là hắn sao băng điện người cường công, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là có một ngày ta có thể tìm hiểu ra trong đó ảo diệu tới, ta trước tiên cùng ngươi chia sẻ, chuyện này liền như vậy định ra đi, các ngươi đều bị thương, mau chóng đi theo ta người rời đi, ta xử lý sao băng điện người, nơi đây không nên ở lâu, hơn nữa ta cũng phải đi một chuyến giao trì tiên vực. Chờ ta xong xuôi sự trở về, chúng ta huynh đệ ở trắng đêm trường đàm. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân dưới tay, Đỗ Kiệt Bân đưa qua cốt kính, cũng không có tên, tạm thời Dương Nghị Vân đã kêu cốt kính. Đương nhiên nhìn như là nào đó xương cốt, nhưng cầm ở trong tay cảm giác có nhàn nhạt ôn nhuận, chút nào không giống như là xương cốt. Này khối cốt kính cũng làm hắn nhớ tới chính mình U Minh cốt tới, thời gian dài như vậy hắn cũng không có ở từ U Minh cốt trung triệu hồi ra quá U Minh sinh vật tới. Trong lòng còn nghĩ tìm cái thời gian ở đi triệu hoán một đầu U Minh sinh vật ra tới nghiên cứu một chút. Hảo, ta đây muốn chạy. Đỗ Kiệt Bân thật dài hộc ra một hơi, đem cốt kính giao cho Dương Nghị Vân sau, như là dỡ xuống trong lòng một khối tảng đá lớn tức khắc nhẹ nhàng không ít. Thuận buồm xuôi gió. Chờ hai cái sát thủ tiên đế mang theo Đỗ Kiệt Bân một hàng rời đi sau, Dương Nghị Vân cũng làm cá trạch hóa thân, lần hai bay về phía biển sao, đi trước giao chỉ tiên vực. Tiên giới tiên vực chi gian khoảng cách cũng không đoạn, bất quá Dương Nghị Vân có cá trạch cái này siêu cấp tọa kỵ ở, lên đường tốc độ tự nhiên sẽ không kém. Cá trạch tốc độ vấn đề, Dương Nghị Vân cũng tính ra ra tới, mỗi một lần cánh chim chớp động đều là 9.000 dặm, tuy rằng cùng trong truyền thuyết côn bằng dương cánh 9.000 dặm còn kém xa lắm, nhưng cũng có thể lý giải, rốt cuộc côn bằng mới phá trứng mà ra không lâu. Hiện tại có thể dương cánh dưới 9.000 dặm cũng đã là thực nghịch thiên tồn tại. Dù sao cũng là ngay lập tức dương cánh 9.000 dặm tốc độ. Bực này tốc độ sợ là toàn bộ tiên giới cũng tìm không ra mấy cái tới. Chờ tương lai cá trạch trưởng thành lên, dựa theo Dương Nghị Vân trong lòng dự tính, bị nói dương cánh 9.000 dặm, 90.000 dặm thậm chí 100.000 đều là có khả năng. Dù sao cá trạch thứ này tiềm lực vô hạn. Dựa theo cổ kiếm cách nói, bực này tốc độ qua đi, 3 ngày có thể đến giao trì tiên vực. Đương nhiên nếu là mở ra không gian môn hộ, cũng chính là trong nháy mắt sự, bất quá mở ra không gian môn hộ thiên phú năng lực, đối với tiên đế cấp bậc tới nói quá cố hết sức, liền tính mở ra thành công cũng không ổn định, nói như vậy tiên đế cảnh giới trọng điểm ở tu luyện hiểu được ra không gian chi lực, tới rồi thiên tôn cảnh giới lúc sau mới là thành thục. Đến lúc đó là có thể tùy tâm sử dụng mở ra không gian môn hộ. Toàn bộ tiên giới quá mức hạo hải, muốn đi một chỗ không có đắc lực phi hành thuyền hoặc là tọa kỵ, chỉ dựa vào tự thân pháp lực đi phi hành quá mức cố hết sức.
Đương nhiên còn có truyền tống trận tồn tại, nhưng tiên giới quá thật tốt đại, đều không phải là mỗi một chỗ đều có truyền tống trận tồn tại. Hơn nữa đường dài truyền tống tiêu hao tiên thạch cũng là một bút toàn cục tự, trên đường còn không an toàn, thực dễ dàng bị người theo dõi. Cho nên có tòa kỵ cùng tàu bay là tốt nhất. Chẳng qua phi hành thuyền tốc độ cũng là hữu hạn, mà thượng thừa phi hành thuyền cũng không phải là bất luận cái gì tiên nhân đều mua nổi. Cũng yêu cầu cường đại vô cùng pháp lực chống đỡ, pháp lực càng cường đại thao tác phi hành thuyền tốc độ sẽ càng mau. Cho nên nói ở tiên giới ngao du biển sao, là tiên tôn cấp bậc cường giả mới có thể tùy ý du lịch chuyên trúc. Tiên tôn một chút đều yêu cầu mượn dùng phi hành thuyền cùng phi hành tọa kỵ. Dương Nghị Vân có thể có một đầu cá trạch thật sự cũng là may mắn. Cá trạch tốc độ, dùng cổ kiếm nói, có thể so với đứng đầu phi hành thuyền. 3 ngày thời gian cũng đối Dương Nghị Vân tới nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, tả hữu không có việc gì ngồi ở cá trạch trên lưng, hắn lấy ra Đỗ Kiệt Bân đưa tặng cốt kính quan khán. Thứ này nếu có thể bị sao băng điện người không tiếc diệt tiên môn đuổi theo Đỗ Kiệt Bân, tất nhiên là cái khó lường bảo bối. Nhưng ở Đỗ Kiệt Bân trên tay, thậm chí là Đỗ Kiệt Bân sư phụ trên tay cũng chưa tìm hiểu ra cái gì tới. Hiện tại hắn tới nghiên cứu cũng không báo bao lớn hy vọng. Nhìn như tưởng một khối cốt kính, cầm ở trong tay có ôn nhuận cảm, cũng không có chút nào năng lượng dao động, phi thường bình đạm không có gì lạ. Khá vậy nguyên nhân chính là vì như thế, Dương Nghị Vân khẳng định, tuyệt đối không phải phàm vật. Đỗ Kiệt Bân nói đến là cái gì đại đạo hiểu được đồ vật, hắn cũng không nói lên được lai lịch. Lúc này Dương Nghị Vân tả hữu không có việc gì, cầm trong tay nghiên cứu quan khán. Chính phản diện đều một cái bộ dáng, trừ bỏ thực bóng loáng ở ngoài, mặt trên đã không có bất luận cái gì văn tự cũng không có bất luận cái gì văn lạc. Hắn nếm thử độ nhập pháp lực, thần hồn chi lực, thậm chí lấy máu đều dùng tới, như cũ không có bất luận cái gì phản ứng biến hóa. Lầm bầm, ta có thể nghĩ đến lão Đỗ sợ là đã sớm thử qua, này ngoạn ý bảo vật định là cái bảo vật, chính là như thế nào mở ra trong đó bí mật, sợ là yêu cầu độc đáo thủ đoạn, như thế nào mở ra, ai có thể nhận được thứ này. Không có cách lúc sau, Dương Nghị Vân thậm chí hỏi qua Tuyết Miêu cùng Hồng Y các nàng, nhưng Hồng Y cùng Tuyết Miêu cũng tỏ vẻ lắc đầu. Lại nói tiếp hiện tại Hồng Y đã có dần dần thành thục tư duy ý thức, trừ bỏ không thể mở miệng nói chuyện ở ngoài, dùng tinh thần dao động truyền âm giao lưu hiện tại đã vô chướng ngại. Dương Nghị Vân mỗi ngày đều cảm nhận được Hồng Y tư duy ý thức ở trưởng thành. Chủ nhân có lẽ ngươi có thể hỏi một chút kia chỉ tạp mau điều Tuyết Miêu ở một bên nói. Dương Nghị Vân sửng sốt. Đúng vậy, ta như thế nào đem tạp mao điểu cấp quên mất. Từ lần trước làm điêu nhi nhổ sạch tạp mao điểu đầy người lông chim sau, Dương Nghị Vân liền đem tạp mao điểu mất hết càn khôn hồ không gian rốt cuộc không quản quá, ai làm hắn dậy hư cá trạch. Trong lòng vừa động, ngay sau đó một con trên người đen nhánh chọc khô gầy không mao điểu xuất hiện. Nhược kê nhược kê nhược kê, người đại gia bồi lão tử một thân lông chim. Thần ma điểu vừa ra tới, chính là chửi ầm lên. Dương Nghị Vân thẳng trợn trắng mắt, giơ tay lấp kín lỗ tai. Hắn kế tiếp yêu cầu tạp mao điểu xem cốt kính, biết tạp mao điểu trong lòng có khí, dù sao cũng phải làm thứ này phát tiết một chút, nếu không thật đúng là sợ tạp mao điểu không nói lời nói thật. Thật lại nói tiếp, tạp mao điểu trừ bỏ miệng tiện ở ngoài, thật là hắn bên người kiến thức rộng rãi một cái, hắn một đường đi tới thật đúng là giúp không ít vội. Cứ việc tạp mao điểu không có sức chiến đấu, nhưng tầm mắt đích xác không nói. Mỗi một lần tìm tạp mao điểu hỏi sự tình, trên cơ bản liền không sai lầm quá. Ngẫm lại lần trước vì giết gà dọa khỉ, hù dọa cá trạch, lấy tạp mao điểu chạy đến, làm điêu nhi ra tay nhổ sạch tạp mao điểu lông chim, đối với yêu quý thanh danh như mạng tạp mao điểu tới nói đả kích đích xác có điểm đại. Dương mỗ nhân ngẫm lại chính mình giống như đích xác làm có điểm quá mức. Như thế cũng liền tùy ý tạp mao điểu mắng. Chân chính nửa giờ, biển sao loại đều là tạp mao điểu mắng Dương Nghị Vân thanh âm. Điêu Nhi vài lần nhe răng nhếch miệng, phải đối tạp mao điểu động thủ, nhưng cũng chưa Dương Nghị Vân cản lại, yêu cầu tạp mao điểu dù sao cũng phải làm thứ này phát tiết một phen mới được. Nửa giờ sau tạp mao điểu mắng mệt mỏi, rốt cuộc ngữ khí thả chậm, Dương Nghị Vân lúc này mới cười hắc hắc nói, điểu ra, điểu đại gia, mắng xong không có. Mắng xong nghỉ ngơi một chút khí, uống một chén, có cái đồ vật giúp ta tốt nhất mắt như thế nào. Lăn đừng phiền lão tử, ngạch, đây là... Thần nhân ngộ đạo cốt. Vốn dĩ tạp mao điểu mắng không cho mặt mũi, nhưng ngay sau đó nhìn đến Dương Nghị Vân trong tay một phen lấy ra cốt kính sau, tức khắc dừng lại kinh hô một tiếng. Nghe được tạp mao điểu nói chuyện, Dương Nghị Vân tinh thần chấn động, quả nhiên có môn,
không hổ là tạp mao điểu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói rõ ràng điểm, như thế nào thần nhân ngộ đạo cốt? Dương Nghị Vân lập tức hỏi. Cái gọi là thần nhân, thả lão tử dựa vào cái gì nói cho ngươi? Thần ma điểu thấy Dương Nghị Vân một bộ cấp bách bộ dáng, lại là chuyện vừa chuyển ngừng hạ lên không nói. Dương Nghị Vân thiếu chút nữa bị tạp mao điểu một câu sặc tử, tức khắc giận dữ nói, tạp mao điểu mắng cũng mắng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không ta làm điêu nhi chiêu đãi ngươi. Chi chi. Điêu nhi chi chi một kêu phối hợp Dương mẫu nhân. Cái này thần ma điểu một đốn có chút sợ, điêu nhi chính là hắn khắc tinh. Này chỉ trồn không thể trêu vào không thể trêu vào. Ách, lão tử ý tứ là nói, ta ngẫm lại nói cho ngươi. Điêu nhi một kêu thần ma điểu tức khắc liền túng. Đồ đê tiện, đừng úp úp mở mở chạy nhanh nói Dương Nghị Vân mắng nói. Chi chi điêu nhi tiếp tục ở bên cạnh uy hát yêu ta tạp mao điểu. Ngươi, ngươi cái kia nhược kê a, ngươi trước làm điêu nhi lui ra, điêu nhi ở bên cạnh điểu ra ta nói không nên lời nói. Đối điêu nhi tạp mao điểu là sợ đến trong xương cốt. Một thân lông chim vừa mới dài quá điểm tóc máu mà thôi, cũng đừng làm cho điêu nhi một chút lại cấp hỏa hỏa. Dương Nghị Vân vung tay lên làm điêu nhi né tránh lúc sau, nói đi. Có điêu nhi ở một bên uy hát yêu ta, thần ma điểu cũng chỉ có thể thành thành thật thật trả lời Dương mẫu nhân vấn đề. Nhìn Dương Nghị Vân trong tay cốt kính thần ma điểu nói là cái gì thần nhân ngộ đạo cốt. Dương Nghị Vân trong lòng lập tức đã bị gợi lên lòng hiếu kỳ, thấy thế nào đều là một khối gương giống nhau, cũng nhìn thực bình thường, cùng thần nhân cốt không nửa điểm quan hệ, tưởng tượng đều không thể liên hệ ở bên nhau. Mang theo nghi vấn Dương Nghị Vân nhìn về phía thần ma điểu. Lại nghe thần ma điểu khinh thường nói, ngươi cái nhược kê thật đúng là đừng không tin, này thật là một khối thần nhân đỉnh đầu cốt cách. Lời này nói như thế nào? Dương Nghị Vân truy vấn. Thần nhân tự nhiên là tu luyện thành thần hoặc là bản thân liền thần linh tồn tại, là thiên giới sinh linh, với người giới địa giới sinh linh tu luyện từ từ khác nhau rất lớn, không nói đến mặt khác, nói tiểu tử ngươi cũng hiểu không, liền nói này khối thiên linh cốt, chính là ghi lại thần nhân ngộ đạo hiểu được nơi. Tiểu tử ngươi lần này xem như nhặt được bảo, cho dù là thần giới thấp nhất quả nhiên thần nhân cả đời đại đạo hiểu được. Cũng xa xa không phải thiên giới có thể lãnh có khả năng sánh vai, nếu đem hiểu được đại đạo làm một cái tầm mắt quan khán tương đối nói, thiên giới cái này trình tự tu luyện sinh linh, chỉ có thể là đứng ở núi lớn đỉnh góc độ đi xem, mà thần giới sinh linh còn lại là đi đứng ở trên 9 tầng trời đi nhìn xuống sở hữu. Đây là độ cao tầm mắt khác biệt vấn đề, này khối thần nhân ngộ đạo cốt, sở ghi lại chính là một vị thần nhân đối đại đạo lý giải cùng hiểu được, tu luyện xét đến cùng chính là đi hiểu được tìm hiểu đại đạo. Phải biết rằng cùng nhau đạo pháp thần thông nguyên tự với đại đạo diễn biến. Thần nhân ngộ đạo cốt chung tuy rằng không có gì thần thông đạo pháp, nhưng trong đó giá trị lại xa xa không phải thần thông đạo pháp có khả năng so sánh với, căn bản vô pháp cân nhắc. Và lại cũng không thể nói hoàn toàn không có công kích giá trị, thần nhân chi cốt bản thân chính là cường đại nói khí, vận tác thích đáng sở phát huy ra tới uy lực, kia chính là tiên giới sinh linh vô pháp tưởng tượng, lão tử phát hiện tiểu tử ngươi luôn là ở gặp vận may cứt chó. Như thế nào thứ tốt đều bị ngươi đụng phải, chỗ nào tới? Thần ma điểu hỏi. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt nói, chỗ nào tới không quan trọng, quan trọng là, ngươi nói này cái gì thần nhân ngộ đạo cốt như thế nhiều ích, nhưng ta tưởng hết biện pháp vì cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Đừng vô nghĩa nói cho ta thứ này dùng như thế nào. Thần ma điểu giờ phút này dùng thực thiếu tấu ngữ khí nói, hắc hắc tiểu tử ngươi cầu lão tử a, cầu liền nói cho ngươi bất luận cái gì mở ra này khối thần nhân ngộ đạo cốt bí mật. Làm tiểu tử ngươi đạt được thần nhân đối đại đạo hiểu được, phải biết rằng đây chính là chân chính thần nhân ngộ đạo cốt Nga, hiểu được chung bao hàm thần đạo, đối bất luận cái gì tiên giới sinh linh tới nói, đều chính là đủ để dẫn phát diệt môn huyết tai đồ vật, nhanh lên cầu lão tử. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu tiện hề hề nói chuyện, hận không thể một cái tát chụp chết cái này tiện điểu, nhưng ngay sau đó nhếch miệng cười nói, xem ra trên người của ngươi lông chim đời này là không nghĩ mọc ra tới, cũng hảo, cái gì thần nhân ngộ đạo cốt. Nói đến cùng chính là một khối người chết xương cốt mà thôi, tiểu gia ta không hiếm lạ, ta làm điêu nhi đến xem. Nói chuyện Dương Nghị Vân liền phải há mồm kêu to điêu nhi. Thần ma điểu vừa nghe điêu nhi tức khắc liền uể oải, vội vàng nói, hành hành hành, tính tiểu tử ngươi tàn nhẫn, lão tử cho ngươi mở ra thần nhân ngộ đạo cốt, tiện nghi tiểu tử ngươi. Như thế nào làm, Dương Nghị Vân mở miệng hỏi. Còn có thể như thế nào làm, truyền cho ngươi mật chú, hơn nữa lão tử một giọt huyết. Tự có thể mở ra thần nhân ngộ đạo cốt.
Thần ma điều tức giận nói. Dương Nghị Vân sửng sốt, lấy máu phương pháp ta mẹ nó thử qua, không có tác dụng. Thần ma điều mắng, này mẹ nó là thần nhân cốt, yêu cầu thần huyết mở ra, người tưởng huyết liền có thể, chê cười. Ách còn có như vậy thao tác, Dương Nghị Vân kinh ngạc. Bất quá phản ứng lại đây sau, hắn cũng là nội tâm chấn động, dựa theo tạp mao điều cách nói, dùng chính hắn huyết hơn nữa mật chú là có thể mở ra thần nhân ngộ đạo cốt, này chẳng phải là nói, tạp mao điều là địa đạo thần giới sinh linh. Trước kia đi tạp mao điều há mồm ngậm miệng luôn là thiền ngoài miệng, lão tử là tam giới đệ nhất thần ma điều, Dương Nghị Vân đều là cười chi, sau lại tạp mao điều kiến thức dưới, Dương Nghị Vân cho rằng tạp mao điều thật là thần giới sinh linh. Nhưng nhiều nhất căng chết chính là người bản trọng sinh cái loại này không phải thuần khiết thần giới sinh linh. Nhưng nếu là hôm nay tạp mao điều có thể sử dụng nó máu mở ra thần nhân ngộ đạo cốt, chẳng phải là nói, tạp mao điều liền không phải niết bàn trùng tu thần giới sinh linh, mà là chân chính thần giới sinh linh hạ giới. Như thế lời nói, tạp mao điều đã có thể khủng bố. Chẳng qua Dương Nghị Vân là có điểm vô pháp tiếp thu, cũng vô pháp tin tưởng, bởi vì nếu tạp mao điều là thuần khiết thần giới sinh linh nói, nó cho tới nay biểu hiện đều quá nhược kê. Trước nay liền không có gặp qua một lần tạp mao điểu tham gia chiến đấu, mỗi một lần có chiến đấu trước tiên nó liền một cái trốn. Hơn nữa tạp mao điểu trên người liền không có bất luận cái gì pháp lực dao động tồn tại quá, chính là vẫn luôn tầm thường bình thường quả đen giống nhau tồn tại. Đương nhiên là có hai việc ngoại lệ, cũng thuyết minh tạp mao điểu bất tử tầm thường chi điểu. Đệ nhất còn lại là, lúc trước hắn lần đầu tiên vận dụng càn khôn thần điện thời điểm phản phệ dưới thiếu chút nữa toi mạng, là tạp mao điểu dùng nó một giọt bản mạng tinh huyết đem hắn cứu lại đây, tung tăng nhảy nhót hoàn hảo như lúc ban đầu, đây là thần kỳ mà không bình thường. Đệ nhị còn lại là, tạp mao điểu là chết lão nhân bên người một con chim, có thể đi theo lão nhân sinh linh tự nhiên bất phàm, còn có chính là tạp mao điểu nói chuyện, nó có thứ gì bị chết lão nhân cầm đi, dẫn tới nó không hề pháp lực, không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Này đó đều là tạp mao điều chính mình nói, Dương Nghị Vân vẫn luôn đều ôm có hoài nghi tâm tư. Nhưng hiện tại xem, tựa hồ tạp mao điều nói qua nói, trước nay liền không có khuếch đại nói bậy quá. Tạp mao điều nghiu ích không nghiu ích, chờ một lát là có thể biết. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói, yêu cầu ta như thế nào làm. Chờ một lát lão tử ở thần nhân ngộ đạo cốt thượng đệ nhất tích thần huyết, người thả dựa theo ta truyền thụ pháp chú niệm động. Thần hồn ý niệm tiến vào thần nhân ngộ đạo cốt tự nhiên liền có thể mở ra, nhìn đến thần nhân cốt nội đồ vật. Dứt lời lúc sau, thần ma điểu ở Dương Nghị Vân giữa mày mổ một chút. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trong óc tức khắc toát ra một đoạn pháp chú. Ngay sau đó lại thấy tạp mao điểu há mồm vừa phun, nhất định kim quang sán sán máu trực tiếp dừng ở cốt kính thượng. Tức khắc cốt kính phát ra một tiếng răng rắc thanh. Lại là một chút che kín vết rách. Dương Nghị Vân lớn tiếng nói. Ta sát, tạp mao điểu mẹ nó trực tiếp nứt ra, không phải là phế đi đi. Người cái nhược kê biết cái gì, vỡ ra chỉ là một tầng xác, bóc ra lúc sau mới là chân chính thần nhân cốt, đừng vô nghĩa mau niệm chú, thần hồn vần quanh tiến vào trong đó. Thần ma điểu mắng, một bộ Dương Nghị Vân chính là ngày đầu nhà quê ngữ khí. Nghe nói thần ma điểu mắng, Dương Nghị Vân cũng bất hòa nó so đo, lập tức dựa theo thần ma điểu truyền thụ pháp chú niệm động. Một chương miệng lại là niệm động mà ra một đám cổ quái mịt mờ âm phù. Đồng thời thần hồn chi lực hướng về cốt kính mà đi. Đúng lúc này, Dương Nghị Vân xem đạo cốt kính thượng quả nhiên ở vết rách gắn đầy hạ, bóc ra một tầng xác, tức khắc một trận tinh oánh dịch thấu nhàn nhạt trắng sữa vầng sáng thực nhu hòa giống nhau phát ra. Cái này hắn thấy rõ ràng, quả nhiên thoát xác lúc sau cốt kính gương mặt thật hiện lên, chỉnh thể là màu trắng ngà mặt trên có từng đạo kim sắc văn lạc, rút nhỏ một vòng. Hình dạng không hề là hình tròn, mà là xương là một mảnh to rộng lá liễu hình dạng, rất mỏng nhìn liền rất sắc bén. Sở phát ra vầng sáng cư nhiên làm hắn cảm thụ một cổ lạnh lẽo chi nhất, không hề là phía trước cái loại này ấm áp cảm giác, hơi thở thượng cũng cảm nhận được một cổ xưa tang thương cảm, lại là làm hắn tim đập nhanh vô cùng. Giờ phút này hắn thần hồn chi lực vờn quanh mà đi sau, ngay sau đó lại là cảm thụ ý thức một chút nhảy mà ra, trực tiếp tiến vào cốt kính bên trong. Nặng nề ầm vang như sấm minh ở hắn ý thức chung nổ vang. Ngay sau đó hắn cảm thụ tựa hồ tới rồi một thế giới khác. Loại cảm giác này kỳ thật hắn minh bạch, đều không phải là hắn ý thức tiến vào cốt kính bên trong, mà là thần hồn chi lực vờn quanh dưới, cùng cốt kính chi gian có nổ vang, là cốt trong gương chạy ra khỏi một cổ dòng khí giống nhau tin tức trực tiếp chui vào hắn trong óc bên trong. Dương Nghị Vân thấy được biển sao trời mênh mông, thấy được trong thiên địa mưa gió lôi điện,
thấy được vạn vật thay đổi, nhìn đến thương hải tang điền, càng thấy được một gốc cây tiểu thảo ra đời, từ hạt giống nảy mầm đến sinh trưởng trở thành che trời cổ thụ. Thấy được một viên cục đá ở gió táp mưa xa dưới vĩnh hằng ngoan cường, thấy được sơn xuyên đại địa phía trước, thấy được thế giới diễn biến. Thấy được sinh, thấy được chết, thấy được quang minh, thấy được hắc ám. Vô số hình ảnh ở hắn trong óc diễn biến, nhỏ đến một gốc cây cỏ dại, lớn đến chu thiên vận chuyển. Như thế tình huống dưới, Dương Nghị Vân ngồi ở cá trạch trên lưng, trong tay nắm cốt kính hoặc là nói tản ra nhàn nhạt vầng sáng thần nhân ngộ đạo cốt, hai mắt nhắm nghiền lại là tiến vào tới rồi một loại kỳ diệu hiểu được chung. Nháy mắt 3 năm thời gian trôi qua, cá trạch đã đến giao trì thiên vực biển sao trên không, nhưng Dương Nghị Vân không có tỉnh lại, thần ma điều làm chủ, lại là làm cá trạch dừng lại chờ đợi Dương Nghị Vân tỉnh lại. Nhưng này nhất đẳng lại là không nghĩ tới chính là 300 năm. 300 năm sau, Dương Nghị Vân cả người chấn động, mở hai mắt, lại là hai tròng mắt trung kim sắc tinh quang bạo trượng xa. Hắn lại là giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, này một tiếng thét dài, chỗ sâu trong biển sao chỗ sâu trong. Nhược kê a 300 năm, người cuối cùng là tỉnh, chúng ta đều bồi ngươi khô chờ 300 năm, một cái thần nhân ngộ đạo cốt hiểu được mà thôi, dựa theo tiểu tử ngươi thiên tư nhiều nhất 1 năm liền có thể xem xong, ngươi thấy thế nào lâu như vậy? Thần ma điểu oán giận lên. Nhưng Dương Nghị Vân cười ha ha đứng dậy, tâm tình vô cùng thoải mái, không chút nào để ý thần ma điểu oán giận nói, vất vả các ngươi, chỉ vì tiểu gia ta trước kia sở tu tập trung thần thông đạo pháp tất cả đều tìm hiểu thấu triệt, ha ha. Lần này thời gian lâu như vậy thật đúng là không phải thần ma điểu lời nói như vậy, Dương Nghị Vân quan khán thần nhân ngộ đạo thạch nội tin tức hình ảnh, cũng không phải là 1 năm, mà là chân chính 200 năm thời gian. Đến nỗi dư lại 100 năm hắn lại là dùng để tìm hiểu thần thông. Cũng không nhiều lắm liền hai loại thần thông trên cơ bản đại thành, nhưng liền này hai loại thần thông đối Dương Nghị Vân tới nói, cũng đủ dùng, hơn nữa lần này được đến cốt kính nội tin tức giá trị xa xa không chỉ như vậy. Lại nói hai loại thần thông đi. Đệ nhất loại là vạn vật thần thông, cửa này thần thông là lúc trước chết lão nhân đều cực lực khen một quyển sinh môn, nhớ rõ năm đó lão nhân nói qua, vạn vật thần thông chính là tiên giới một vị vạn vật tiên đế sáng tạo mà ra thần thông. Vạn vật tiên đế dựa vào cửa này thần thông chu toàn với tiên tôn chi gian, cùng đứng đầu tiên tôn so chiêu mà không rơi hạ phong. Chỉ là sau lại bị mấy đại tiên tôn liên hợp lại hố chết, nguyên nhân vẫn là bởi vì vạn vật tiên đế cửa này thần thông quá mức nghịch thiên bị người nhớ thương thượng, nhưng vạn vật tiên đế chết cũng chưa đem vạn vật thần thông giao ra đi, chỉ là không nghĩ tới vạn vật thần thông cuối cùng lưu lạc ở tu chân giới tán tiên đảo, cuối cùng bị Dương Mỗ Nhân đạt được đầy đủ hết vạn vật thần thông. Chỉ là tu luyện quá một đoạn thời gian sau hắn tìm hiểu không ra, cửa này thần thông liền ném xuống, mà lần này thấy được thần nhân ngộ đạo cốt cảm thụ hình ảnh lúc sau, hắn một ít thông thấu hai đại thần thông. Vạn vật thần thông trực tiếp đại thành. Đích xác đắc ý với thần nhân ngộ đạo cốt, kế thừa thần nhân đối đại đạo thiên địa lý giải hiểu được sau, Dương Nghị Vân đối vạn vật thần thông tìm hiểu đại thành. Cửa này thần thông tuy rằng không phải cường đại công kích thần thông, nhưng lại giá trị tiềm lực vô hạn. Nhưng dung nhập vạn vật hoàn cảnh bên trong, bắt chước ra vạn vật hoàn cảnh hơi thở, từ trong tới ngoài thay đổi hơi thở, ẩn nấp chi đạo Dương Nghị Vân tin tưởng tuyệt đối sẽ không so Tuyết Miêu kém. Có vạn vật thần thông đại thành lúc sau, không nói mặt khác, tiên tôn. Ha ha, hắn không nói chính diện đi chống lại, đánh lén tuyệt đối dám đi, càng có rất lớn nắm chắc thành công. Bởi vì cửa này thần thông đại thành, liền tính là tiên tôn cũng khó dễ dàng phát hiện cảm giác đến. Trừ bỏ dung nhập vạn vật hoàn cảnh ẩn nấp hơi thở ở ngoài, vạn vật hai chữ lớn nhất đặc điểm là biến hóa chi đạo, biến hình người là người, biến người nào chính là người nào hơi thở, biến cục đá chính là cục đá hơi thở. Dù sao cửa này thần thông ở Dương Nghị Vân xem ra là nghịch thiên thần thông. Chỉ có đệ nhị loại thần thông sao? Đó là lão nhân truyền thụ 12 chí tôn thần thông, bất qua thứ 12 chiêu thần thông còn không có tìm hiểu thấu, hắn tìm hiểu tới rồi đệ thập nhất tầng. Cứ việc như thế, Dương Nghị Vân cũng thập phần vừa lòng. Bởi vì đây là chết lão nhân suốt đời nghiên cứu mà ra cường đại thần thông, chính là cường đại công kích thần thông, cùng chi vạn vật thần thông lẫn nhau phối hợp dưới ở Dương Nghị Vân xem ra quả thực chính là thiên y vô phùng. Hai đại thần thông cơ bản đại thành, tuy rằng tu vi không tăng lên, nhưng lại làm thực lực của hắn thành lần tăng nhiều, hiện tại đối với hắn tới nói chính là tiên tôn cũng dám đi một trận chiến. Tức khắc Dương Mỗ Nhân cảm thấy tiên giới to lớn, nơi nơi đều có thể đi đến. Nội tâm bành trướng một mảng lớn. Kích động tâm tình bình phục lúc sau, Dương Nghị Vân mới hạ lệnh mau chóng tiến vào giao trì tiên vực.
300 năm năm tháng hắn một con là cảm giác mộng một hồi, nhưng thời gian sói mòn lại là chân chân thật thật. Thật sự là tu tiên vô năm tháng, càng ngày càng cảm giác đối với tiên nhân tới nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất. Nhưng hắn biết thời gian ở bất luận cái gì thời điểm vừa lúc là đáng giá nhất. Hắn mấy người phụ nhân rơi xuống không rõ, 300 năm qua đi cũng đủ phát sinh rất nhiều sự. Chạy nhanh đi tìm đi. Chính như cổ kiếm lời nói, toàn bộ giao trì tiên vực đích xác rất lớn, không hổ là phong hào tiên tôn thống cương tiên vực, tiên sơn vô số. Dương Nghị Vân làm cá trạch thả chậm tốc độ tiến vào giao trì tiên vực, ở cổ kiếm dẫn dắt hạ trực tiếp đi trước giao trì tiên vực trung tâm tưởng tiên sơn, giao trì tiên sơn. Cũng bị xưng là giao trì thánh địa, giao trì thế giới. Một đường bay vọt mà đi, đi ngang qua rất nhiều tiên sơn, nửa ngày lúc sau một tòa vầng sáng lập lòe thật lớn tiên sơn xuất hiện ở trong tầm mắt. Đại nhân phía trước chính là giao trì thế giới cổ kiếm nói. Đi thôi, trực tiếp đi vào. Dương Nghị Vân phất tay. Cá trạch cánh chim chớp động dưới, ngay sau đó tiến vào giao trì thế giới. Một cái bốn mùa như xuân thế giới hiện ra ở mọi người trước mặt. Dựa theo cổ kiếm chỉ điểm cá trạch trực tiếp nghĩ giao trì thế giới trung ương phi hành. Ở giao trì thế giới trung ương có một tòa tối cao núi non thẳng tận trời cao, đó là giao trì nơi. Quả nhiên không bao lâu, mọi người liền thấy được kéo dài vô tận thật lớn núi non như là một cái cự long chiếm cứ ở giao trì thế giới ương vị trí, mà ở trong đó một đỉnh núi thẳng tận trời cao phía trên, tản ra màu sắc rực rỡ vầng sáng, thật xa nhìn lại đỉnh núi này giống như là một đóa to lớn hoa sen giống nhau nở rộ, bị 36 tòa sơn phong vần quanh. Nghe cổ kiếm nói nơi này chính là giao trì. Hình dạng như hoa sen, 36 tòa sơn phong hình thành hoa sen đại trận, trung tâm trong vòng là giao trì thánh cảnh. Tới rồi nơi này sao yêu cầu đi bộ lên núi, có đại trận bảo hộ giao trì liền tính là tiên tôn cũng không xông vào được đi. Đoàn người dừng ở chân núi lúc sau, Dương Nghị Vân làm cá trạch về tới trên cổ tay, phía sau đi theo hồng y cổ kiếm, trên vai ngồi xổm Điêu Nhi, Tuyết Miêu chủ động ẩn nấp lên. Đến nỗi thần ma đều có Điêu Nhi ngồi xổm Dương Nghị Vân bả vai nó thực không thoải mái, yêu cầu Dương Nghị Vân làm nó hồi càn khôn hồ không gian. Đối này Dương Nghị Vân thỏa mãn tạp mau điểu, miễn cho nó luôn là ở bên tai toái toái niệm. Chờ đến chân núi lúc sau, một cái thật lớn tới cửa xuất hiện, nhưng cũng chính là một cái khung cửa mà thôi, giống nhau là có thể nhìn thấu một khác đầu vẫn là ngọn núi. Dương Nghị Vân kiến thức quá không ít sơn môn, kỳ thật hắn biết này không tính chân chính sơn môn. Chỉ có thể là cái bề mặt tác dụng, chân chính giao trì sơn môn tự nhiên không phải là như vậy. Bất quá kể trên tấm biển chữ to lại viết, giao trì thánh cảnh bốn chữ. Dựa theo cổ kiếm yêu cầu, hiện tại hẳn là bái sơn. Này chờ siêu cấp thế lực lớn, xông vào là không sáng suốt. Bái sơn lúc sau, nói như vậy đều sẽ có người tiếp đãi, mang tiến giao trì, đây là lễ tiết, giao trì làm thế lực lớn, bề mặt công phu tự nhiên sẽ làm. Ở không có biết rõ ràng trạng huống phía trước, Dương Nghị Vân cũng không nghĩ tùy tiện đắc tội một cái phong hào tiên tôn thế lực, nghe xong cổ kiếm nói, quy quy củ củ đứng ở sơn môn trước, ôm quyền hành lễ khẩu hô, hỗn loạn tiên vực vân môn chi chủ Dương Nghị Vân, đặc tới bái sơn giao trì. Cho thấy thân phận đây là cơ bản ích lợi, bất luận cái gì thế lực đều sẽ có cái đáp lại. Quả nhiên chờ hắn dứt lời, cao ước 100 mét sơn môn vầng sáng chợt lóe, lại là xuất hiện một nam một nữ hai gã tiên nhân. Tu vi đều là tiên vương, trống rỗng xuất hiện ở tới cửa ra. Trong đó nam đánh giá Dương Nghị Vân giống nhau, trong ánh mắt mang theo khinh thường, nhưng lại cũng không có nói năng lỗ mãng, mà là dựa theo lệ thường nói, Dương môn chủ không xa tiến đến ta giao trì thắng cảnh lại là không biết sở tới ý gì, là giao lưu đạo pháp. Vẫn là tài nguyên câu thông, cũng hoặc là mặt khác. Đối phương ngữ khí tuy rằng bình đạm nhưng lại là tràn ngập ngạo khí chi ý, lời tuy nhiên hỏi cũng là bình thường việc. Nhưng nghe vào Dương Nghị Vân trong tai thực không thoải mái, hắn cảm giác tại đây hai cái tiên vương trong mắt, chính mình hình như là nông thôn đến đầu nhà quê giống nhau, tức khắc liền nhíu mày. Trong lòng nhịn không được mắng, nãi nãi tốt xấu tiểu gia ta hiện tại cũng là tiên đế tôn sư, cũng báo thượng nhất môn chi chủ danh hào, cư nhiên bị các ngươi hai cái xem đại môn xem thường. Vừa muốn nói chuyện trực tiếp, cổ kiếm lại nhỏ giọng nói, đại nhân an tâm một chút, này đó siêu cấp đại tông, xưa nay đã như vậy. Ở bọn họ trong mắt có thể cùng giao trì sóng vai chỉ cần cùng cấp bậc những cái đó thế lực lớn, mặt khác tiên môn đều không đáng giá nhắc tới, cho nên đừng nhìn là hai cái thủ sơn tiên vương, nhưng tâm lý ngạo khí khẩn, bất quá cũng có thể lý giải. Đây cũng là siêu cấp đại tông phái tả, mặc kệ là giao trì như thế, mặt khác thế lực lớn cũng là như thế,
Vân Môn nói đến cùng còn ở xây dựng chung, cũng không có cử hành khai tông nghi thức chiêu cáo tiên giới, bọn họ chưa từng nghe qua, chỉ có thể đem chúng ta trở thành là hỗn loạn tiên vực tới tiểu tiên môn, đại nhân không cần cùng bọn họ chấp nhặt, kế tiếp sự có tại hạ tới giao thiệp đi. Hảo đi, người tới giao thiệp đi. Dương Nghị Vân ngẫm lại, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, loại sự tình này hắn cũng không nhiều ít kinh nghiệm, làm cổ kiếm giao thiệp cũng hảo, tỉnh phiền lòng. Cổ kiếm ha ha cười, tiến lên nói chuyện bên trong, trở tay hai viên cực phẩm tiên thạch đưa qua đi nói, nhị vị giao chỉ đạo hữu, ta trở tiến đến gần nhất là ngưỡng mộ giao chỉ thánh cảnh, trông thấy việc đời, thứ hai cũng là tưởng giao lưu đạo pháp, còn thỉnh nhị vị đạo hữu hành cái phương tiện. Hai gã trông cửa tiên vương nhìn đến cổ kiếm lấy ra cực phẩm tiên thạch, ánh mắt sáng lên, bất động thần sắc thủ hạ, trên mặt biểu tình cũng đẹp rất nhiều. Nữ đến mở miệng cười nói, ta giao chỉ thân là tiên giới đại tông, thường xuyên sẽ có giống các ngươi như vậy tiểu tông tiểu phái tiên môn tiến đến học tập giao lưu, lần này các ngươi tới xảo, mỗi cách ngàn năm giao chỉ đạo pháp giao lưu đại hội, nửa năm sau mở ra, các ngươi tới trường kiến thức nhất thích hợp bất quá, nếu như thế liền theo chúng ta đi đi. Như vậy đa tạ nhị vị đạo hữu, còn không có thỉnh giáo nhị vị đạo hữu tôn tính đại danh. Cổ kiếm vẻ mặt cảm tạ hỏi. Ta kêu Mộc Thần, nàng là ta sư muội hàng rào, được rồi, càng chúng ta đi thôi, các ngươi có chuyện gì, đến lúc đó sẽ có ta giao chỉ quản sự tiếp đãi. Tự xưng là Mộc Thần nam tử nói. Như vậy đa tạ. Ở Dương Mỗ Nhân cực độ khó chịu chung, cổ kiếm hai viên cực phẩm tiên thạch đầu mở đường sau, cuối cùng là đi theo hai người tiến vào giao chỉ đại môn. Cái gọi là cửa hàng đại khinh khách, ở Dương Nghị Vân lý giải chung chính là hiện tại giao chỉ loại tình huống này. Bất quá xem cổ kiếm đối này tựa hồ tập mãi thành thói quen, từ điểm này chung có thể thấy được, toàn bộ tiên giới đại đa số tiên môn tình huống đều hẳn là như thế. Trong lòng nghĩ hắn Vân Môn ngày sau tuyệt đối không thể như vậy, loại tình huống này quá lệnh nhân sinh ác. Khó chịu về khó chịu, nhưng vì đại cục hắn có thể nhẫn, hết thảy làm cổ kiếm đi xử lý đó là. Bọn họ cùng Hồng Y mang theo Điêu Nhi đi theo phía sau, tốt xấu cũng là một đế tôn sư, làm hắn cùng này hai cái mắt chó xem người thấp tiên vương đi giao tiếp, hắn thật đúng là sợ nhìn không được một trưởng chụp chết hai người. Bất quá nơi này tốt xấu là một vị phong hào tiên tôn đạo tràng, ở vô dụng biết rõ ràng mấy người phụ nhân tình huống phía trước, hắn thật đúng là không dám tùy tiện ra tay. Trước dựa theo chính quy thủ đoạn đi hỏi, chờ xác định lúc sau ở làm tính toán. Hắn trong lòng nghĩ chính là, hai tay chuẩn bị, đệ nhất làm cổ kiếm ra mặt cùng giao trì người đi chính diện giao thiệp điều tra, xác định mấy cái nữ nhiệt có phải hay không ở giao trì. Nếu ở rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, làm mấy nữ đi theo giao trì người tới giao trì, này trong đó có hay không nguyên nhân khác, có hay không cường ngạnh thủ đoạn. Có hay không hát yêu ta bức các nàng từ từ, đều yêu cầu hiểu biết. Vạn nhất nhân ra giao trì người cũng là hảo ý đâu. Có thể không phát sinh xung đột tự nhiên liền không thể phát sinh xung đột, nếu không nơi này dù sao cũng là giao trì hang ổ, thật đánh lên tới, hắn cũng sợ có hại, động cường chính là không sáng suốt lựa chọn. Đệ nhị còn lại là hắn đã cùng Tuyết Miêu âm thầm câu thông qua, dùng Tuyết Miêu cách nói, Độc Cô Ảnh đã khởi động mạng lưới tình báo bắt đầu điều tra, cụ thể tình huống, chờ có tin tức liền tiến đến hồi báo. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể tiên tiến nhập giao trì đang nói. Ngay từ đầu hắn còn khó chịu giao trì người thái độ ngạo mạn, chính là đi theo hai cái tiên vương đi vào giao trì tiên môn lúc sau, hắn cũng âm thầm kinh hãi, may mắn không tùy tiện ra tay. Bởi vì khi bọn hắn xuyên qua tới cửa lúc sau, cả tòa tạp núi lớn liền xuất hiện một đạo một khe lớn, hướng về tả hữu tách ra, do đó đi vào một thế giới khác. Trọng điểm là đi ngang qua cái này đại liệt cốc thời điểm, hắn cảm giác tới rồi không dưới 10 đạo cao giai tiên đế hơi thở từ bọn họ trên người đảo qua mà qua. Này thuyết minh nhân ra một cái sơn môn chỗ, liền có không dưới 10 cái đại tiên đế âm thầm bảo hộ, một cái tiến vào giao chỉ sơn môn đều là như thế, huống chi giao chỉ bên trong tình huống, ai biết lại có bao nhiêu cường giả tồn tại. Cho nên nói còn hảo không có động thủ. Một đường đi vào cái này vỡ ra hẻm núi, lại là xuất hiện từng đóa thực rõ ràng là pháp lực cấu tạo mà thành đám mây bậc thang, ngay sau đó trực tiếp gió lốc mà thượng, bay vào đi vào. Nhìn như liếc mắt một cái nhìn không tới cuối hẻm núi. Đảo mắt tới rồi cuối. Lúc này Dương Nghị Vân mới phát hạ bọn họ một hàng xuất hiện ở một chỗ đỉnh núi ngôi cao thượng, đang đỉnh nhìn về nơi xa, lại là phi thường chấn động một màn xuất hiện ở trong tầm mắt. Nếu cùng phía chân trời phía trên chạy đến mơ hồ giống nhau, nơi này là 36 tòa sơn phong vần quanh hình thành một cái hoa sen hình dạng, chỉ là tiến vào lúc sau xem càng thêm rõ ràng.
Mỗi một đỉnh núi phía trên đều là cung điện gác mái kiến trúc huy hoàng khí thế, mà nhất mắt sáng còn lại là 36 phong trung tâm một đỉnh núi, thẳng tận trời cao phía trên, nhìn đều bảo khí 10 phần, khí phái vô cùng. Hiển nhiên nơi nào là giao trì thánh cảnh trung tâm nơi. Chỉ cần nơi này kiến trúc đàn liền xứng đáng giao trì thánh cảnh bốn chữ, cũng không hổ là phong hào tiên tôn giao trì tiên tôn đạo tràng. Nơi này cũng là một tòa đại trận. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được tới, cái này giao trì thánh cảnh là cái khó lường đại trận nơi. To lớn kiến trúc đàn, chấn động thiên nhiên đại trận, khán hộ sơn môn tiên vương, dựa theo cường đại hơi thở, nơi trốn trương hiển giao trì bất phàm khí phái. Bất quá Dương Nghị Vân ngẫm lại chính mình vân môn sau, lại cũng tâm sinh tự hào chi ý. Bởi vì hắn vân môn kiến tạo chính là 108 tòa sơn phong hình thành thiên nhiên trận pháp, so với giao trì nhiều suốt 72 phong, gấp 2. Càng là chia làm vân môn trong ngoài, nơi sân cũng lớn mấy lần, 108 tòa sơn phong mỗi một tòa đều là một điện, huống chi còn có nội môn càng thêm to lớn thật lớn kiến trúc, tu sửa mấy trăm năm lúc sau mới khó khăn lắm hoàn thành ngoại môn kiến tạo. Hắn tin tưởng chờ vân môn kiến trúc tu sửa hoàn thành, nhất định là tiên giới đệ nhất. Đương nhiên ngẫm lại dùng hết cách xù tài phú, Dương Nghị Vân lại một lần liền thịt đau, bất quá chờ kiến thành lúc sau, lực áp giao trì bực này tồn tại, trong lòng liền rất sảng, đến lúc đó có cơ hội hắn muốn cho giao trì người hảo hảo xem, cái gì mới là tiên giới thánh cảnh. Đúng lúc này hai cái dẫn đường tiên vương dừng lại, nhìn Dương Nghị Vân quan khán bọn họ giao trì thánh cảnh mang theo đắc ý nói. Thế nào, đây là chúng ta giao trì thánh cảnh, so với các ngươi. Nga đúng rồi, các ngươi là cái gì tiên môn tới? Ở cái này hai cái tiên vương trong lòng căn bản là sẽ không đi nhớ kỹ môn phái nhỏ danh hào phía trước càng nói qua liền quên mất, hoặc là nói là cố ý vì này. Dương Nghị Vân nhàn nhạt nói, vân môn. Gọi là Mộc Thần tiên vương nói, Nga vân môn, ha ha, đừng hâm mộ chúng ta giao trì thánh cảnh ở toàn bộ tiên giới đều là đỉnh cấp tồn tại. Càng là thiên nhiên trận pháp cơ sở kiến tạo đạo tràng, các người này đó tiểu tiên môn có thể coi trọng một mặt, cũng coi như là các người phúc khí, được rồi, lại đây nơi này đăng ký tiên môn tin tức, sau đó sẽ có ta giao trì quản sự tới tiếp đãi các ngươi, có chuyện gì trực tiếp tìm quản sự liền có thể. Dương Nghị Vân nhíu mày nói, bản đế chính là nhất môn chi chủ, muốn bái kiến cũng là bái ngươi nhóm giao trì chi chủ, tìm quản sự sợ là không hợp quy củ đi. Hai cái tiên vương nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, tức khắc nhíu mày. Vừa muốn chào phúng Dương Nghị Vân thời điểm, lại là một cái lớn nhỏ tiếng vang lên. Ha ha ha! Theo tiếng cười lạc bế, một người lão giả xuất hiện ở đây chung. Mà hai cái giao trì tiên vương vội vàng thăm viếng nói, bái kiến viên quản sự. Các ngươi đi bảo hộ sơn môn đi, nơi này sự tình lão phu tới xử lý. Xuất hiện ở đây chung lão giả chỉ cần phất tay, làm hai cái tiên vương lui ra, mà người sau cung cung kính kính khom người cáo lui, không dám nhiều lời một câu. Xoay người liền rời đi. Chờ hai người rời đi, tên này nhìn như 60 diện mạo lão giả, hoặc là nói viên quản sự lúc này mới mang theo khinh thường ý cười nhìn quét Dương Nghị Vân nói, chư vị đạo hữu nguyên lai là khách, bên kia là ký lục tiên thạch, còn thỉnh vài vị trước đăng ký tiên môn tin tức, lão phu ở mang các ngươi nhập giao trì. Dương Nghị Vân đối với đối phương ngạo mạn thẳng nhíu mày, nhưng cái này viên quản sự nói chuyện chung chung quy chung của hợp tình hợp lý, hắn cũng chỉ có thể nhíu mày cấp bậc tin tức. Chờ đại gia ở một bên tiên thạch thượng đăng ký hoàn thành lúc sau, một bên viên quản sự mới cười ha hả nói, nguyên lai là vân môn Dương môn chủ A, tiên giới to lớn, tiên môn vô số, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, bất quá nếu tới ta giao trì chính là khách, kế tiếp Dương môn chủ các ngươi có chuyện gì, có thể tìm ta đâu là giao trì ngoại môn quản sự, tin tưởng còn có thể giải quyết ngươi Dương môn chủ sở cầu, lại là không biết Dương môn chủ tiến đến, là đạo pháp giao lưu, vẫn là có mặt khác việc. Còn mời nói tới, lão phu tận lực an bài đó là. Nói xong không đợi Dương Nghị Vân trả lời, lại như là cố ý giống nhau, Nga một tiếng nói, Nga đúng rồi, người Dương môn chủ bực này tiên môn môn chủ, đều là từ lão phu bực này tiên đế đại viên mãn quản sự tiếp đãi, đến nỗi thấy chúng ta giao trì chi chủ. Ha ha, không phải đả kích Dương môn chủ, tầm thường tiên tôn đều không nhất định có thể nhìn thấy, trừ phi ngươi là phong hào tiên tôn mới có thể trước mặt ta giao trì chi chủ. Nói nữa, trước mắt ta giao trì chi chủ cũng không hề, làm chủ chính là ta giao trì tiên tôn tỏa hạ đại đệ tử, kia cũng là trưởng lão cấp bậc, nói thật ngươi không thấy được, cũng sẽ không gặp ngươi, lão phu đâu tuy nói là một cái quản sự, chính là tiếp đãi quá giống Dương môn chủ như vậy môn chủ nhưng nhiều đi, ha ha, như thế vậy là đủ rồi đi. Viên quản sự này một phen lời nói,
nơi chốn thấu trào phúng chi ý, liền kém nói một câu, ngươi tính thứ gì, còn muốn cho ta giao chỉ chi chủ tiếp đãi. Giao chỉ trưởng lão tiểu tử ngươi đều không thấy được. Đừng đem chính mình đương hồi sự có được hay không. Dương Nghị Vân không phải ngốc tử, há có thể nghe không ra viên quản sự lời nói chi âm, tức khắc nắm tay nắm chặt lên, hắn cũng mặc kệ có đủ hay không tư cách, người mẹ nó giao chỉ đối người khác thế nào hắn quản không đến, nhưng ta Dương Nghị Vân chịu không nổi ngươi này phiên trào phúng. Dám khinh thường tiểu gia. Là, người viên quản sự đích xác tu vi cao, là cái đại tiên đế, nhưng một cái tiên đế đỉnh ở Dương Nghị Vân trong mắt tính cái dám. Nhà mình nữ nhân đều bị các ngươi giao chỉ không minh bạch mang đi, tiểu gia không tìm các ngươi phiền toái liền tính, cư nhiên còn không ngừng trào phúng tiểu gia. Thật sự không thể nhịn. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cười. Nhìn viên quản sự, Dương Nghị Vân chậm rãi mở miệng nói, dựa theo viên quản sự ý tứ, thực lực cũng đủ là có thể nhìn thấy các ngươi giao chỉ đương ra người đi. Viên quản sự nghe Dương Nghị Vân nói như thế nhưng thật ra sửng sốt, trong lòng nghĩ tiểu tử này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là cái ngốc tử không thành, nghe không hiểu tiếng người. Một cái tiên đế trung kỳ mà thôi, ở bọn họ giao chỉ đầy đất đi. Còn muốn gặp giao chỉ đương gia nhân. Đầu óc không hư đi. Tưởng quy tưởng nhưng rốt cuộc chính mình là chủ nhà, viên quản sự lại cười trả lời nói, có thể nói như thế, tiên giới vốn chính là một cái chú ý thực lực địa phương, chỉ cần ngươi Dương môn chủ thực lực cũng đủ, tự nhiên có tư cách gặp mặt chúng ta giao chỉ đương gia nhân. Hảo, hảo thật sự. Kia Dương Mỗ liền cấp viên quản sự nhìn xem có đủ hay không tư cách. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm viên quản sự, chuẩn bị làm cái này mắt chó xem người thấp lão nhân nhìn xem thực lực. Từ lúc bắt đầu tiếp xúc hai cái tiên vương đến cái này chó má chỉ là, hắn vẫn luôn đều ở nhẫn, nhưng lúc này không chuẩn bị nhịn, nếu muốn thực lực nói chuyện, vậy dùng thực lực nói nói. Dương môn chủ ý gì chẳng lẽ là ngươi muốn cùng lão phu động thủ? Lúc này viên quản sự phản ứng lại đây, nhìn Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt. Một bộ tiểu tử ngươi đầu óc hỏng rồi biểu tình. Bất quá hắn lại một chút để ý, bởi vì hắn đụng tới quá nhiều giống Dương Nghị Vân loại này tự cho là đúng nhất môn chi chủ, liền tự mình cảm giác vô cùng tốt đẹp tiểu tông môn môn chủ chi lưu. Một đám khinh thường giống hắn như vậy giao trì quản sự, tổng cho rằng bọn họ là nhất môn chi chủ, nên làm giao trì chi chủ tới tiếp đãi bọn họ mới thích hợp. Không nghĩ tới ở viên quản sự trong mắt, loại người này đều là ngốc nghếch không biết trời cao đất dày. Chính như trước mắt cái này Dương Nghị Vân người như vậy. Liên tính là một người giao trì quản sự, kia cũng không phải tiểu tiên môn môn chủ có thể so sánh vai. Nếu cái này Dương Nghị Vân muốn tìm nếm mùi đau khổ, vậy thành toàn hắn. Viên quản sự đối Dương Nghị Vân cái này tiên đế trung kỳ tiểu nhân vật, hoàn toàn không đặt ở trong mắt, phân môn càng là nghe cũng chưa nghe qua tông môn, tiên giới tông môn phàm là có thể thượng được mặt bàn tông môn hắn há có thể không biết. Dù sao chính là chưa từng nghe qua một cái gọi là gì vân môn. Cho nên ở viên quản sự trong lòng đều là bất nhập lưu tông môn, có thể làm giao trì trưởng lão cấp bậc tiếp đãi tông môn cái nào không phải tiên tôn tọa trấn tông môn. Dương Nghị Vân đối viên quản sự như thế khinh thường biểu tình xem ở trong mắt, hỏa khí cọ hướng lên trên mạo, cười lạnh một tiếng nói, động thủ không dám nhận, Dương Mỗ nhân tưởng lĩnh giáo giao trì đại tông cường giả thủ đoạn. Thỉnh viên quản sự chỉ giáo ta cái này bất nhập lưu xuất thân tiểu tông môn nhất môn chi chủ, vô cùng cảm kích. Ở mồm mép thượng Dương Mỗ nhân cũng là từ trước đến nay không có hại chủ. Hắn biết này một trận cần thiết đánh, nếu không một cái giao chỉ nho nhỏ quản sự đều khinh thường, hắn còn như thế nào hỗn? Còn như thế nào đem chính mình mấy người phụ nhân mang về? Hoặc là nói còn như thế nào hỏi mấy người phụ nhân rơi xuống? Nếu là không bày ra điểm thực lực cấp giao trì người xem, sợ là mấy người phụ nhân liền tính là ở giao trì hắn cũng mang không đi. Ha ha ha, viên quản sự phóng thượng cuồng tiếu, hảo, ngươi nếu là thắng lão phu mang ngươi đi gặp mặt trưởng lão, nhưng nếu là không biết lượng sức, lão phu trên tay nhưng không lưu tình nga. Dương Nghị Vân cười, ngay sau đó hắn thân hình vừa động, trực tiếp nhào hướng viên quản sự. Trong lòng lại là vừa động vận khởi vạn vật thần thông vừa lúc có thể thử xem toàn bộ tìm hiểu đầu vạn vật thần thông hiệu quả như thế nào. Mà ở viên quản sự trong mắt đối Dương Nghị Vân hướng về chính mình phát lại đây, nhưng chút nào không để ở trong lòng, từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt ý cười, chút nào không đem Dương Nghị Vân để vào mắt. Rốt cuộc Dương Nghị Vân nhìn là tiên đế trung kỳ tu vi mà thôi, mà hắn còn lại là tiên đế đại viên mãn đỉnh. Này trong đó thực lực chênh lệch nhưng kém quá lớn quá nhiều. Chỉ tiếc, trên đời này cố tình liền có rất nhiều sự tình thường thường là ra ngoài dự kiến ở ngoài.
liền tỷ như Dương Nghị Vân. Ở viên quản sự trong mắt, đương Dương Nghị Vân nhảy 3 mét lúc sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến. Bởi vì Dương Nghị Vân thân ảnh hư không tiêu thất, không hề bất luận cái gì hơi thở dao động biến mất, chút nào cảm thụ không đến bất luận cái gì hơi thở tồn tại. Viên quản sự biết đại sự không ổn, cái này Dương Nghị Vân không phải tầm thường tiên đế. Tức khắc liền phải về phía sau bạo lui. Đã có thể trong nháy mắt này, một bàn tay trực tiếp xuất hiện ở hắn trên cổ. Ách! Viên quản sự phát ra một tiếng kinh ngạc, tưởng nói chuyện lại là cổ bị vẫn luôn bàn tay to gắt gao bóp, căn bản là nói không nên lời nói. Giờ khắc này viên quản sự mồ hôi lạnh xoát một chút từ cái trán xông ra. Hắn cảm nhận được tử vong hương vị. Rõ ràng cảm nhận được, chỉ cần này chỉ tay thoáng dùng sức hắn phải lập tức ngã xuống. Ngay sau đó trong tầm mắt không hề bất luận cái gì dao động, Dương Nghị Vân thân ảnh hiện hóa ra tới. Nhìn Dương Nghị Vân mang theo nhàn nhạt tà tà ý cười mở miệng nói, viên quản sự Dương mẫu nhân nhưng có thực lực làm ngươi tôn trọng. A, à, ách, viên quản sự bị Dương Nghị Vân bóp cổ đồng tử phóng đại, tưởng nói chuyện lại là nói không nên lời, hắn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, cùng vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn chính là tiên đế đại viên mãn đỉnh tu vi A, liền tính là cao giai tiên tôn muốn nháy mắt đem hắn bóp chặt cổ cũng khó có thể làm được, nhưng Dương Nghị Vân ra tay một giây liền đem hắn bắt lấy. Nếu là Dương Nghị Vân trong tay có đao kiếm, cố ý giết hắn, lúc này hắn đầu đã sớm chuyển nhà, càng muốn viên quản sự liền càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Này mẹ nó là cái gì quỷ dị thần thông? Nói là ẩn thân thần thông đi, viên quản sự cũng gặp qua ẩn thân thần thông. Nhưng bất luận cái gì ẩn thân thần thông đều là có dao động nhưng truy tìm, nhưng cố tình Dương Nghị Vân liền không có chút nào đinh điểm dao động xuất hiện. Đương nhiên không bài trừ chính hắn đại ý khinh địch kết quả, nhưng cảm thụ không đến bất luận cái gì dao động quỷ dị, liền tính là hắn ngay từ đầu không rõ mà liền phòng ngự, chỉ sợ cũng là vô pháp phòng bị Dương Nghị Vân. Cái này viên quản sự là lại kinh lại dọa, đối Dương Nghị Vân đặt câu hỏi, tưởng trả lời cũng nói không ra lời, cũng may ngay sau đó cổ thoáng buông lỏng. Hắn rốt cuộc có thể nói lời nói. Khụ khụ, khụ, có còn thỉnh Dương mẫu nhân dơ cao đánh khẽ, là ta viên trọng sơn có mắt không thấy thái sơn, không nhận rõ ngài này tôn đại tiên, mong rằng Dương môn chủ thứ lỗi, ta mang ngài đi gặp ta giao trì trưởng lão. Viên quản sự một chút đi học ngoan, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Dương Nghị Vân không chỉ là ẩn thân thần thông quỷ dị, pháp lực hùng hậu phương diện cũng tuyệt đối không phải tiên đế trung kỳ, thậm chí tất yếu pháp lực tu vi còn muốn thâm hậu. Chẳng phải là mặt khác, chỉ cần vừa mới hắn bày ra tới ẩn thân phương pháp, liền tuyệt đối có thể đi ngang. Đối loại người này vẫn là không cần dễ dàng đắc tội, còn nữa hắn cũng biết Dương Nghị Vân không có thành tâm hạ sát thủ, nếu không hắn chết 100 lần. Ngẫm lại cũng là phía trước hắn cũng thật là trong lời nói chuyện khó nghe, đối với bất luận cái gì cường giả tới nói đều là nhịn không nổi, đan phương có thực lực cường giả, đều sẽ ra tay, không thực lực cũng không dám ở bọn họ giao trì lỗ mãng. Dương Nghị Vân từ viên quản sự trong mắt thấy được hoảng sợ, trong lòng cười lạnh buông lỏng tay ra, khoanh tay mà đứng nhàn nhạt nói, thả không vội mà đi gặp các ngươi trưởng lão, bản đế có nghĩ đem các ngươi giao trì trưởng lão đảo cũng xem tâm tình, ta thả hỏi ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi đúng sự thật trả lời, nếu không ngươi hẳn là rõ ràng bản đế muốn bóp chết ngươi như vậy tiên đế đại viên mãn, giống như bóp chết một con kiến, ngươi giao trì ra đại nghiệp đại cao thủ nhiều như mây, nhưng bản đế phải đi. Tự tin ngươi chờ còn cản không dưới. Dương Nghị Vân lời này lại cũng là nửa thật nửa giả, bất quá đối với vừa mới từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến viên quản sự tới nói, lại là tin tưởng, vội vàng gà con mổ thóc giống nhau gật đầu nói, Dương môn chủ thả hỏi, chỉ cần ta biết tất nhiên báo cho. Cổ kiếm cho hắn xem hình ảnh Dương Nghị Vân đối một bên lớn lên miệng cổ kiếm nói chuyện. A, à, nga 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 là đại nhân, cổ kiếm phục hồi tinh thần lại vội vàng tiến lên. Phất tay pháp lực ngưng tụ ra Dương Nghị Vân mấy người phụ nhân hình ảnh cấp viên quản sự quan khán, vừa mới Dương Nghị Vân trực tiếp đối viên quản sự ra tay, hắn chính là tâm nhéo một phen mồ hôi lạnh, ai biết Dương Nghị Vân vừa ra tay kia quỷ dị ẩn thân thần thông, thật sự làm hắn cũng mở rộng tầm mắt, một cái tiên đế đại viên mãn cấp bậc tiên đế phiên tay chi gian đã bị Dương Nghị Vân bóp lấy cổ, không hề có sức phản kháng, bực này thủ đoạn tiên tôn cũng bất quá như thế đi. Cổ kiếm ngưng tụ ra Dương Nghị Vân mấy người phụ nhân hình ảnh hiện ra ở viên quản sự trước người. Dương Nghị Vân mở miệng nói, nhìn kỹ xem này mấy người phụ nhân có phải hay không ở các ngươi giao trì. Nhưng Dương Nghị Vân mấy người phụ nhân hình ảnh sau khi xuất hiện, cổ kiếm sắc mặt trở nên cổ quái lên, hắn tự nhiên nhận được, hơn nữa ước chừng là hơn 400 năm này mấy người phụ nhân đi vào giao trì lúc sau,
còn ở Giao Trì khiến cho không nhỏ oanh động, bởi vì này mấy người phụ nhân các đều là đẹp như thiên tiên, các nàng nhan giá trị nhưng đều không phải tiên giới rất nhiều tiên nữ cái loại này trải qua pháp lực điểm tô cho đẹp dung nhan, đều là thiên nhiên dung nhan, cho nên ở lúc ấy dẫn phát rồi Giao Trì rất nhiều nam sĩ tiên nhân nhìn trộm. Chẳng qua này mấy người phụ nhân xác thật Giao Trì một vị trưởng lão bảo toàn, rất nhiều người cũng chỉ có thể nhìn xem, nhưng là các nàng vận mệnh cũng. Dương Nghị Vân nhìn ra viên quản sự trên mặt cổ quái, tức khắc liền biết cái này viên quản sự gặp qua, hơn nữa hắn mấy người phụ nhân thật là ở Giao Trì. Trong lòng quính lên, hừ lạnh nói. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân hơi thở trực tiếp tỏa định ở viên quản sự trên người, cái này làm cho viên quản sự cả người đều là chấn động. Hắn biết ở Dương Nghị Vân trên tay chiếm không được hảo, nếu là không nói, sợ là sẽ chịu khổ, nhưng nói đi, nhìn dáng vẻ vô cùng có khả năng sẽ đắc tội Giao Trì vị trưởng lão nào, thế khó xử, nhưng nhìn xem Dương Nghị Vân kia khẩn trương ánh mắt, tất nhiên cùng kia mấy người phụ nhân quan hệ mật thiết, đối với các nàng thực để bụng, không nói hắn lập tức liền phải có hại. Ngẫm lại vẫn là nói đi, Dương Nghị Vân muốn tìm chết đắc tội vị trưởng lão nào, kia cũng vừa lúc, hắn chỉ là một cái tiểu quản sự. Ngăn không được này đó cường giả chi gian giao phong, xem Dương Nghị Vân cũng tuyệt đối không phải cái gì tiểu tiên môn nhất môn chi chủ, làm không hảo cũng là có đại bối cảnh người. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nói đi. Ngay sau đó viên quản sự gật đầu nói, hình ảnh chung này mấy người phụ nhân đích xác liền ở ta Giao Trì, bất quá lại là ta Giao Trì nhị trưởng lão dưới tòa môn đồ, mặt khác mấy cái đến lúc đó không biết, có cái kêu Diệp Vô Tâm nữ tử đúng là nhị trưởng lão chuyển tới tu chân giới môn đồ. Là Diệp Vô Tâm mang theo mặt khác mấy người phụ nhân tiến đến Giao Trì, bất quá. Dương Nghị Vân nghe viên quản sự nói chuyện, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng lên, nguyên lai Giao Trì cùng Diệp Vô Tâm ở tu chân giới sư môn là một mạch, này cũng là có thể nghĩ thông suốt, mấy người phụ nhân phi thăng tiên giới sau, trời xa đất lạ, Diệp Vô Tâm liên hệ thượng tiên giới sư môn, mang theo những người khác đi tới Giao Trì, đảo cũng là không tồi lựa chọn, ít nhất có thượng giới sư môn tồn tại, các nàng đều có thể an toàn không phải. Nhưng nghe được cuối cùng xem viên quản sự có chút do dự bộ dáng, tựa hồ còn có cái gì biến cố, làm Dương Nghị Vân trong lòng lại khẩn trương lên nói, có nói cái gì nói thẳng, đừng có rông dài. Viên quản sự vội vàng nói, bất quá ta trong đó có ba nữ nhân bị nhị trưởng lão dùng để cùng ngã xuống điện cùng ta Giao Trì mặt khác trưởng lão môn hạ đệ tử dùng để liên hôn, này trong đó quan hệ đến nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão chi gian Giao Trì chi chủ đấu tranh. Ầm vang. Viên quản sự mặt sau nói cái gì lời nói, Dương Nghị Vân không nghe lọt được, hắn trong óc ầm vang một chút lâm vào trống rỗng, mãn đầu óc đều là liên hôn hai chữ. Chính mình nữ nhân bị người dùng tới liên hôn. Giờ phút này Dương Nghị Vân cả người đều đang run rẩy, toàn thân hơi thở không ngừng bò lên dựng lên, sát ý tràn ngập, làm bốn phía không khí đều rét lạnh xuống dưới. Mà một bên viên quản sự, cảm nhận được Dương Nghị Vân cả người phát ra mà ra giống như thực chất hóa sát ý. Nhìn không được cả người đều run lên, hắn tựa hồ có chút phản ứng lại đây, vội vàng bổ sung nói, Dương môn chủ yên tâm, chỉ là định ra thời gian, còn không có chính thức liên hôn, thời gian liền định ở Giao Trì đại hội ngày đó. Hô! Dương Nghị Vân hộc ra một ngụm chọc khí, giờ khắc này hắn tưởng một trưởng chụp chết cái này viên quản sự. Người mẹ nó có chuyện có thể không nói một lần nói xong, lão tử bệnh tim đều thiếu chút nữa phạm vào Dương Nghị Vân hướng về phía viên quản sự giống giận. Mà viên quản sự còn lại là rụt rụt cổ, thật cẩn thận hỏi, Dương mỗ chủ xin hỏi, kia mấy cái hạ giới tới nữ nhân chính là ngươi người nào? Dương Nghị Vân trực tiếp đôi mắt chừng mắt nhìn qua đi, không nên hỏi đừng hỏi. Ách là, ta không nhiều lắm miệng, viên quản sự cổ co rụt lại, vội vàng cười làm lành. Đến nỗi Dương mỗ nhân sao, trong lòng đã có thể miễn bàn nhiều chán ngấy, này lão tiểu tử là cái hay không nói, nói cái dở, thiếu chút nữa liền biến nhan sắc. Còn mẹ nó hỏi, như vậy mất mặt sự, hắn nhưng không nghĩ nói. Nheo lại đôi mắt tiếp tục hỏi viên quản sự nói cho ta nghe một chút đi các ngươi Giao Trì là cái tình huống như thế nào. Tranh quyền đoạt lợi như thế nào dính dáng đến mấy người phụ nhân. Cẩn thận nói rõ ràng, còn có nói cho ta Giao Trì có mấy cái trưởng lão, cái gì tu vi, chỉnh thể thế lực như thế nào. Dương Nghị Vân liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, hắn đầu tiên muốn làm rõ ràng trạng huống. Nếu mấy người phụ nhân cùng Giao Trì trưởng lão nhắc lên quan hệ, vậy không phải việc nhỏ, không hiểu biết rõ ràng, tùy tiện hành sự, chưa chừng sẽ làm hắn lâm vào khốn cảnh không nói, còn sẽ thương cập mấy nữ. Viên quản sự biết Dương Nghị Vân không thể trêu vào, nếu đều nói khai, vậy thành thành thật thật nói đi, đỡ phải chính mình chịu tội,
hơn nữa ở trong lòng hắn cũng không cho rằng Dương Nghị Vân có thể ở Giao Trì trưởng lão trong tay nổi lên gợn sóng. Trầm ngâm một chút mở miệng nói, ta Giao Trì chi chủ, Giao Trì tiên tôn, mấy ngàn năm trước rời đi Giao Trì, đi cái gì lên trời lộ, lúc sau rốt cuộc không trở về, bất quá liền ở mấy trăm năm hôm trước mà có dị tượng xuất hiện, cho nên mấy đại trưởng lão có cảm cho rằng Giao Trì tiên tôn khả năng ở lên trời lộ xuất hiện cái gì trạng huống, có thể hay không trở về, hoặc là nói sống không tồn tại, đều khó mà nói. Nhưng Giao Trì không thể một ngày vô chủ, cho nên liền xuất hiện đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tranh quyền đoạt lợi tình huống, đều tưởng trở thành Giao Trì chi chủ, chấp trưởng Giao Trì, xưng là mỗi người kính ngưỡng tồn tại. Giao Trì tiên tôn dưới tòa chín đại trưởng lão, đủ tư cách đảm đương chấp trưởng Giao Trì cũng chính là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người, bởi vì thiên địa dị tượng lúc sau, bọn họ trước sau đều bước vào tiên tôn đại viên mãn đỉnh, mặt khác mấy cái trưởng lão đương nhiên cũng trước sau bước vào tiên tôn đại viên mãn. Nhưng trên thực lực cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão là có chênh lệch. Bất quá đại trưởng lão chiếm cứ trưởng giả đại nghĩa, mặt khác 7 cái trưởng lão chung có 5 cái duy trì đại trưởng lão, dư lại 2 cái, trong đó một cái trung lập, một cái duy trì nhị trưởng lão. Nhưng cái này Giao Trì không ngừng là trưởng lão thế lực, còn có 36 phong phong chủ, 72 lộ trong ngoài quản sự, này đó nhưng đều là Giao Trì trung kiên lực lượng, nhưng cũng là một vòng tiếp theo một vòng, bọn họ từng người đều có duy trì trưởng lão tồn tại. Như thế dưới tình huống, nhị trưởng lão vốn là không thắng mặt, chính là nhị trưởng lão làm người tâm kế lòng dạ thâm hậu, tinh với tính kế, mấy năm nay dùng sức cả người thủ đoạn, bắt đầu mượn sức mấy đại trưởng lão. Thậm chí không tiếc liên hợp thế lực bên ngoài xoay chuyển càn khôn, làm mấy đại trưởng lão phản chiến duy trì nàng, này trong đó liền có vừa rồi hình ảnh chung mấy cái nữ tử, Nga, lại nói tiếp là 3 cái nữ tử. Đầu tiên là kêu Diệp Vô Tâm cái kia, Diệp Vô Tâm xem như nhị trưởng lão đồ tôn. Bởi vì nhị trưởng lão đã từng truyền đạo hạ giới, mới có Diệp Vô Tâm bực này hạ giới đệ tử. Lại một lần sau băng điện điện chủ con thứ 3, tiến đến Giao Trì làm khách, liếc mắt một cái liền nhìn chúng Diệp Vô Tâm, nhị trưởng lão vì mượn sức sao băng điện duy trì nàng trở thành Giao Trì chi chủ, liền đem Diệp Vô Tâm đính hôn cho sao băng điện điện chủ con thứ 3, Tổ Biển Sao. Cái này Tổ Biển Sao lại nói tiếp cũng là nhân vật, hắn là sao băng điện, 10 đại tướng quân chi nhất, tiên tôn hậu kỳ tu vi. Bị dự vì là sao băng điện thiên chi kiêu tử. Như thế nhị trưởng lão tương đương là cùng sao băng điện liên hôn, có sao băng điện duy trì, Giao Trì mấy cái duy trì đại trưởng lão bắt đầu có chút lay động lên, nhị trưởng lão từ Diệp Vô Tâm trên người thấy được một cái chiêu số, ở lúc sau lại đem kêu Độc Cô Vô Tình cùng Triệu Nam hai người trước sau đính hôn cho hai đại trưởng lão dưới tòa đệ tử môn nhân, thành công tranh thủ tới rồi hai cái trưởng lão phản bội duy trì nàng. Dù sao kia mấy cái hạ giới phi thăng nữ nhân các đều là nhất đẳng nhất dung mạo, chút nào không phải thiên lực cải tạo mà thành, là bẩm sinh thiên nữ, hơn nữa tu luyện thiên tư đều không tồi, thực chịu Giao Trì rất nhiều đệ tử ưu ái. Sắp tới càng là có nghe đồn nguyên bản trung lập chín trưởng lão coi trọng trong đó một nữ tử, đáp ứng duy trì nhị trưởng lão, mà nhị trưởng lão liền hứa hẹn đem một cái kêu Lâm Hoan đính hôn cấp chín trưởng lão, như thế cục diện hạ nhị trưởng lão đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nghe nói liền chờ Giao Trì đại hội kia một ngày, liền muốn đăng cao một hô, đăng đỉnh Giao Trì chi chủ bảo tọa, kia một ngày tiến đến Giao Trì tham gia Giao Trì đại hội thiên môn thế lực vô số, đến lúc đó nhị trưởng lão có sao băng điện duy trì, hơn nữa mấy đại trưởng lão, vấn đỉnh Giao Trì chi chủ bảo tọa chính là chắc chắn chuyện này. Cũng là ở Giao Trì đại hội thượng, kia mấy cái người ở sẽ bị nhị trưởng lão trở thành liên hôn sản vật xuất giá, dù sao hết thảy kêu ngươi chờ Giao Trì đại hội, bất quá Dương môn chủ có thể yên tâm. Kia mấy người phụ nhân tạm thời không có việc gì, ở nhị trưởng lão đại sự không thành phía trước, các nàng là an toàn, vì không ra cái gì biến cố, kia mấy người phụ nhân bị nhị trưởng lão nghiêm thêm trông giữ lên, hẳn là sẽ không có việc gì nhi. Nói đến cuối cùng viên quản sự xem Dương Nghị Vân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, viên quản sự cũng coi như là đã nhìn ra, kia mấy người phụ nhân đối Dương Nghị Vân rất quan trọng, vội vàng bổ sung một câu các nàng tạm thời an toàn nói. Đích xác Dương mẫu nhân trong lòng lửa giận tận trời, nghe viên quản sự sau khi nói xong, hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, đáng chết. Bỗng nhiên Dương Nghị Vân trong tay pháp quyết cùng nhau, đối với viên quản sự giữa mày chính là một chút trầm giọng, sinh tử phù. A, à, viên quản sự không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ đột nhiên đối hắn ra tay, không phản ứng lại đây, liền cảm giác đầu tê dần, kêu thảm thiết một tiếng, nhưng tại hạ một khắc đau đớn biến mất. Nhưng viên quản sự lại là rõ ràng cảm nhận được chính mình ý thức hải tiên hồn thượng nhiều một đạo khắc văn. Run giọng nói, ngươi đối ta làm cái gì?
ta biết đến tất cả đều nói, ngươi còn muốn thế nào? Dương Nghị Vân lạnh giọng nói, các ngươi giao chỉ người đều đáng chết, ngươi nếu là không muốn chết liền ngoan ngoãn nghe ta nói, ở ngươi trong óc đánh vào một đạo sinh tử phù văn, kế tiếp ta yêu cầu ngươi giúp ta làm việc, không tin được ngươi mới như thế, nếu là nghe lời, bảo ngươi không có việc gì, nếu là làm trái bản đế một ý niệm là có thể làm ngươi hồn phi phách tán. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân trong tay pháp quyết vừa động, trong miệng niệm giật mình, viên quản sự lập tức kêu thảm thiết cuốn xúc ở trên mặt đất, này trong nháy mắt viên quản sự cảm nhận được hắn toàn thân trong ngoài thâm nhập linh hồn đau nhức, biết Dương Nghị Vân là khống chế hắn sinh tử, lời này không giả, lập tức xin tha nói, viên bước sơn nguyện ý nghe chủ thượng bất luận cái gì phân phó, cầu chủ thượng dừng tay. Dương Nghị Vân kỳ thật chính là nếm thử một chút sinh tử phù uy lực có thể hay không khống chế tiên đế đại viên mãn cấp bậc, sinh tử phù ở trước kia chỉ có thể khống chế thần hồn so với hắn nhược người, hôm nay thi triển sinh tử phù cũng là vì thần nhân ngộ đạo cốt cùng tu vi nguyên nhân, hiện tại xem ra đừng nói tiên đế đại viên mãn liền tính là tiên tôn hắn cũng có thể khống chế một chút. Dựa theo viên quản sự cách nói, giao chỉ thế lực cũng không dung coi thường, hắn tưởng cứu ra mấy người phụ nhân liền yêu cầu một cái viên quản sự như vậy nội ứng. Thậm chí là càng nhiều. Chỉ cần hình thức thượng uy hát yêu ta hạ lời nói, hắn tự nhiên không tin được, lấy sinh tử phù khống chế viên quản sự sinh tử hắn mới yên tâm, rốt cuộc hắn đã đang ở giao trì hang ổ, mọi việc đều phải tiểu tâm lại cẩn thận. Đứng lên đi nói nửa ngày nhị trưởng lão cùng ngươi trong miệng đại trưởng lão là nam hay nữ, vì nhân tính cách như thế nào ngươi còn không có sự, cẩn thận nói, còn có mấy người phụ nhân bị nhốt ở địa phương nào. Dương Nghị Vân phất tay làm viên quản sự đứng dậy. Sinh tử phù tia, a tấn một chút, đã làm viên quản sự lá gan muốn nứt ra, lúc này sinh tử nắm giữ ở Dương Nghị Vân trong tay, hắn nhận mệnh, cung cung kính kính trả lời, chủ thượng ta chỉ biết nhị trưởng lão ở giao trì chủ phong thượng, kia mấy cái nữ tử hẳn là liền ở nơi nào, nhưng cụ thể địa phương nào sợ là chỉ có nhị trưởng lão biết, ta chỉ là một cái tiểu quản sự, thật không hiểu cụ thể giam giữ địa phương a. Dương Nghị Vân nhíu nhíu mày. Đối với bên người không khí nói, Tuyết Miêu giao cho ngươi, cứ việc tìm được các nàng. Miêu. Một tiếng mèo kêu vang lên đáp lại. Tuyết Miêu vẫn luôn ẩn nấp ở Dương Nghị Vân phía sau, lập tức rời đi. Một màn này cũng làm viên quản sự trong lòng cả kinh, thực hiển nhiên Dương Nghị Vân bên người còn có ẩn nấp đang âm thầm tồn tại, nhưng hắn từ đầu đến cuối liền không có cảm nhận được quá. Tiếp tục nói giao chỉ nhị trưởng lão tình huống Dương Nghị Vân hai tròng mắt chung che giấu không được sát khí. Hắn hiện tại hận không thể đem giao trì nhị trưởng lão tê thành dập nát, cư nhiên dám đánh hắn nữ nhân chủ ý. Nhị trưởng lão là cái nữ, đại trưởng lão là nam. Viên quản sự tiếp tục nói chuyện. Dương Nghị Vân ngây ra một lúc ngắt lời nói, giao trì trưởng lão có nam có nữ. Ở trong lòng hắn còn nghĩ giao trì hẳn là lấy nữ nhân là chủ. Viên quản sự nói, không phải a, giao trì chín đại trưởng lão chung, có bốn cái nam, năm cái nữ, tuy rằng ta. Nga không phải, tuy rằng bọn họ giao trì chi chủ giao trì thiên tôn là nữ nhân, nhưng toàn bộ giao trì là siêu cấp đại tông, có nam có nữ, cũng không hạn chế cái gì. Dương Nghị Vân gật gật đầu biểu vẫn là lý giải, hắn còn tưởng rằng giao trì sẽ là nữ quyền là chủ. Người tiếp tục Dương Nghị Vân ý bảo viên quản sự tiếp tục. Hảo viên quản sự đối Dương Nghị Vân đánh gãy có chút không thể hiểu được, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, tiếp tục nói, đại trưởng lão làm người là tương đối bình thản. Thuộc về cái loại này không ôn không hỏa tính tình, hắn tuy là nam nhân, nhưng thực tế thượng cũng không có cái gì dã tâm, cùng nhị trưởng lão tranh đoạt giao trì chi chủ, càng có rất nhiều bị tình thế bức bách. Có chút trưởng lão bức bách, cùng nhị trưởng lão không đối phó, tự nhiên muốn chống đỡ đại trưởng lão thượng vị, mà lớn nhất một nguyên nhân kỳ thật là, đại trưởng lão đối nhị trưởng lão không yên tâm. Nghe nói nhị trưởng lão thân phận tương đối đặc thù, có cái nghe đồn cũng không biết là thật là giả. Dù sao ta cảm thấy 89 phần 10 là thật sự, bằng không giống đại trưởng lão như vậy tính cách, là sẽ không tranh đoạt giao trì chi chủ vị trí. Dương Nghị Vân nhíu mày hỏi, cái gì nghe đồn? Viên quản sự mở miệng nói, nghe đồn nhị trưởng lão cùng sao băng điện chủ chi gian tựa hồ có quan hệ gì, cụ thể là cái gì quan hệ không rõ lắm, đúng là bởi vì như vậy, rất nhiều trưởng lão lo lắng, nhị trưởng lão nếu là chấp trưởng giao trì, ngày sau chưa chừng giao trì còn sẽ có phải hay không giao trì. Sao băng điện dã tâm phi thường đại, mấy đại phong hào tiên tôn thế lực chung, trừ bỏ tam đại thiên tôn thế lực ở ngoài, liền số sao băng điện thế lực khổng lồ dã tâm bừng bừng. Bất quá này cùng sao băng điện căn nguyên có quan hệ, là bẩm sinh điều kiện hình thành gen vấn đề, bởi vì sao băng tiên tôn chính là thế tục cho rằng võ tướng nhập đạo xuất thân.
Cái gọi là vật họp theo loài sao băng điện chủ còn như thế, có thể hội tụ ở hắn dưới tòa người tự nhiên đại đa số đều là võ tướng vệ sĩ, đối với khai cương khoách thổ việc, có thiên nhiên thuộc tính, nhị trưởng lão cùng sao băng điện quan hệ mật thiết, mọi người đều lo lắng, một khi nhị trưởng lão trưởng quản giao trì, đến lúc đó một ngày nào đó giao trì còn có thể hay không là giao trì. Lần này liên hôn chính là một cái phi thường mãnh liệt tín hiệu, mấy đại trưởng lão đều nhìn ra được tới, nhị trưởng lão cùng sao băng điện quan hệ mật thiết, hiện giờ giao trì tiên tôn rơi xuống không rõ, đại trưởng lão lại là cái không ôn không hòa tính tình, rất nhiều người đều lo lắng, lần này cần là nhị trưởng lão chấp trưởng giao trì thành công, vô cùng có khả năng về sau giao trì đã bị sao băng điện cấp gồm thâu không thể. Đến nỗi sao băng điện điện chủ sao băng tiên tôn, cùng giao trì tiên tôn tình huống không sai biệt lắm. Đều là đi lên trời lộ người, sao băng điện đương kim làm chủ người chính là sao băng điện chủ đệ đệ, Tổ Thiên Long. Tổ Thiên Long chính là sao băng điện thống soái, chấp trưởng sao băng điện hết thảy sự vật, thân là sao băng điện điện chủ đệ đệ, có thể nói là một người dưới vạn người phía trên. Trên thực tế có nghe đồn nói sao băng điện điện chủ sao băng tiên tôn hàng năm bế quan, căn bản là mặc kệ sao băng điện sự vật, đều là hắn đệ đệ Tổ Thiên Long ở xử lý sao băng điện hết thảy. Nói Tổ Thiên Long là sao băng điện thực tế khống chế giả một chút đều không quá, mà Tổ Thiên Long nhất yêu thương hắn cháu trai Tổ Biển Sao, rõ ràng không phải trưởng tử, lại là đem Tổ Biển Sao trở thành sao băng điện người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Cái này làm cho rất nhiều người đều suy đoán, Tổ Biển Sao chính là Tổ Thiên Long cùng hắn tẩu tử yêu đương vụng trộm sở sinh. Mà không biết vì cái gì, Tổ Thiên Long tiến đến giao trì lại là cùng ta giao trì nhị trưởng lão thực thân cận. Kết quả liền có nhị trưởng lão đem Diệp Vô Tâm đính hôn cấp Tổ Biển Sao việc. Hiện giờ mọi người đều nhìn ra được tới, nhị trưởng lão có Tổ Biển Sao này một tầng quan hệ, chẳng khác nào có toàn bộ sao băng điện duy trì, cho nên rất nhiều trưởng lão phản chiến duy trì nhị trưởng lão, rất lớn trình độ thượng kỳ thật là bách với tình thế. Giao trì tuy rằng cũng là phong hào tiên tôn thế lực, nhưng giao trì tiên tôn không ở, chỉnh thể thượng giao trì thế lực cùng sao băng điện là hoàn toàn không thể so sánh với. Ta giao chỉ đạt tới tiên tôn cấp bậc cũng liền 36 phong phong chủ cùng 9 đại trưởng lão, dư giả nhưng không đạt tới tiên tôn cấp bậc, mà sao băng điện tiên tôn số lượng tuyệt đối là toàn bộ tiên giới trừ bỏ tam đại tiên tôn thế lực nhiều nhất. Dương Nghị Vân nghe xong, trong lòng cũng hít hà một hơi, người muội tiên tôn cấp bậc cường giả cư nhiên đạt tới hơn 40 vị, mà sao băng điện tiên tôn càng nhiều. Cứ như vậy, hắn liền biết lần này nghĩ cách cứu viện mấy người phụ nhân thật đúng là không thể tùy tiện. Hắn tuy rằng hiện tại thực lực so với trước kia cường đại rồi rất nhiều, chính là đối mặt tiên tôn cấp bậc tự nhiên là không thoải mái, huống chi mấy chục cái tiên tôn. Nghĩ tới nghĩ lui, lần này chỉ có thể dùng chí thắng được không thể dùng man. Trầm tư một chốc mở miệng hỏi viên quản sự nói, người khả năng tiến vào giao trì chủ phong. Viên quản sự gật đầu nói, có thể là có thể, nhưng cũng giới hạn trong chủ phong đại điện quảng trường, địa phương khác ta là đi không được. Hảo. Người dẫn ta tiến vào giao trì chủ phong, Dương Nghị Vân lập tức trong lòng làm ra quyết đoán. Trước mắt hắn chỉ có thể trước hết nghĩ suy nghĩ biện pháp tìm được mấy người phụ nhân đem các nàng liền ra tới lại nói. Viên quản sự cười khổ nói, chủ thượng hiện tại sợ là không được a, ta chỉ là giao trì một cái quản sự mà thôi, cũng không phải tùy tiện là có thể tiến vào chủ phong, muốn vào chủ phong phải đợi nửa năm sau giao trì đại hội sắp tới. Mới có thể mang tiến đến tham gia giao trì đại hội chư tiên môn người đi trước chủ phong chào hỏi, lúc này mang các ngươi đi chủ phong ta tư cách không đủ, hơn nữa nói câu chủ thượng ngài tức giận lời nói, các ngươi tư cách cũng không đủ thấy giao trì vài vị trưởng lão, trừ phi là tiên tôn chi cảnh mới có thể ở ngay lúc này thượng chủ phong. Chủ thượng chiếu ta nói, không bằng ta trước mang các ngươi dàn xếp xuống dưới, hảo hảo quen thuộc giao trì tình huống, dù sao ngài là muốn cứu mấy cái nữ tử, cái này mới là trọng điểm. Thuộc hạ nguyện ý đi tìm hiểu mấy người phụ nhân rơi xuống, đến lúc đó nghĩ cách cứu viện các nàng, lúc này tùy tiện thượng chủ phong đụng tới mấy cái trưởng lão ngược lại không ổn, người xem coi thế nào. Dương Nghị Vân nghe viên quản sự nói chuyện, đảo cũng biết cái này lão tiểu tử nói chính là lời nói thật, mà hắn vừa mới tưởng chính là trực tiếp đi chủ phong tìm kiếm mấy người phụ nhân, cùng lắm thì trực tiếp đông tay, dù sao hắn có vạn vật thần thông ở đảo cũng không sợ, nhưng lúc này tưởng tượng, vẫn là có chút lỗ mãng. Giao trì chín đại trưởng lão đều ở chủ phong thượng, các đều là tiên tôn đại viên mãn, tiên tôn đại viên mãn chính là tiên giới đứng đầu cảnh giới, quỷ biết nhân ra có cái gì thủ đoạn, vạn nhất có thể khắc chế hắn vạn vật thần thông chẳng phải là muốn bị té nhào. Viên quản sự kiến nghị hợp lý, không thể tùy tiện hành động, chờ Tuyết Miêu tin tức đi, hắn tin tưởng Tuyết Miêu đi ra ngoài có thể tìm được mấy nữ rơi xuống,
đến lúc đó suy nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Nhưng đừng bởi vì chính mình nhất thời xúc động ngược lại biến khéo thành vụng, rút dây động rừng hậu quả là rất lớn. Trước mắt đi theo viên quản sự trước tiên ở giao chỉ tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, âm thầm mưu đồ nghĩ cách ngược lại là nhất bảo hiểm. Ngẫm lại sau gật đầu nói, đi thôi, vậy trước tìm địa phương dàn xếp xuống dưới lại nói. Là, thỉnh chủ thượng cùng ta tới. Viên quản sự tuy rằng ở giao trì là cái quản sự, nhưng dù sao cũng là giao trì quản sự, vẫn là có điểm năng lực cùng thân phận địa vị, mang theo Dương Nghị Vân một hàng một đường đi vào giao trì, đi tới trong đó một tòa không chớp mắt ngọn núi dưới, dọc theo đường đi đều có giao trì đệ tử hành lễ miệng xưng quản sự. Mà bọn họ mấy cái còn lại là ở viên quản sự trong miệng là ngoại giới tiến đến tham gia giao trì đại hội, còn có nửa năm chính là giao trì đại hội, rất nhiều tiên môn đều sẽ mộ danh mà đến. Đương nhiên cũng có giao chỉ phát ra mời đại tông tiến đến, trong khoảng thời gian này tiến đến tiên môn đã có không ít. Này những giao chỉ đệ tử đảo cũng thấy nhiều không trách. Chẳng qua cùng loại Dương Nghị Vân bực này tiên môn người, thuộc về mộ danh mà đến, ở giao chỉ người xem ra không có gì phân lược, nhiều nhất đều là quản sự tiếp đãi, trở lên một tầng tiên môn còn lại là có những cái đó phong chủ tiếp đãi, chỉ có với giao chỉ tề danh những cái đó đại tông thế lực là trưởng lão ra mặt tiếp đãi. Dọc theo đường đi đi đến, viên quản sự cũng giới thiệu một chút giao trì đại hội. Trên thực tế cái này đại hội, truyền thừa xa xăm, từ giao trì khai tông liền kéo dài tới rồi hiện tại, mỗi cách 1000 năm tổ chức một lần, tiến đến tham gia tiên môn có thể nói bao hàm đại đa số tiên giới tiên môn thế lực. Thậm chí trong đó còn có một ít nhân số yêu tộc thế lực, cũng đã chịu giao trì mời tiến đến tham gia giao trì đại hội. Lại nói tiếp giao trì đại hội danh nghĩa là, tiên giới đạo pháp giao lưu. Giao trì hấp thu tân đệ tử là chủ, một ít tiểu tiên môn thế lực mang theo môn hạ đệ tử tiến đến, ở giao trì đại hội thượng bày ra các loại thiên phú, bị giao trì lựa chọn là có thể trở thành giao trì đệ tử, từ đây tu luyện tài nguyên đạo pháp thần thông từ không bao giờ thiếu. Mà giao trì đại hội phát triển đến nay, đã biến thành một cái đại hình tài nguyên giao lưu đại hội, các thế lực chủng tộc từ đều sẽ tiến đến, lần này giao trì đại hội giao lưu từng người tu luyện tài nguyên sở cần. Một đường đi đến. Viên quản sự vừa đi vừa nói chuyện bất chi bất giác liền đến một chỗ tiểu viện trước, viên quản sự dừng lại nói, chủ thượng các ngươi thả tạm cư cái này tiểu viện đi, nơi này xem như ta cái này quản sự có thể vận dụng tài nguyên tốt nhất sân, còn thỉnh chủ nhân thông cảm. Dương Nghị Vân gật gật đầu, hắn đối cư trú hoàn cảnh không yêu cầu, cũng vô tâm tư suy nghĩ này đó. Trong lòng chỉ nghĩ chạy nhanh có mấy người phụ nhân bị giam giữ ở địa phương nào tin tức. Vừa muốn đối viên quản sự nói chuyện thời điểm. Nơi xa lại là vang lên một tiếng âm dương quái khí thanh âm. Này không phải viên quản sự sao, tư, hiện tại như thế nào trở thành tiếp đãi, đây chính là thủ vệ đệ tử mới dám sự tình, đường đường quản sự như thế nào hỗn đến như thế nông nỗi. Bất quá ngẫm lại cũng là, người như vậy phế vật tư chất, tu luyện mấy ngàn năm vẫn là cái này đức hạnh, không thực lực không cảnh giới, vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm một ít hạ đẳng việc, ha ha ha. Dứt lời, nơi xa đi tới một người. Dương Nghị Vân nhìn lại rõ ràng là cùng nam nhân, lại là sắc mặt sát phấn hóa trang, một thân đỏ thẫm trên quần áo thêu nhiều đóa kim hoa, quả thực chính là nhân yêu trang điểm, đối viên quản sự tràn ngập trào phúng, mấu chốt là người này phía sau cũng mang theo một bát người. Hừ, Diêu Đại Hoa, người tới làm cái gì, ta viên người nào đó làm việc chẳng lẽ còn muốn xin chỉ thị ngươi không thành? Vẫn là nói ngươi có thể thay thế phong chủ giáo huấn người. Viên quản sự sắc mặt âm trầm xuống dưới. Ở Dương Nghị Vân xem ra thực rõ ràng viên quản sự cùng cái này cái gì Diêu Đại Hoa bất hòa, hắn nhưng thật ra không nói chuyện, nghĩ nhìn kỹ hắn nói, cái này Diêu Đại Hoa tu vi nhìn so viên quản sự mạnh hơn một đường, là cái tiên đế đại viên mãn đỉnh. Ở tới trên đường Dương Nghị Vân nghe viên quản sự đá một câu, bọn họ này đó quản sự cấp trên là phong chủ, mà hắn cũng chính là lệ thuộc trong đó một vị phong chủ dưới tòa, các có các cái vòng nhỏ hẹp. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cái này Diêu Đại Hoa. Thoạt nhìn cùng viên quản sự là đối đầu giống nhau, lời trong lời ngoài đều ở chèn ép viên quản sự, rất cường thế, xem tình huống ngày thường viên quản sự cũng không thiếu chịu cái này Diêu Đại Hoa xem thường. Nhưng cụ thể là cái tình huống như thế nào còn không biết, Dương Nghị Vân nghĩ đều là giao trì quản sự, hẳn là không đến mức nháo lên, mà hắn căn bản liền không nghĩ tới đi trộn lẫn đi vào, lúc này tìm kiếm mấy người phụ nhân so cái gì đều quan trọng, chính là không nghĩ tới kế tiếp phát sinh sự, thật đúng là khiến cho hắn quấn vào trong đó. Chỉ nghe Diêu Đại Hoa âm dương quái khí nói, ta tới làm cái gì ngươi một cái ngoại môn quản sự còn quản không được,
này tòa tiểu viện ta coi trọng, mang phi tinh môn môn chủ xa giếng thiên đạo hữu tiến đến nhập trú. Diêu đại hoa ngươi chẳng lẽ là khinh người quá đáng, này tòa tiểu viện là ta trước tới, ta mang chủ. Ta mang hỗn loạn tiên vực vân môn Dương Nghị vân môn chủ nhập trú. Viên quản sự nơi nào còn nhìn không ra tới cái này Diêu đại hoa chính là cố ý vì này, muốn này tòa tiểu viện tạo ân tình. Hắn sinh tử hiện tại đều nắm giữ ở Dương Nghị Vân trong tay, tương đương đã là Dương Nghị Vân người hầu, mới vừa tìm một chỗ cũng không tệ lắm tiểu viện, cái này Diêu đại hoa liền phải tiệt hồ, quả thực khinh người quá đáng. Càng làm cho viên quản sự thật mất mặt. Ha ha, lão tử chính là muốn cho phi tinh môn vài vị đạo hữu nhập trú, người đãi như thế nào? Người một cái ngoại môn quản sự mà thôi, lão tử hiện tại là nội môn quản sự. Người mẹ nó mang theo một cái tiên đế trung kỳ môn chủ liền phải trụ tiến thượng đẳng tiểu viện, đủ tư cách sao? Không thấy được phi tinh môn môn chủ xa giếng thiên đạo hữu là tiên tôn tôn sư sao? Lăn một bên đi Diêu đại hoa giờ phút này chút nào không cho viên quản sự mặt mũi. Diêu đại hoa ta viên bước sơn hôm nay liền không cho, này tòa tiểu viện ta đã đăng ký trong danh sách, hơn nữa ta giao chỉ cũng không có cái kia quy củ nói tu vi cao thấp liền không thể nhập trú thượng đẳng tiểu viện. Người hôm nay nếu là cưỡng từ đoạt lý, chúng ta tìm phong chủ đại nhân đi phân xử. Viên quản sự mắng lên. Ha ha ha, viên bước sơn người đầu óc không hư đi. Phong chủ đại nhân trăm công ngàn việc, người cho rằng hắn sẽ quản bực này việc nhỏ sao? Nói nữa lão tử là nội môn quản sự, người là ngoại môn quản sự, ta giao chỉ quy của ngoại môn làm trong ngoài người không hiểu sao? Thức thời cút ngay, nếu không phải xem ở người cái này phế vật cùng lão tử cùng thuộc một phong chi chủ môn hạ. Hôm nay liền đánh cho tàn phế ngươi, cút ngay. Diêu đại hoa ăn mặc giống cá nhân yêu nhưng giờ phút này nói chuyện quả thực chính là người đàn bà đanh đá. Thực bá đạo. Ở Dương Nghị Vân trong mắt hiển nhiên chính là nói rõ khi dễ viên quản sự. Vốn dĩ đi, hắn là không nghĩ quản này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng hiện tại viên quản sự tuy rằng là chính mình mạnh mẽ dùng sinh tử phù khống chế người, nhưng nói đến cùng chính là hắn thủ hạ. Hơn nữa chuyện này còn quan hệ đến hắn. Nếu là hôm nay bị cái này Diêu đại hoa khi dễ viên quản sự, dẫn người nhập trú bọn họ nhìn chúng cái này tiểu viện, hắn Dương mẫu nhân thể diện còn hướng địa phương nào phóng. Trong lòng thật tính toán như thế nào giáo huấn cái này Diêu đại hoa thời điểm, lại là không nghĩ tới Diêu đại hoa phía sau, một người trung niên nhân mở miệng, hơn nữa trực tiếp mở miệng liền nhằm vào hắn. Đương nhiên Diêu đại hoa phía sau mang theo có 12 người, có nam có nữ, thực hiển nhiên là bôn giao chỉ đại hội mà đến. Bực này tình huống Dương Nghị Vân tự nhiên là rõ ràng, sư môn trưởng bối mang theo môn hạ thanh niên đệ tử ra tới trường kiến thức. Trong đó một người lão giả chính là tiên tôn lúc đầu tu vi, không cần hỏi liền biết là Diêu đại hoa trong miệng cái gì phi tinh môn môn chủ xa giếng thiên, tả hữu là hai trung niên diện mạo người, đều là tiên đế đại viên mãn tu vi, dư giả một ít đệ tử tu vi không đề cập tới cũng thế. Liền ba cái là cường giả. Trong đó một người trung niên nhân lại là tiến lên một bước nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân trầm giọng nói, vị đạo hữu này, tiên giới là cái giảng thực lực địa phương, liền tính là ngươi là nhất môn chi chủ khá vậy hẳn là có tự mình hiểu lấy đi. Ngươi một cái tiên đế trung kỳ môn chủ, chẳng lẽ không nên đứng ra nói một câu, người khác giao chỉ hai vị quản sự tranh chấp khó xử sao? Từ bên ngoài thượng xem, đích xác Dương Nghị Vân bên người không có gì cao thủ, Dương Nghị Vân chính mình thân là môn chủ chính là một cái tiên đế trung kỳ. Mà cổ kiếm còn lại là cái tiên đế lúc đầu, hồng y đâu. Toàn thân không hề tu vi pháp lực dao động, thực dễ dàng làm người xem nhẹ. Điêu Nhi đi ngồi xổm Dương Nghị Vân trên vai, chính là một con sủng vật nhân vật, Tuyết Miêu đi tìm người, Độc Cô Ảnh càng là trước tiên mà đi, bực này thế lực chỉnh dung, cũng khó trách bị khinh thường. Dương Nghị Vân đâu? Đang lo tìm không thấy cơ hội, không nghĩ tới đối phương ra tới một người cư nhiên cho hắn đưa gối đầu tới. Nhưng là nói ra nói, lại là làm hắn trong lòng phi thường khó chịu, Dương mẫu nhân thực khó chịu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người này lời nói nhìn như bình đạm, kỳ thật rất khó nghe, liền kém chỉ vào Dương Nghị Vân cái mũi nói, tiểu tử, người mẹ nó một cái tiên đế trung kỳ tiểu nhân vật, có thể hay không có điểm nhãn lực. Chúng ta một phương có tiên tôn, đôi mắt không hạt đi. Thông thống khoái khoái cút đi, cái này tiểu viện chúng ta muốn. Như thế Dương Nghị Vân khóe miệng giơ lên lên. Mở miệng hỏi bên người viên quản sự nói, ở giao chỉ giết người hoặc là nói bao gồm giết các ngươi giao chỉ quản sự có hay không cái gì đại phiền toái. Viên quản sự nghe Dương Nghị Vân hỏi chuyện, tức khắc cả người chấn động, hắn biết Dương Nghị Vân bị chọc giận, vội vàng nhỏ giọng nói, hồi bẩm chủ thượng, nơi này dù sao cũng là giao chỉ cấm chế chém giết, bất quá, nếu là khách nhân chi gian định ra sinh tử ước,
giao trì là sẽ không quản, đến nỗi sát giao trì quản sự, vẫn là có chút phiền phức, nhưng là chỉ cần không đánh chết, đánh cho tàn phế phế, đỉnh núi sẽ không quản, rốt cuộc đều là tu luyện giả, tiến đến tham gia giao trì đại hội đạo hữu tìm chủ nhà một phen quản sự luận bàn giao lưu khó tránh khỏi có tổn thương. Được rồi, ta đã biết, Dương Nghị Vân nhàn nhạt nói chuyện gật đầu. Ngay sau đó hắn tiến lên vài bước trực tiếp nhìn phi tinh môn tên kia vẻ mặt cao ngạo lão giả nói, không bằng như vậy đi, chúng ta đánh một trận, ai thắng cái này tiểu viện về ai chủ, cũng không cần tốn nhiều nước miếng, dù sao các ngươi cũng nói, tiên giới là cái thực lực vi tôn thế giới sao, thế nào có dám hay không? Dương Nghị Vân nói không mặn không nhạt ngữ khí đạm mạc khẩn, nhưng này một phen lời nói ra tới, làm đối diện đoàn người đều ngây ngẩn cả người, mà ở phản ứng lại đây lúc sau, lại là một đám lên tiếng cuồng thiếu lên. Hoa ha ha ha, bao gồm Diêu Đại Hoa cũng cười. Giữa sân chỉ có ba người không cười ra tới, này ba người tự nhiên là Hồng Y, Cổ Kiếm cùng Viên Quản sự. Hồng Y liền không nói, Cổ Kiếm nhìn đối diện những người này cuồng thiếu, trong lòng cười lạnh nói, một đám ngốc bức tận tình cười đi, đợi lát nữa cho các ngươi khóc. Mà Viên Quản sự lĩnh giáo qua Dương Nghị Vân thủ đoạn, biết Dương Nghị Vân quỷ dị, lúc này hắn trong lòng có chút hưng phấn, tựa hồ đã thấy được những người này thậm chí là Diêu Đại Hoa bị Dương Nghị Vân đánh cho tàn phế hình ảnh, hắn trong lòng miễn bàn nhiều sảng. Dương Nghị Vân nhìn những người này cười to chút nào không để ý, mà là ánh mắt lạnh nhạt nói, tiểu đủ rồi sao? Cười đủ rồi cấp câu nói, có dám hay không đánh một trận? Lúc này tên kia trung niên tiên đế liền phải mở miệng, nhưng lại bị phi tinh môn môn chủ xa giếng thiên giơ tay ngăn lại, hắn tiến lên một bước nói, tiểu tử bản tôn có thể cho rằng ngươi đây là đối ta phi tinh môn khởi xướng khiêu chiến sao? Tùy tiện ngươi như thế nào lý giải đi, liền nói có dám hay không đi, sinh tử bất luận cái loại này đánh nhau. Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói, hảo, nếu ngươi muốn tìm chết, bản tôn nếu là không thành toàn ngươi, cũng không thể nào nói nổi, sinh tử bất luận, ha ha, cái này càng tốt. Sư đệ ngươi đi cùng vị này Dương môn chủ lãnh giáo lãnh giáo. Xa giếng thiên đối bên người trung niên tiên đế phân phó. Là, sư huynh, trung niên tiên đế ánh mắt âm trầm trung bùng nổ tinh quang tiến lên một bước. Mà giờ phút này bốn phía đã bất chi bất giác vây xem rất nhiều người, có giao trì người, cũng có ngoại lai tham gia giao trì đại hội người, một đám nghị luận sôi nổi, dù sao mỗi một cái xem trọng Dương Nghị Vân cái này tiên đế trung kỳ tiên nhân. Tiểu tử đến đây đi. Đừng lãng phí thời gian, thu thập ngươi chúng ta nhập chú tiểu viện đi nghỉ ngơi. Phi tinh môn trung niên tiên đế ngữ khí cao ngạo vô cùng nói, tựa hồ Dương Nghị Vân như vậy tiên đế ở trong tay hắn nhất chiêu là có thể làm nằm sấp xuống giống nhau. Căn bản là không để vào mắt, bất quá này cũng khó trách, Dương Nghị Vân là tiên đế trung kỳ, mà đối phương còn lại là tiên đế đại viên mãn, kém vực sâu, bình thường tới nói, tiên đế trung kỳ tu vi đối thượng tiên đế đại viên mãn căn bản không thắng mặt, tử lộ một cái. Từ từ Dương Nghị Vân giơ tay. Như thế nào, ngươi tưởng đổi ý, phi tinh môn người còn chưa nói, giờ phút này lại là Diêu Đại Hoa đứng dậy trừng mắt, hắn cũng nghĩ làm phi tinh môn người xử lý Dương Nghị Vân, hảo hảo nhục nhã một phen viên quản sự. Không không không, ta Dương Nghị Vân làm việc còn trước nay không đổi ý quá, chỉ là. Đột nhiên nhớ tới, ngươi Diêu quản sự tựa hồ cũng là lần này đương sự, vì một lần giải quyết vấn đề, ta lần này đánh nhau ngươi cũng đến đây đi. Yên tâm ta không cần mạng ngươi, chỉ cần đánh cho tàn phế ngươi liền hảo. Còn có, phi tinh môn một người tiên tôn, hai gã tiên đế, hơn nữa Diêu quản sự các người bốn cái cùng lên đi, một lần giải quyết đỡ phải phiền toái, ta đuổi thời gian. Dương Nghị Vân không ôn không hỏa nói ra những lời này. Ngay sau đó lại là nổ tung chảo. Tiểu tử làm càn, cuồng vọng, vô tri tiểu nhi, tìm chết. Dương Nghị Vân một phen lời nói, chính là xích quả quả coi rẻ. Làm hiện trường bốn cái có điểm thực lực cùng nhau thượng, hơn nữa Diêu Đại Hoa chính là ba cái tiên đế đại viên mãn, một cái tiên tôn, tương đương đối thượng Dương Nghị Vân cái này tiên đế trung kỳ. Thấy thế nào Dương Nghị Vân đều là ở tìm chết, ở coi rẻ những người này nói mạnh miệng. Chu Vi xem giả, cũng một đám nhịn không được bật cười. Tiểu tử này chẳng lẽ là bị dọa hồ đồ đi? Một cái tiên đế trung kỳ đối chiến ba cái tiên đế đại viên mãn cộng thêm một cái tiên tôn. Tiểu tử này thật đúng là dám nói a. Cũng không biết là người nào, sợ không phải cái kia trong núi đi ra ẩn tu đi, chưa thấy qua bộ mặt thành phố vẫn là như thế nào, đầu óc thực sự có vấn đề. Tám phần là vẫn luôn ở trong núi tu luyện đầu óc tu luyện choáng váng người. Ta phía trước giống như nghe nói là cái gì hỗn loạn tiên vực vân môn môn chủ, gọi là gì Dương Nghị Vân tới.
Hỗn loạn tiên vực nhưng thật ra nghe qua, Vân Môn lại là chưa từng nghe qua. Hải một tòa tiểu tiên sơn đều thành công trăm hơn 1000 tiên môn, giống hỗn loạn tiên vực như vậy đại tiên vực, có vô số tiên môn tồn tại, chưa từng nghe qua cũng bình thường, không nói chúng ta xem náo nhiệt, ha ha. Giữa sân bên ngoài đều bị Dương Nghị Vân nói lôi tới rồi. Các loại nghị luận đều tồn tại. Dù sao mỗi một cái xem trọng Dương Nghị Vân. Giờ phút này phi tinh môn xa giếng thiên phản ánh lại đây sau, rốt cuộc nhìn không được giận dữ, tiểu tử vốn dĩ chỉ là tưởng giáo huấn một chút ngươi, nhưng hiện tại bản tôn sửa chủ ý, như thế coi rẻ bản tôn, thật sự bản tôn không dám giết ngươi. Nói xong mặt âm trầm nói, sư đệ trực tiếp giết hắn. Lần này là xa giếng thiên là thật động sát khí, bị Dương Nghị Vân lời này tương đương là nhục nhã, một cái tiên đế nhục nhã một cái tiên tôn bản thân chính là không thể tha thứ việc. Tiên tôn tiên giới tu luyện cảnh giới đỉnh, thân phận địa vị tôn sùng vô cùng, quản chi là sơ cấp tiên tôn đi ra ngoài đều là chịu người kính ngưỡng tồn tại. Nhìn chung cái này tiên giới tiên tôn cấp bậc cường giả cũng là không nhiều lắm. Dương Nghị Vân lời này ở bất luận kẻ nào xem ra chính là đối một vị tiên tôn khiêu khích nhục nhã, liền tính là xa giếng thiên đương trường giết Dương Nghị Vân, cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Đây là cường giả nắm tay cùng đãi ngộ, xong việc đại gia chỉ biết nói một câu giết hảo. Mà Dương Nghị Vân nghe được xa giếng thiên nói chuyện, cũng cảm nhận được xa giếng thiên trên người sát ý, hắn khóe miệng khinh thường, này đó ngốc nghếch tựa hồ quên mất từ lúc bắt đầu chính là bọn họ tới tìm chính mình phiền toái, một đám đôi mắt đều là lớn lên ở trên đầu người, căn bản là không đem chính mình để vào mắt. Nếu các ngươi động sát khí, kia cũng hảo, tiểu gia trong lòng cũng sẽ không có cái gì áy náy. Hắn ngay từ đầu trong lòng kỳ thật cũng không nghĩ tới động cái gì sát khí, tưởng chính là giáo huấn một phen kéo đến. Hoặc là nói cho những người này cũng đánh thượng sinh tử phù, thêm một cái người bán mạng cũng là tốt. Nhưng nếu bọn họ động sát khí, vậy không nên trách chính mình, nếu là chính mình địch nhân, cũng coi rẻ kẻ yếu, lấy cường giả tư thái khi dễ người người, không tư cách làm hắn Dương Nghị Vân người hầu. Nhân phẩm khó mà nói cái gì đều là uổng phí. Chết! Ngay sau đó trung niên tiên đế một bước giường trước trong tay huy động rời non lấp biển khí thế đối với Dương Nghị Vân áp bách lại đây. Dương Nghị Vân phía sau Hồng Y ba người lập tức liền phải tiến lên, nhưng hắn lại giơ tay chặn lại nói, đều lui ra, nếu nói ta cùng bọn họ đánh theo ta tới. Hồng Y, Cổ Kiếm, Viên Quản Sự ba người nghe vậy đứng ở tại chỗ. Mà Dương Nghị Vân còn lại là tiến lên một bước, nhìn trung niên tiên đế phác đi lên, chậm rãi mở miệng nói, ta nói các ngươi bốn cái cùng nhau thượng, đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội. Tìm chết, đối phó người bản đế một người đủ rồi. Trung niên tiên đế tức giận mở miệng, bắt tay thành quyền, trực tiếp đối với Dương Nghị Vân chính diện nện xuống. Tại đây người trong mắt chính diện một quyền, muốn bại Dương Nghị Vân, làm tiểu tử này biết cái gì là tiên đế trung kỳ cùng tiên đế đại viên mãn chi gian chênh lệch, cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng. Nhưng mà ngay sau đó Dương Nghị Vân biến mất ở tại chỗ. Hư không tiêu thất, cái này làm cho trung niên tiên đế đại kinh thất sắc, hắn cảm thụ không đến Dương Nghị Vân bất luận cái gì hơi thở. Tốt xấu là tiên đế đại viên mãn tu vi, cho dù là hắn sư huynh kia trở tiên tôn lúc đầu tồn tại hắn cũng là có thể bắt giữ đến hơi thở, nhưng Dương Nghị Vân một cái tiên đế trung kỳ hắn cư nhiên cảm thụ không đến chẳng sợ một chút ít hơi thở dao động. Lập tức trung niên tiên đế trong lòng chính là kinh hãi. Đã có thể vào giờ phút này hắn bên tai còn lại là vang lên một cái lạnh băng tiếng động, nếu phải làm chim đầu đàn, vậy ngươi liền đi trước chết đi. Trung niên tiên đế nghe được Dương Nghị Vân thanh âm tựa hồ liền ở lỗ tai khẩu vang lên giống nhau, hắn không chút nào phát hiện, lập tức dọa lông tơ đứng chổng ngược, vội vàng phản kích thời điểm, lại là đã chậm, chỉ cảm thấy đầu bỗng nhiên trầm xuống, ý thức liền lâm vào hắc ám. Oanh! Một đoàn huyết vụ nổ tung. Ở mọi người trong mắt, lại là trung niên tiên đế trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhưng mà Dương Nghị Vân thân ảnh lại như cũ biến mất không thấy. Biết huyết vụ tản ra. Dương Nghị Vân thân ảnh mới xuất hiện tại chỗ. Từ giữa năm tiên đế công kích Dương Nghị Vân, đến Dương Nghị Vân biến mất, trung niên tiên đế hóa thành huyết vụ, đến Dương Nghị Vân lại lần nữa xuất hiện, toàn bộ quá trình không đến tam tức thời gian. Tam tức thời gian không thể hiểu được là một người tiên đế đại viên mãn hóa thành huyết vụ, Dương Nghị Vân chính mình lông tóc không tổn hao gì, đây là kiểu gì thủ đoạn. Giữa sân chết giống nhau yên tĩnh. Sốt cuộc. Sư đệ. Xa giếng thiên phản ứng lại đây sau bi thống kêu to. Sát. Ngay sau đó xa giếng thiên trở tay chi gian pháp lực đả tọa, giữa sân phong vân đại tác phẩm lao thẳng tới Dương Nghị Vân,
hắn xem như xem minh bạch tiểu tử này có một môn vài vị cao giai ẩn nấp thân phận, cao giai hắn cũng chưa cảm nhận được, thật là như thế mới một kích giết chính mình sư đệ. Hắn phải cho sư đệ báo thù, trong nháy mắt liền nghĩ tới ứng đối Dương Nghị Vân ẩn nấp phương pháp biện pháp, đó chính là quanh thân hình thành toàn phương vị khí tràng, chẳng sợ chính là Dương Nghị Vân ẩn thân cũng vào không được hắn thân. Ầm ầm ầm, nặng nề rung động bạo liệt mở ra, cường đại pháp lực hình thành mắt thường có thể thấy được phòng ngự khí tràng, vần quanh quanh thân 10 mét, chợt lóe thân liền đến Dương Nghị Vân trước mặt. Mà Dương Nghị Vân cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, nhưng thật ra phản ứng mau, đáng tiếc tiểu gia dùng là vạn vật thần thông là năm đó vạn vật tiên yến thành có thể cùng tiên đế đại viên mãn giao thủ thần thông, cũng không phải là tầm thường ẩn nấp thần thông, ngươi sợ là phải thất vọng. Dứt lời Dương Nghị Vân thân hình lần thứ hai biến mất. Xa giếng thiên một kích ầm vang đánh hụt lại là tại chỗ đánh ra một cái hố to. Mà xuống một khắc xa giếng thiên lại là nghe được phía sau hét thảm một tiếng. A! À, ầm vang phốc. Vừa quay đầu lại lại là hắn một cái khác sư đệ ngã xuống trên mặt đất, trên người ngọn lửa ở thiêu đốt, sinh cơ toàn vô. Bên kia Diêu Đại Hoa kêu thảm thiết một tiếng bay ngược đi ra ngoài, quỳ dạp trên mặt đất miệng phun máu tươi chung, lại là không chết. Trước sau hai lần ra tay. Dương Nghị Vân xử lý xa giếng thiên một cái khác sư đệ, lại ra tay đối phó rồi Diêu Đại Hoa, đối với Diêu Đại Hoa vốn dĩ hắn muốn đánh cho tàn phế phế, nhưng cuối cùng thời điểm, lại là ở Diêu Đại Hoa trong cơ thể đánh vào sinh tử phù, người này chung quy là giao trì người, đã chết luôn là phiền toái, còn không bằng dùng sinh tử phù khống chế, kế tiếp cũng may giao trì tìm mấy người phụ nhân, chưa chừng có thể sử dụng thượng. Cho nên hắn vòng Diêu Đại Hoa một mạng. Tam sư đệ. Xa giếng thiên nhãn tình đều đỏ, khá vậy nội tâm tràn ngập sợ hãi, hắn rõ ràng buông ra cường đại tiên tôn cảm quan, nhưng như cũng không nhận thấy được Dương Nghị Vân là như thế nào vòng đi hắn phía sau sát tam sư đệ, bị thương nặng Diêu Đại Hoa. Ẩn nấp thủ đoạn thật sự là vô pháp tưởng tượng. Bỗng nhiên xa giếng thiên ra tay cách thật xa đối với không khí một kích, ra tới chết 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 chết. Ầm ầm ầm. Phương diện trăm mét trong vòng tứ phía nở hoa, tất cả đều là xa giếng thiên toàn lực pháp lực trưởng pháp. Bốn phía mạo bụi đất hôi yên. Bởi vì hắn căn bản nhìn không tới Dương Nghị Vân thân ảnh, càng thêm cảm thụ không đến, quản chi hắn là tiên tôn cường đại thần hồn cũng vô pháp cảm giác đến Dương Nghị Vân tồn tại, chỉ có thể vô khác biệt công kích. Cũng là trong lòng một chút kích thích, hơn nữa đối Dương Nghị Vân sợ hãi, vô khác nhau một phen công kích dưới, lại là làm hắn mang đến mấy cái hậu bối đệ tử tao ương. Một đám kêu thảm thiết chết ở xa giếng thiên công kích dưới. A, à, Thanh Nhi. Phản ứng lại đây xa giếng thiên đại kêu, lúc này mới phát hiện hắn cư nhiên đánh chết môn hạ mấy cái hậu bối đệ tử. Nên ta phản kích. Dương Nghị Vân thanh âm vang vọng ở toàn trường, vô pháp phán định tung tích. Giữa sân bụi đất khói đặc cuồn cuộn, xa giếng thiên đang ở trong đó. Ngay sau đó lại là một tiếng mang theo hoảng sợ thanh âm vang lên, xa tiên tôn kia tiểu tử ẩn thân phương pháp quá mức quỷ dị, thiết tùy ta rời đi đi. Ai? Xa giếng thiên kinh dị không chừng. Quay đầu lại nhìn lại, lại thấy là Diêu Đại Hoa khóe miệng mang huyết đi tới, cái này làm cho xa giếng thiên tâm buông lỏng. Diêu quản sự, xa giếng thiên tặng khẩu khí. Xa tiên tôn ngươi thế nào? Diêu Đại Hoa đi tới xa giếng thiên bên người một bộ quan tâm mà hỏi. Ta không có việc gì, chỉ là đáng thương ta kia mấy cái hậu bối đệ tử cùng hai cái sư đệ. Xa giếng thiên nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện đối với bốn phía giống giận. Dương Nghị Vân bọn chuột nhắt có bản lĩnh ra tới đường đường chính chính một trận chiến, ra tới. Ra tới. Xa giếng thiên hướng về phía bốn phía giống giận, lại là không thấy được đứng ở hắn phía sau không đủ một mét Diêu Đại Hoa giờ phút này vẻ mặt quỷ dị tươi cười. Ngay sau đó lại thấy Diêu Đại Hoa đối với xa giếng thiên bỗng nhiên ra tay, thổ lộ một tiếng, u minh chỉ chết. Đối Diêu Đại Hoa không hề phòng bị xa giếng thiên lúc này còn hướng về phía bốn phía làm Dương Nghị Vân ra tới. Căn bản không phòng bị phía sau Diêu Đại Hoa. Khoảnh khắc chi gian đầu ngón tay Diêu Đại Hoa ngón tay thượng một đạo quỷ dị màu lam quang mang đối với xa giếng thiên sau đầu một lóng tay, lam quang hiện ra một đạo phù văn không tiếng động tiến vào xa giếng thiên sau đầu. Ngay sau đó xa giếng thiên kêu to mắng Dương Nghị Vân thanh âm hoàn toàn mà ngăn, cả người một trận lại là ngừng ở đương trường, nếu có người ở đây nhất định có thể nhìn đến giờ phút này xa giếng thiên hai tròng mắt tràn ngập màu lam. Trong ánh mắt thành tan dã chi trạng. Giống như là chúng ta giống nhau vẫn không nhúc nhích ở tại chỗ. Ngay sau đó lại thấy Diêu Đại Hoa quỷ dị một chút, một quyền bỗng nhiên oanh kích ở xa giếng thiên trên người, ngay sau đó xa giếng thiên ngã xuống trên mặt đất sinh cơ toàn vô.
Giờ phút này giữa sân Diêu Đại Hoa lẩm bẩm, chết lão nhân quả nhiên chưa nói sai, vạn vật thần thông biến ảo vạn vật, ôm đồm vạn vật hơi thở, biến thành Diêu Đại Hoa, xa giếng thiên chút nào không phát hiện lão nhân chí tôn thần thông tầng thứ 8 U Minh chỉ cũng không tồi, có thể làm tiên tôn nháy mắt thần hồn tan rã. Tuy rằng nhiều nhất tam tức thời gian, nhưng cũng không tồi, U Minh chỉ đối thượng tiên tôn trung kỳ hẳn là nhiều nhất không đến một tức, hậu kỳ nói, lại là lấy ta hiện tại thực lực không nắm chắc. Theo cái này Diêu Đại Hoa dứt lời, trên người quang mang chợt lóe, lại là hóa thành Dương Nghị Vân. Mà lúc này giữa sân bụi đất cũng tan đi. Bên ngoài mấy trăm danh ở ngoài mọi người chỉ nhìn đến Dương Nghị Vân một người đứng ở giữa sân, xa giếng thiên còn lại là ngã xuống trên mặt đất, nơi xa Diêu Đại Hoa như cũ ghé vào tại chỗ, căn bản không nhúc nhích quá thân. Một hồi ai đều không có nghĩ đến, cũng kinh ngạc đến ngây người tròng mắt chiến đấu kết thúc. Ba cái tiên đế đại viên mãn, một cái tiên tôn, ba cái chết, một cái thương. Thương một cái là Diêu Đại Hoa, hắn là giao trì quản sự, Dương Nghị Vân xuống tay phía trước thay đổi chủ ý, nếu không cũng là một cái chết kết cục. Nhưng đối người vây xem tới nói, này đó đều không phải trọng điểm Dương Nghị Vân cái này tiên đế trung kỳ tu vi, trong nháy mắt tương đương làm phiên tứ đại cao thủ. Thấy thế nào đều là cảnh giới kém cách xa dưới tình huống, hoàn thành cái này không có khả năng hoàn thành hành động vĩ đại. Đối thượng tiên đế đại viên mãn liền không nói, tốt xấu Dương Nghị Vân là tiên đế trung kỳ, có thể vượt cấp khiêu chiến loại tình huống này ở tu sĩ thế giới cũng không phải không có, những cái đó thiên phú dị bẩm hạng người thường thường đều có thể làm được vượt cấp chiến đấu. Chính là tiên tôn không giống nhau a, tiên tôn chi cảnh là tiên giới tu luyện cảnh giới cao nhất, chẳng sợ xa giếng thiên là cái sơ cấp tiên tôn, kia cũng là tiên tôn, cũng không phải là vượt cấp là có thể vượt cấp. Nhưng nhẹ nhàng Dương Nghị Vân nằm trên mặt đất chính là xa giếng thiên. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, đặc biệt ở bụi đất phi dương hoàn cảnh hạ, kỳ thật mọi người đều không có nhìn đến xa giếng thiên là chết như thế nào, đã xảy ra chuyện gì. Dù sao bụi đất qua đi, giữa sân chỉ có Dương Nghị Vân lông tóc vô thương đứng ở, mà bên người nằm chính là xa giếng thiên thi thể. Kỳ thật từ đầu đến cuối tất cả mọi người không có thấy rõ ràng Dương Nghị Vân là như thế nào ra tay. Chỉ là ở ngay từ đầu liền nhìn đến hắn một chút biến mất, lúc sau đó là một cái tiếp theo một cái kêu thảm thiết vang lên. Dù sao một câu, Dương Nghị Vân sợ ngây người toàn trường. Xa giếng thiên mang đến phi tinh môn toàn quân hủy diệt. Ngay từ đầu kiêu ngạo vô cùng Diêu Đại Hoa bị thương nặng, lúc này lại là cả người đang run rẩy. Quỷ dị thủ đoạn, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, phong khinh vân đạm, Dương Nghị Vân suy diễn run lên nghiền áp. Từ giờ khắc này khởi ở đây mọi người nhớ kỹ Dương Nghị Vân tên này, nhớ kỹ hỗn loạn tiên vực vân môn tên. Viên quản sự cũng là bị khiếp sợ quá sức, hắn nghĩ tới Dương Nghị Vân cường hãn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cường hãn đến như thế nông nỗi, chuẩn xác mà nói là quỷ dị. Một hồi chém giết ở quỷ dị chung bắt đầu cũng ở quỷ dị chung kết thúc, bởi vì không thấy rõ Dương Nghị Vân là như thế nào ra tay. Đây là vô cùng quỷ dị. Viên quản sự ở phản ánh lại đây lúc sau. Nhìn xem một bên quỳ dạp trên mặt đất vẻ mặt hoảng sợ Diêu Đại Hoa tâm quả thực bạo sảng, khẩu khí này rốt cuộc ra tới, có loại dương mi thổ khí cảm giác vô cùng tốt đẹp. Đương nhiên viên quản sự biết này hết thảy đều là Dương Nghị Vân cái này chủ nhân cho hắn, trong lòng cũng minh bạch Dương Nghị Vân lần này ra tay, cũng là vì hắn hết giận. Tục ngữ nói, đánh chó đổi xem chủ nhân, hiện tại viên quản sự minh bạch chính là đạo lý này. Đương nhiên hắn bị Dương Nghị Vân khống chế sự tự nhiên là không thể nói càng không thể làm hắn người ngoài biết đến, bất quá không sao cả, hắn nhận mệnh, đích xác chính như Diêu Đại Hoa phía trước đối hắn khiêu khích coi rẻ các loại khinh thường, đích xác hắn kỳ thật ở giao chỉ 72 lộ quản sự chung là nhất uất ức cái loại này, nếu không phải cũng sẽ không ra tới tiếp đãi lai khách. Giao chỉ 72 lộ quản sự một nửa là ngoại môn quản sự, giống nhau là nội môn quản sự, chỉ có địa vị không cao. Tu vi không cao hỗn thảm mới ra tới làm tiếp đãi việc. Diêu Đại Hoa trước kia cũng là ngoại môn quản sự cùng hắn không sai biệt nhiều, chẳng qua khoảng thời gian trước tu vi tinh tiến một bước, trở thành nội môn quản sự, hai người trước kia liền không đối phó, Diêu Đại Hoa trở thành nội môn quản sự lúc sau liền càng thêm ở trước mặt hắn kiêu ngạo ương ngạnh. Viên quản sự thực khí, nhưng không có biện pháp, nội môn quản sự liền phải so với hắn thân phận địa vị thượng mạnh hơn một đường, vì thế viên quản sự vẫn luôn ở chịu đựng. Không đành lòng cũng không có biện pháp. Hiện giờ nhìn đến Dương Nghị Vân đem Diêu Đại Hoa cấp làm nằm sấp xuống, viên quản sự trong lòng miễn bàn nhiều sảng, nghĩ tuy rằng bị Dương Nghị Vân thao tác sinh tử, nhưng chỉ cần hắn hảo hảo hiệu lực cũng là cái không tồi lựa chọn, ít nhất so với hắn ở giao trì hiện trạng cường.
Giờ khắc này nhìn Dương Nghị Vân này một phần chiến tích, viên quản sự nội tâm toát ra một cái mãnh liệt cảm giác, hắn cảm giác chính mình về sau đi theo Dương Nghị Vân, khả năng sẽ cất cánh. Tuy rằng là một loại cảm giác, nhưng lại rất mãnh liệt. Nháy mắt viên quản sự làm ra quyết định, mặc kệ Dương Nghị Vân có hay không khống chế hắn sinh tử, khăng khăng một mực đi theo hắn đi, hắn ở giao chỉ tu luyện thượng vạn năm, nhưng vẫn quá thực áp lực, tu vi ở bình cảnh kỳ, cũng vây mấy ngàn năm, ở như vậy đi xuống hắn cảm giác chính mình đại đạo liền xong rồi. Hiện giờ viên quản sự từ Dương Nghị Vân trên người thấy được hy vọng. Nhìn đến hắn có thể bước vào tiên tôn hy vọng, dù sao hắn biết ở giao chỉ hắn là vĩnh viễn không cơ hội bước vào tiên tôn chi cảnh. Tôn cấp sở hữu tiên nhân đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Nghĩ đến đây viên quản sự ánh mắt vô cùng dám định lên, giờ phút này bên ngoài vây xem rất nhiều người, tuy rằng trận chiến đấu này là Dương Nghị Vân cùng Sa Giếng Thiên một phương tự nguyện, nhưng viên quản sự lo lắng khó tránh khỏi có chuyện tốt người, đem sự tình lộng đại, đến lúc đó đối Dương Nghị Vân bất lợi. Hắn hiện tại đoán được Dương Nghị Vân muốn tìm kiếm kia mấy người phụ nhân, vô cùng có khả năng là Dương Nghị Vân chính mình nữ nhân, tương lai có khả năng là hắn chủ mẫu. Mà hiện tại còn không biết bị nhị trưởng lão giam giữ ở địa phương nào, Dương Nghị Vân tính toán là âm thầm tìm kiếm, có thể không kinh động giao chỉ cao tầng liền không kinh động. Hắn đứng ở Dương Nghị Vân góc độ suy xét, tự nhiên là làm này đó xem náo nhiệt người tan đi, sự tình đừng mở rộng liền hảo. Hít sâu một hơi, lấy giao chỉ quản sự thân phận chạm đi ra ngoài đối với bốn phía xem náo nhiệt nhân đạo, chư vị thắng bại đã phân, kế tiếp sự ta cái này giao chỉ quản sự sẽ xử lý, đại gia tan đi. Viên quản sự tốt xấu là giao trì quản sự, hắn vừa nói lời nói mọi người đều lần lượt tan đi, bất quá Dương Nghị Vân tên lại là trở thành bọn họ trong miệng đứng đầu giao lưu đối tượng. Chờ bốn phía người tan đi sau, viên quản sự mang theo kính sợ chi ý tiến lên đến Dương Nghị Vân bên người nói, chủ nhân chúng ta di giá tiểu viện lại thương nghị mặt khác sự đi, tận lực không làm cho giao trì cao tầng chú ý cho thỏa đáng. Dương Nghị Vân nhìn giống nhau viên quản sự, cảm giác viên quản sự cùng phía trước có chút không giống nhau. Chẳng qua kia không giống nhau hắn không thấy ra tới, nhưng là trong lòng cảm thấy cái này lão tiểu tử hiện tại có thể tín nhiệm. Quét tước chiến trường giao cho ngươi Dương Nghị Vân đối viên quản sự nhàn nhạt phân phó một câu, xoay người rời đi. Là, chủ nhân viên quản sự đại hỉ, hắn biết Dương Nghị Vân cũng ở thời điểm này bắt đầu tín nhiệm hắn. Ngay sau đó Dương Nghị Vân không có trực tiếp đi hướng tiểu viện, mà là đi tới Diêu Đại Hoa bên người nhàn nhạt nói, không muốn chết cùng ta tới. Dứt lời xem đều không xem giống nhau Diêu Đại Hoa trực tiếp đi vào tiểu viện. Diêu Đại Hoa cả người run lên, đối với Dương Nghị Vân những lời này tức khắc lý giải, phía trước hắn bị thương lúc sau liền cảm giác thần hồn bên trong nhiều ra một đạo phù văn, hắn cảm thụ chung này đạo phù văn có thể muốn hắn mệnh, còn nghĩ là chuyện như thế nào thời điểm, Dương Nghị Vân những lời này xem như cho hắn vạch trần đáp án. Diêu Đại Hoa biết đến sinh tử khống chế ở Dương Nghị Vân trong tay. Không dám nhiều lời một câu lôi kéo đầu đi theo Dương Nghị Vân phía sau đi vào tiểu viện. Dương Nghị Vân phía trước cùng Sa Giếng Thiên một phương giao thủ, căn bản là không thấy rõ là như thế nào sẽ là, Sa Giếng Thiên sư huynh đệ ba người bao gồm những cái đó phi tinh môn đệ tử liền toàn quân hủy diệt, đây là kiểu gì thủ đoạn hắn đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra được. Dù sao biết đầu sỏ gây tội chính là Dương Nghị Vân, hiện tại hắn chỉ cầu Dương Nghị Vân đừng giết hắn. Tiểu viện thực độc đáo. Dương Nghị Vân trực tiếp mang theo cổ kiếm Hồng Y Điêu Nhi tiến vào đại sảnh vào ở. Diêu Đại Hoa cùng viên quản sự trước sau đi vào. Bùm! Diêu Đại Hoa trực tiếp quỳ xuống ở Dương Nghị Vân trước mặt, run giọng nói, cầu đạo hữu khai ân, phía trước là ta Diêu Đại Hoa có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh đạo hữu khai ân lưu ta một cái mạng chó. Hỗn trướng, đạo hữu cũng là ngươi kêu, kêu chủ thượng hiểu sao, ngươi sinh tử liền ở chủ thượng nhất niệm chi gian, còn không rõ sao. Viên quản sự hướng về phía Diêu Đại Hoa quát lớn, lúc này hắn trong lòng lần sảng. Từ khi nào hắn đều là bị cái này Diêu Đại Hoa quát lớn, hôm nay phong thủy thay phiên xoay, cảm giác phi thường hảo, quát lớn xong Diêu Đại Hoa viên quản sự trộm nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân, thấy Dương Nghị Vân không như thế nào tức giận bộ dáng, hắn trong lòng sửa đúng. Mà đối với Dương Nghị Vân tới nói cũng vừa lúc yêu cầu viên quản sự tới nói cho Diêu Đại Hoa nhận rõ tình huống. Hắn nếu muốn ở giao trì làm sự tình, vậy yêu cầu một ít giao trì người hiệu lực, cái này Diêu Đại Hoa lớn nhỏ là cái quản sự cũng là tiên đế đại viên mãn đỉnh tu vi, dùng sinh tử phù khống chế hắn hiệu lực cũng là cái không tồi lựa chọn. Một cái khác đào rỗng giao trì ý tưởng cũng ở hắn trong óc hình thành. Ngay ngắn sinh tử phù có thể khống chế người, vậy thử xem có thể khống chế nhiều ít giao trì người,
72 lộ quản sự, 36 phong phong chủ đều là không tồi lựa chọn. Cũng không biết sinh tử phù có thể hay không khống chế tiên tôn hậu kỳ tiên nhân. Dù sao tiên tôn hậu kỳ một chút, hắn có nắm chắc ở phối hợp thích đáng dưới tình huống khống chế chủ. Trọng điểm là phối hợp này một vòng, trước mắt bên người có hai cái giao chỉ quản sự chính là tốt bắt đầu. Nhìn Diêu Đại Hoa Dương Nghị Vân nhàn nhạt nói, đứng lên đi, hảo hảo làm việc, ta lưu tánh mạng của ngươi, nếu không một niệm dưới làm ngươi hồn phi phách tán, điểm này ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Là, đa tạ chủ thượng không giết tri ân, yêu cầu ta Diêu Đại Hoa làm cái gì, chủ thượng cứ việc mở miệng, thuộc hạ tan xương nát thịt sẽ không tiếc. Diêu Đại Hoa là cái đầu óc linh hoạt tiểu nhân, trong nháy mắt liền thấy rõ tình thế, thuận cột nói ra một phen lời nói. Đích xác ngừng ở Dương Nghị Vân trong tai thực chịu nghe. Cũng không vô nghĩa trực tiếp đối Diêu Đại Hoa cùng viên quản sự phân phó nói, đem các ngươi lẫn nhau đều nhận thức giao chỉ quản sự cho ta mang đến, ta yêu cầu bọn họ hiệu lực, nhưng minh bạch như thế nào làm? Thuộc hạ minh bạch, người sau hai người đồng thanh trả lời. Đi thôi, hiện tại liền bắt đầu thực thi, giao chỉ 72 lộ quản sự, đều là các ngươi muốn mang đến thấy ta đối tượng. Dương Nghị Vân vẫy vẫy tay ý bảo hai người đi xuống. Là chủ thượng. Hừ. Diêu Đại Hoa hiện giờ cũng thành Dương Nghị Vân nô bộc, cùng viên quản sự có cạnh tranh. Hai người cáo lui đi ra ngoài, lẫn nhau hừ lạnh rời đi, ẩn ẩn có phân cao thấp chi ý. Chờ hai người sau khi rời khỏi đây, Cổ Kiếm có chút lo lắng nói, đại nhân này hai người đi ra ngoài có thể hay không? Cổ Kiếm nói còn chưa dứt lời, nhưng Dương Nghị Vân lại biết Cổ Kiếm lo lắng ý tứ, Diêu Đại Hoa cùng viên quản sự có thể hay không phản bội vấn đề. Xua xua tay nói, đừng nói khống chế hai cái tiên đế đại viên mãn, chính là tiên tôn ta cũng có thủ đoạn làm cho bọn họ dễ bảo. Ân, mới vừa nói xong Dương Nghị Vân mày nhăn lại, ngay sau đó đối Cổ Kiếm cùng Hồng Y nói, các ngươi đi viện ngoại thủ, đừng làm cho người tiến vào. Cổ Kiếm cùng Hồng Y cũng không hỏi nhiều, đi ra ngoài. Chờ hai người đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng sau, đại sảnh bạch quang chợt lóe lại là Tuyết Miêu đã trở lại. Tuyết Miêu nhưng có tìm được các nàng. Dương Nghị Vân nhìn đến Tuyết Miêu không bao giờ bình tĩnh. Hồi bẩm chủ nhân tìm được vài vị chủ mẫu giam giữ nơi, chỉ là... Tuyết Miêu có chút chần chờ chưa nói đi xuống. Có cái gì nói thẳng, Dương Nghị Vân trong lòng thấp thỏm trầm giọng nói. Tuyết Miêu lúc này mới mở miệng nói, thuộc hạ vô năng vô pháp mở ra chư vị chủ mẫu giam giữ nơi kết giới, cùng độc cô ảnh chạm qua mặt, đã vận dụng một người mật thám, biết được vài vị chủ mẫu bị giam giữ ở giao trì chủ phong nhị trưởng lão nơi Hoa Sen Cung. Đúng rồi, giao trì nhị trưởng lão đạo hào Hoa Sen, nhân xưng Hoa Sen tiên mẫu. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, ta xem là Bạch Liên Hoa đi. Chủ nhân như thế nào Bạch Liên Hoa? Tuyết Miêu sửng sốt hỏi. Không có việc gì, người tiếp tục nói. Dương mẫu nhân đỡ chán. Vô pháp cấp Tuyết Miêu phổ cập khoa học cái gì là Bạch Liên Hoa. Chỉ nghe Tuyết Miêu tiếp tục nói, Hoa Sen cung cung điện dưới có một cái địa quật, vài vị chủ mẫu liền giam giữ ở bên trong. Nhưng cả tòa Hoa Sen cung cung điện vốn chính là một kiện pháp bảo đại trận, địa quật phía trên lại là Hoa Sen chủ cung nơi, cũng là nhị trưởng lão Hoa Sen tiên mẫu tu luyện nơi. Trừ bỏ này đó ở ngoài, nhập khẩu Hoa Sen tiên mẫu thân tự bày ra cấm, với cả tòa Hoa Sen cung hợp nhất, lực lượng của ta căn bản mở không ra, đừng nói ta, liền tính là tới một cái tiên tôn đánh đỉnh phỏng chừng cũng mở không ra, hơn nữa chỉ cần có dị động chỉnh Hoa Sen tiên mẫu tất nhiên sẽ trước tiên biết. Cho nên mạnh mẽ mở ra địa quật con đường này không thể thực hiện được. Nghe xong Tuyết Miêu giảng thuật, Dương Nghị Vân mày càng ngày càng thâm. Tìm ngươi nói như vậy đừng nghĩ cứu ra các nàng. Tuyết Miêu nhìn Dương Nghị Vân mở miệng nói, chủ nhân cũng không phải không có biện pháp, mật thám nói nửa năm sau giao trì đại hội, Hoa Sen tiên mẫu sẽ đem vài vị chủ mẫu thả ra, nếu kế hoạch thích đáng, chúng ta liền tại đây một ngày hành động đương có thể cứu ra chư vị chủ mẫu. Ngươi nhưng có cái gì kế hoạch? Dương Nghị Vân nghe ra tới Tuyết Miêu đã ở bắt đầu mưu hoa. Quả nhiên chỉ nghe Tuyết Miêu trả lời, theo mật thám nói, Hoa Sen mẫu dưới tòa có một người tâm phúc đệ tử, cũng là duy nhất một cái có thể đi vào Hoa Sen chủ điện người. Giao chỉ đại hội kia một ngày nhị trưởng lão Hoa Sen tiên mẫu tất nhiên là muốn chỗ ngồi chủ nhà lên sân khấu, cũng là nàng cùng đại trưởng lão chi gian tranh đoạt giao chỉ chi chủ ngả bài một ngày, ngày này tin tưởng Hoa Sen tiên mẫu sẽ rất bận. Nhưng là vài vị chủ mẫu làm Hoa Sen tiên mẫu trong tay giao dịch, tuyệt đối sẽ không nhường ra đường rẽ, tất nhiên sẽ giao cho nàng tâm phúc đệ tử tạm giam. Hoa Sen tiên mẫu tên này tâm phúc đệ tử đến lúc đó tất nhiên sẽ nắm giữ Hoa Sen cung đại trận, chúng ta đối phó Hoa Sen tiên mẫu có khó khăn,
nhưng là đối phó nàng đệ tử có nắm chắc, chỉ cần đến lúc đó bắt lấy hoa sen tiên mẫu tâm phúc đệ tử, tất nhiên là có thể mở ra địa quật cứu ra vài vị chủ mẫu. Dương Nghị Vân nghe Tuyết Miêu nói chuyện, tuy rằng có chút vòng, nhưng cơ bản nghe hiểu, trong lòng cũng có ý nghĩ, dù sao dựa theo Tuyết Miêu cách nói, nửa năm sau giao chỉ đại hội hết sức, chính là nghĩ cách cứu viện mấy người phụ nhân tốt nhất thời cơ. Mặc kệ ngày đó một có thể hay không bắt lấy hoa sen tiên mẫu tên này tâm phúc đệ tử, nào một ngày hoa sen tiên mẫu tất nhiên sẽ rời đi hoa sen cung, đến lúc đó liền có rất lớn cơ hội. Chủ yếu là hoa sen cung là một kiện pháp bảo chủ nhân chính là hoa sen tiên mẫu, có hoa sen tiên mẫu tỏa trấn hoa sen cung điện, phòng ngự các phương diện đều là mạnh nhất. Nhưng chỉ cần hoa sen tiên mẫu rời đi hoa sen cung, đem thao tác hoa sen cung đại trận quyền lực giao cho tâm phúc đệ tử, uy lực tất nhiên là muốn yếu bớt, dựa theo Tuyết Miêu cách nói đây là cơ hội. Dương Nghị Vân cũng cảm thấy chỉ có thể như thế, liền dựa theo Tuyết Miêu nói làm, đến lúc đó hắn cũng chính mình chủ ý, cùng Tuyết Miêu liên hợp lại, một minh một ám. Nửa năm thời gian đối tiên nhân tới nói, cũng chính là đánh cái ngủ gật thời gian mà thôi. Trầm ngâm một hồi hỏi Tuyết Miêu nói, hoa sen tiên mẫu cái kia tâm phúc đệ tử cái gì tu vi? Nhưng có nắm chắc bắt lấy. Tiên tôn hậu kỳ, có nắm chắc bắt lấy, ta đã làm độc cô ảnh đi triệu tập chúng ta vân môn ám dạ điện sở hữu sát thủ tập hợp giao trì. Ngày này tất nhiên sẽ là một hồi trận đánh ác liệt đánh, trước mắt sát thủ giải rác ở tiên giới các nơi. Chủ nhân ngươi phía trước nhìn đến kia 100 tiên đế chỉ là hỗn loạn tiên thành một bộ phận mà thôi. Trên thực tế những năm gần đây ta cùng độc cô ảnh bố cục toàn bộ tiên giới, tuy rằng còn không có hoàn toàn hoàn thành bố cục, nhưng cũng không sai biệt lắm, các nơi sát thủ thêm lên. Có 3.000 tiên đế, trong đó có ước 50 tiên tôn, chỉ cần nửa năm nội tập kết đúng chỗ, chúng ta chính là chống chọi giao chỉ cũng là có liều mạng chi lực. Tuyết Miêu trả lời nói. Dương Nghị Vân có chút kinh ngạc nói, nhiều như vậy. 3.000 tiên đế, còn có 50 tiên tôn, tất cả đều là các người bồi dưỡng ra tới sát thủ. Toàn bộ độc cô ra nhưng không nhiều như vậy cao thủ bồi dưỡng đi. Tuyết Miêu trả lời, chủ nhân kỳ thật sát thủ chi đạo, ẩn nấp chi đạo là một cái đại đạo, hơn nữa độc cô ảnh đích xác có một bộ bồi dưỡng hấp thu phương diện này nhân tài biện pháp, hấp dẫn ngoại giới người gia nhập tiến vào cũng không khó. Chúng ta chỉ là cấp ra một cái ngôi cao, thả ra ẩn nấp chi đạo phương pháp tu luyện. Cấp ra sát thủ chi đạo tín ngưỡng, như thế liền hấp dẫn 3.000 tiên đế, 50 tiên tôn gia nhập chúng ta ám dạ điện, phóng nhãn toàn bộ tiên giới sát thủ chi đạo kỳ thật điểm này người gần là muối bỏ biển, lại có ngàn năm, ta vân môn ám dạ điện sát thủ cùng tình báo nhân viên, lại phiên gấp 10 lần đều có khả năng. Dương Nghị Vân nghe được chừng lớn đôi mắt, nếu thật dựa theo Tuyết Miêu nói như thế, kia Tuyết Miêu cùng độc cô ảnh thật đúng là chính là nhân tài. Hảo, chuyện này ngươi tự mình đi làm đi. Ta cũng không nhúng tay, ngươi cùng độc cô ảnh đi một đường, ta bên này tự do an bài, thời gian liền định ở giao trì đại hội thượng, ngày này mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới đều cần thiết đem các nàng cho ta an toàn cứu ra. Dương Nghị Vân này xem như cấp Tuyết Miêu hạ tử mệnh lệnh. Chủ nhân yên tâm thuộc hạ tự do bố trí, nhất định có thể đem chư vị chủ mẫu an toàn cứu ra. Tuyết Miêu cũng đánh cam đoan. Đi thôi, có chuyện gì tùy thời hội báo, Nga đúng rồi, độc cô ảnh nếu đi tập kết sát thủ. Đến lúc đó bọn họ như thế nào tiến vào giao trì? Dương Nghị Vân đột nhiên nhớ tới vấn đề này tới. Tuyết Miêu ha hả cười nói, chủ nhân yên tâm, làm sát thủ nếu là bọn họ liền giao trì đại môn đều vào không được, kia bọn họ liền không bồi làm ta Tuyết Miêu thủ hạ sát thủ, đến lúc đó ta sẽ thân thủ diệt bọn hắn. Tại đây giao trì đại hội sắp tới, khắp nơi tiên môn thế lực đều đem hội tụ giao trì, kỳ thật tiến vào giao trì cũng không khó, chủ nhân yên tâm đó là... Dương Nghị Vân nghe Tuyết Miêu đằng đằng sát khí nói chuyện tràn ngập tự tin, cũng là một trận hàn ý, hắn cảm giác Tuyết Miêu thật sự thích hợp làm một sát thủ thống soái. Dù sao yên tâm, nếu giao cho Tuyết Miêu tự hành xuất xử lý, hắn cũng liền không khoa tay múa chân, miễn cho ngược lại làm trở ngại chứ không giúp gì. Chờ Tuyết Miêu rời đi sau, Dương Nghị Vân ngồi xuống bắt đầu trầm tư kế hoạch của hắn. Đầu tiên hắn làm Diêu Đại Hoa cùng viên quản sự đi lừa dối bọn họ hai người quen thuộc quản sự tiến đến. Đến lúc đó liền dùng sinh tử phù khống chế, nếu có thể đem 72 lộ giao chỉ quản sự toàn bộ bắt lấy, mục tiêu kế tiếp chính là giao chỉ 36 phong phong chủ, nửa năm trong vòng có thể khống chế nhiều ít tính nhiều ít. Chờ đến giao chỉ đại hội kia một ngày, khiến cho Tuyết Miêu cứu người, đến lúc đó chẳng sợ hoa sen tiên mẫu phát hiện, yêu cầu một hồi ngạnh chiến cũng không sợ, hắn bên này làm khống chế giao chỉ quản sự phong chủ phản bội, giao chỉ nội loạn, là có thể bám trụ hoa sen tiên mẫu. Liền tính là chiến đấu cũng không sợ, dù sao hắn trong lòng hận thấu giao trì,
chẳng sợ đem giao chỉ cái long trời lở đất cũng không tiếc. Kế tiếp thời gian Dương Nghị Vân tránh ở cái này tiểu viện, ở tiểu viện bày ra ngăn cách trận pháp, chờ đợi Diêu Đại Hoa cùng viên quản sự dẫn người tới cửa, bắt đầu rồi một hồi khống chế giao chỉ quản sự cùng 36 phong phong chủ mưu đồ. Một ngày lúc sau, Diêu Đại Hoa cái thứ nhất tiến đến, phía sau mang theo một người thanh niên, đồng dạng là tiên đế đại viên mãn, cũng không biết Diêu Đại Hoa là như thế nào lừa tới tên này thanh niên, dù sao vừa vào cửa chính là một bộ ngạo khí bộ dáng, vốn dĩ Dương Nghị Vân còn tưởng nói chuyện với nhau vài câu, nhưng nhìn đến đối phương vinh váo hống hống bộ dáng, trong lòng liền một trận chán ghét. Hắn phát hiện này đó giao trì người một đám lớn lớn bé bé đều ngạo khí tận trời, nhìn liền tới khí, tức khắc vô nghĩa cũng tỉnh, trực tiếp đối Hồng Y mở miệng, Hồng Y. Ngay sau đó Hồng Y xoát một chút ra tay, ầm vang một tiếng, tên này giao chỉ thanh niên chỉ là, hộc máu ngã xuống, Dương Nghị Vân phiên tay chi gian một đạo sinh tử phù đánh vào hắn thân thể. Thu phục thủ công, cái thứ ba giao chỉ quản sự khống chế nơi tay. Tiếp được Dương Nghị Vân đuổi ruồi bọ giống nhau, phất tay làm Diêu Đại Hoa mang đi ra ngoài, chỉ có một câu, tiếp tục mang giao chỉ quản sự tiến đến, tiếp thu hắn sinh tử phù. Lúc sau là viên quản sự tới. Tuy rằng so Diêu Đại Hoa muộn một ngày, mang viên quản sự trực tiếp mang đến hai gã giao chỉ quản sự, Dương Nghị Vân như pháp chế pháo, tiến vào sau trực tiếp đơn giản thô bạo làm Hồng Y chế phục, đánh vào sinh tử phù xong việc. Tiếp được thời gian trước sau như một, ba tháng sau, sở hữu giao chỉ quản sự đều bị Dương Mỗ Nhân khống chế ở trong tay, chân chính 72 danh tiên đế đại viên mãn, thả ra đi cũng là một cổ không nhỏ lực lượng, nhưng Dương Nghị Vân biết muốn ở giao chỉ đại hội thượng làm sự tình. Gần 72 lộ quản sự còn xa xa không đủ. Mục tiêu kế tiếp liền 36 phong phong chủ. Đối này Dương Nghị Vân muốn đích thân xuất kích, không có biện pháp 36 phong phong chủ là giao trì chỉ ở sau 9 đại trưởng lão tồn tại, muốn thực lực có thực lực muốn địa vị có địa vị, làm quản sự đi lừa dối một phong chi chủ tiến đến trên dưới tiểu viện tử thấy hắn một cái tiên đế, tự nhiên là không có khả năng, làm không hảo sẽ khiến cho người khác ngờ vực. Cho nên chỉ có thể là này đó quản sự dẫn hắn đi tiếp cận phong chủ, hắn tìm cơ hội xuống tay. Cái thứ nhất mục tiêu chính là viên quản sự người lãnh đạo trực tiếp, một vị tiên tôn lúc đầu tu vi phong chủ, xem như 36 phong phong chủ chung thực lực dựa sau một cái. Người này kêu với phong, dùng viên quản sự nói là cái lão sắc quỷ, liền ở tiểu viện trước thét dài phong. Thét dài phong thượng môn nhân đệ tử cơ bản đều là nữ tử, như là viên quản sự bực này quản sự dễ dàng bằng không đi lên. Với phong cũng không dễ dàng làm nam quản sự thượng thét giải phong, trừ phi có cái gì xinh đẹp nữ tử dẫn tiến mang lên đi, mới nhưng gặp mặt với phong. Như thế Dương Nghị Vân lắc mình biến hóa hóa thành một người mỹ diễm nữ tử, rồi sau đó làm Hồng Y cởi chiến giáp thay nữ trang, chuẩn bị trình diễn mỹ nhân kế thượng thét giải phong. Đáng giá nhắc tới chính là, nhưng Hồng Y thay nữ trang sau, Dương Mỗ Nhân ánh mắt đầu tiên nhìn lại đều sợ ngây người, nhịn không được nuốt nước miếng. Chính hắn dùng vạn vật thần thông hóa thân biến hóa nữ nhân, cũng có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, chính là cùng Hồng Y một so tức khắc liền ảm đạm không ánh sáng. Chủ yếu là Dương Mỗ Nhân biến hóa nữ tử phong cách là cái loại này phong nguyệt nữ tử, thực tao khí, mà Hồng Y còn lại là một tòa vô cùng hấp dẫn người băng sơn mỹ nhân, thuộc về cái loại này có thể gợi lên bất luận kẻ nào nội tâm dục vọng chủ nhân. Hoàn thành lúc sau viên quản sự đều nhìn không được nuốt nước miếng. Bị Dương Nghị Vân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái dọa thẳng xúc cổ cũng không dám nữa nhiều xem Hồng Y liếc mắt một cái. Ngay sau đó Dương Nghị Vân hỏi viên quản sự nói, như thế khả năng thượng thét dài phong thấy cái kia với phong. Viên quản sự vội vàng nói, có thể, quá có thể, với phong cái kia lão bất tử, nếu là nhìn đến chủ nhân ngài cùng Hồng Y cô nương thiên nhan tất nhiên đi vào khuôn khổ. Có thể còn nói nhảm cái gì, đi thôi. Đi gặp cái kia với phong phong chủ chỉ chớp mắt Dương Mỗ Nhân nói chuyện đã thay kiều mị giọng nữ, nghe chính hắn đều nhìn không được khởi nổi da gà, trong lòng cười khổ, không nghĩ tới có một ngày ta cũng nữ trang một hồi a. Thét dài phong đỉnh, kiến tạo một tòa quy mô không nhỏ cung điện, Dương Nghị Vân cẩn thận cảm thụ một chút, cả tòa cung điện cùng ngọn núi hòa hợp nhất thể, hình thành cường đại trận pháp. Điểm này cùng chính mình kiến tạo vân môn 108 phong không có sai biệt. Cũng thuyết minh lục bằng bân thiết kế lý niệm là không sai. Càng tin tưởng chờ vân môn xây dựng hoàn thành, phòng ngự các phương diện nhất định phải so giao trì cường. Trong lòng nghĩ sự này đó lung tung rối loạn sự tình thời điểm, viên quản sự đã tiến lên mà đi, đi vào thét dài cung điện đại môn cũng đừng hai cái tiên vương nữ tử ngăn lại. Viên quản sự cười làm lành nói, nhị ngoại tiên tử thỉnh cùng truyền một chút phong chủ đại nhân,
thuộc hạ tìm kiếm đến hai gã tuyệt sắc tiên tử đặc tới hiến cho phong chủ đại nhân. Chờ đi, trong đó một nữ tử nhàn nhạt nói xong, xoay người rời đi. Nghĩ đến là đi cùng truyền. Từ điểm này thượng xem, Dương Nghị Vân biết cái này Thét Dài Cung với phong ngồi xuống xem ra đều là cá mè một lứa, trong cửa đều là nữ tử, hơn nữa viên quản sự thuyết minh ý đổ đến, cũng không hỏi nhiều trực tiếp liền đi cùng truyền, nghĩ đến loại sự tình này không phải lần đầu tiên. Nhìn giống nhau mặt vô biểu tình Hồng Y, giờ phút này nàng Mỹ không gì sánh được, Dương Nghị Vân thật là có chút lo lắng Hồng Y sẽ bị tạp du. Truyền âm công đạo Hồng Y nói, Hồng Y đợi chút đi vào hành sự tùy theo hoàn cảnh, không thể có hại. Chủ nhân yên tâm. Hiện tại Hồng Y trừ bỏ còn không mở miệng nói chuyện ở ngoài, ý thức giao lưu hoàn toàn không có chướng ngại, cũng thành thục thực, cái này làm cho Dương Nghị Vân nhiều ít an tâm. Chỉ cần Hồng Y có thể có thành thục tư duy, là có thể ứng đối đột phát sự kiện. Bất quá trong lòng ngẫm lại kỳ thật cũng chính là một cái tiên tôn sơ cấp phong chủ, đảo cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Dựa theo viên quản sự cách nói, giao chỉ 36 phong phong chủ tu vi cũng không phải quản sự cái loại này thuần một sắc, có cao có thấp, tối cao phong chủ tu vi là tiên tôn hậu kỳ, 36 người chung chỉ có không đủ 10 cái người, đa số là tiên tôn sơ cấp tu vi. Hắn nghĩ đi bước một tới, trước từ mềm quả hồng nhất chính là, dù sao khoảng cách giao chỉ đại hội còn có một đoạn thời gian, có thể thu phục nhiều ít tính nhiều ít. Giao chỉ cũng dám lấy hắn nữ nhân làm giao dịch, này bút chướng Dương mẫu nhân ghi lại trong lòng, chuyện khác hảo thuyết, duy độc chuyện này không thể tha thứ, hắn một hai phải đừng giao chỉ cấp phá đổ không thể. Nói nhỏ là giao chỉ chảo hắn thê tử, nói lớn chính là đoạt thê chi hận. Đương nhiên nếu là lần này chính mình không biết không tới, mấy người phụ nhân đã bị giao chỉ nhị trưởng lão cấp tặng người. Nhưng chính là thật đánh thật đoạt thê chi hận. Viên bước ngọn núi chủ cho mời. Liền vào giờ phút này nữ tử xuất hiện, đối với viên quản sự nói chuyện. Ngôn ngữ chi gian căn bản là không đem viên bước sơn cái này tiên đế quản sự để vào mắt, chẳng sợ nữ tử là một giới tiên vương, nhưng cũng là phong chủ ngồi xuống tiên vương, tể tướng trước cửa tam phẩm quan nói chính là trông cửa nữ tử. Viên quản sự nghe nữ tử truyền lời, như cũ là hắc hắc cười làm lành nói lời cảm tạ. Đối với phía sau Dương Nghị Vân cùng Hồng Y ý bảo đuổi kịp đi, kỳ thật đi, viên quản sự trong lòng thực hỏa đại đại, nhưng lại không dám biểu hiện ra chút nào che kín, nhưng nội tâm lại hung hăng nói thầm nói, hai cái tiểu tiện nhân, trông cửa cầu mà thôi, ỷ vào phong chủ ngồi xuống người không đem ta viên người nào đó để vào mắt, hảo, cho ta chờ, chờ chủ nhân bắt lấy với phong cái kia lão sắc quỷ, xem lão tử như thế nào thu thập các ngươi. Dương Nghị Vân cảm giác được viên quản sự trong cơ thể sinh tử phù dao động. Thoáng tưởng tượng liền biết là chuyện như thế nào, trong lòng cười cười truyền âm nói, lão viên yên tâm, chờ bắt lấy với phong, đến lúc đó khiến cho với phong trực tiếp nghe lệnh với ngươi, tìm về ngươi tôn nghiêm. Đối với viên bước sơn Dương Nghị Vân kỳ thật ở trong lòng có thể cảm nhận được, hắn là thiệt tình thần phục với chính mình, điểm này sinh tử phù làm không được giả, cho nên ở thu phục 72 lộ quản sự chung hắn tín nhiệm nhất chính là viên bước sơn. Cứ việc hắn là 72 lộ quản sự chung lót đế một cái, cũng chút nào không ảnh hưởng Dương Nghị Vân coi trọng hắn. Bởi vì viên bước sơn trong lòng gần sát hắn, trung thành so cái gì đều quan trọng, mà đối với này đó thu phục quản sự, Dương Nghị Vân tuy rằng là dùng sinh tử phù mạnh mẽ thu phục, nhưng lại cũng không thể vẫn luôn chèn ép, cấp đại bổng thêm củ cải mới là vương đạo. Luôn là yêu cầu bồi dưỡng một cái tin được người tới thống lĩnh những người này, trước mắt viên bước sơn chính là hắn cảm nhận chung người được chọn. Nhìn ra được tới viên bước sơn ngày thường không thiếu chịu những người này khí, làm thuận nước dong thuyền mà thôi, là có thể làm viên bước sơn nỗi nhớ nhà, cớ sao mà không làm. Quả nhiên này một phương lời nói truyền âm nói ra, viên bước sơn cả người liền run rẩy lên, vội vàng kích động đáp lại, đa tạ chủ thượng, ta viên bước sơn có thể được chủ thượng yêu ái thật sự là kiếp trước đã tu luyện phúc khí, ngày sau nhất định vi chủ nhân máu chảy đầu rơi, tan xương nát thịt báo đáp chủ thượng ơn chi ngộ. Dương Nghị Vân lắc đầu ý bảo hắn đình chỉ, còn có người ngoài ở đây đâu. Nếu không có Thét Dài Phong hai nữ tử ở đây, hắn phỏng trừng viên bước sơn lúc này liền phải quỳ xuống bái tạ. Dù sao hiệu quả là chuẩn cơ MNR hảo, hắn rõ ràng cảm nhận được viên bước sơn trong cơ thể sinh tử phù truyền đến cảm xúc. Như thế một đường mà đi, ba người đi theo nữ tử đi vào Thét Dài Phong chủ điện. Đã đi liền nghe được liên tiếp cười duyên thanh, hơn nữa người còn không ít. Quả nhiên đi vào đại điện sau, Dương Nghị Vân thấy được ở trống trải đại điện chung, che kín màn lụa, tràn ngập một cổ mỹ chi vị, làm Dương Nghị Vân thẳng nhíu mày. Xuyên thấu qua màn lụa truyền đến thanh âm nhìn lại,
lại là mơ hồ nhìn thấy đại điện chung có một trương thật lớn giường, mặt trên 6 gã gần như trang xích quả nữ tử quay chung quanh ở một người nam tử bên người. Dương Nghị Vân vận khởi càn khôn chi mắt thấy đi, trong lòng chính là một tiếng ngọa tào. Lại thấy trên giường một người tuổi chừng 60 tao lão nhân, nằm tại bên người 6 gã mỹ nhan nữ tử trung gian, dở trò, mà này đó nữ tử tự cấp lão giả thúi này uy rượu uy tiên quả. Cái gì là diễm phúc, này mẹ nó chính là diễm phúc. Tiểu gia ta cũng chưa như vậy chơi qua, thật mẹ nó sẽ chơi. Không cần hỏi lão giả thúi này chính là thét dài phong phong chủ với phong, giao chỉ 36 phong phong chủ chi nhất, thật là một người tiên tôn sơ cảnh. Giờ phút này Viên bước trên núi trước một bước khom người ôm quyền nói, thuộc hạ Viên bước sơn bái kiến phong chủ, hôm nay thủ hạ vơ vét tới lãnh hai gã tuyệt sắc nữ tử, đặc mang đến cấp phong chủ hưởng dụng. Ha ha ha, phong chủ tới sao, uống một chén. A nha phong chủ ngươi tốt xấu nga. Phong chủ, ha ha ha. Trống trải đại điện trung vang lên chính là từng đợt yêu mị làm nũng cùng với phong đắc ý tiếng cười to. Viên bước sơn nói chuyện xong sau, như cũ khom người chờ, không dám đứng dậy, có thể thấy được ngày thường, này những quản sự ở gặp mặt này đó phong chủ thời điểm là thực hèn mọn, bất quá cũng nói được qua đi, tiên đế thấy tiên tôn, bản thân liền có này thực lực cùng thân phận thượng chênh lệch, cũng khó trách như thế. Dương Nghị Vân thấy cái này lão bất tử nửa ngày không để ý tới người hắn trong lòng liền thượng hỏa. Muốn nhịn không được trực tiếp bùng nổ thời điểm, chỉ nghe với phong rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Tiểu tử ngươi có tâm ha hả, tuyệt sắc, bản tôn nhưng thật ra muốn nhìn có bao nhiêu tuyệt, ha ha. Hô, theo với phong già nua cười to lạc bế, trong đại điện lều lớn từng điều phiêu khởi, lộ ra màn lụa chung thật lớn giường. Giờ phút này Dương mẫu nhân nhìn trên giường với phong vần quanh tử 6 cái kinh hô xích quả nữ tử trung ương, nhìn với phong nhăn rúm gió mặt già, cảm giác một trận ghê tởm. Cũng mặc danh ghen ghét, lão vương bát thật mẹ nó sẽ hưởng phúc. Đồng thời lại đem lão thái tất lộ với phong ngồi thẳng thân mình, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn lại đây. Dương Nghị Vân nhìn đến cái này lão bất tử, xích quả nhìn quét hắn cùng hồng y, trong ánh mắt không chút nào che giấu dục vọng, đều làm hắn cả người khởi nổi da gà. Bất quá cũng có thể lý giải, hồng y liền không nói, bản thân chính là sao trời lộng lẫy nhan giá trị, mà hắn dùng vạn vật thần thông biến hóa yêu diễm dáng người cũng là không lầm. Cũng khó trách cái này lão bất tử thẳng lăng lăng xem, hai tròng mắt trung tinh quang lấp lánh, hắn giờ phút này cảnh giới áp chế ở tiên vương cấp bậc, mà hồng y còn lại là thoạt nhìn không hề pháp lực, như thế là có thể làm với phong thả lỏng cảnh giác, hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Ha ha ha, hảo hảo hảo, quả nhiên là mỹ nhân nhi, Viên bước sơn tiểu tử ngươi lần này làm việc không tồi, đi xuống đi, quay đầu lại bản tôn để bạt ngươi làm nội môn quản sự. Thấy được hồng y cùng Dương Nghị Vân biến hóa nữ tử sau. Với phong hưng phấn lên. Đang xem bên người trên giường 6 cái nữ tử, tức khắc cảm giác liền ảm đạm thất sắc, không kiên nhẫn phất tay nói, các người mấy cái đều lăn lăn lăn. Mấy người phụ nhân cũng không dám ngụy nghịch với phong, một đám bế lên quần áo đi xuống giường rời đi đại điện. Mà Viên bước sơn còn lại là lộ ra một bộ vui sướng bộ dáng, liên tục nói lời cảm tạ, lúc sau ở Dương Nghị Vân mịt mở ánh mắt hạ rời đi đại điện. Lúc này đại điện chung chỉ còn lại có Dương Nghị Vân cùng Hồng Y, đương nhiên còn có nửa trần trụi thân mình với phong. Dương Nghị Vân còn sợ hắn vạn vật thần thông biến hóa chi thân ở tiên tôn trong mắt nhìn ra cái gì sơ hở tới, một khai lo lắng, lúc này lại là yên tâm. Nhìn qua với gió nhẹ hào không có nhìn ra sơ hở. Hắc hắc hai vị mỹ nhân nhi, đến đây đi, lại đây bồi bản tôn uống rượu đi, ha ha ha. Theo với phong dứt lời. Bỗng nhiên đối với đại điện trung Dương Nghị Vân cùng Hồng Y cách không một chảo, ngay sau đó Dương Nghị Vân liền cảm thụ đại một cổ thật lớn hút xả chi lực cuốn tịch mà đến, cấp Hồng Y truyền âm nói, Hồng Y đừng phản kháng, chúng ta hai cái gần người lúc sau ở thu thập cái này lão bất tử. Kỳ thật Hồng Y thực ám kinh, chính là Dương Nghị Vân không chúc phúc nàng cũng không phản kháng, rất nhiều thời điểm đều là nghe Dương Nghị Vân hạ lệnh. Lúc này hai người không có chút nào phản kháng, bị với phong cách không bắt được thật lớn truyền đường thượng. Ai nha Dương mẫu nhân mang theo ý cười rất phối hợp nũng nịu ai nha một tiếng. Thanh âm thực mềm mại, nghe chính hắn đều khởi nổi da gà. Nhưng với phong lão giả thúi này lại hưng phấn lên, duỗi ra tay lại là tả hữu vây quanh, đem Dương Nghị Vân cùng Hồng Y ôm ở trong lòng ngực. Hắc hắc quả nhiên là tuyệt sắc mỹ nhân a, đến đây đi. Hai cái tiểu mỹ nhân. Cười gian chung đối với Hồng Y hôn qua đi, mà Hồng Y còn lại là bản năng né tránh, này tao lão nhân cũng không tức giận. Ngược lại cười hắc hắc, nghịch ngợm, bản tôn thích.
Nói Lạc nhếch lên môi lại đối với Dương Nghị Vân hóa thân nữ tử hôn qua đi, giờ phút này Dương mẫu nhân cười lạnh lên, nương bị cái này tao lão nhân vây quanh, Dương Nghị Vân trong tay sinh tử phù chuẩn bị tốt, đối với Hồng Y hạ lệnh, Hồng Y chính là hiện tại. Đã sớm chuẩn bị tốt Hồng Y bỗng nhiên một quyền ở chỗ phong phía sau lưng. Oanh! Hoa! Với phong hoa một chút hộc máu, trực tiếp ghé vào trên giường. Cùng thời gian Dương Nghị Vân một tay vỗ vào với phong đầu sinh tử phù nháy mắt đánh vào với phong trong cơ thể. Hắn xuống tay cũng trọng một chưởng dưới, cũng là cố ý vì này, trực tiếp chụp hôn mê với phong. Hồ Thu Phục kết thúc công việc, nói chuyện chi gian Dương Nghị Vân khôi phục bản tôn bộ mặt. Rồi sau đó vẻ mặt ghê tởm đi xuống giường. Hồng Y cũng trên người đỏ ửng chợt lóe cũng khôi phục Hồng Y chiến giáp. Dương Nghị Vân hướng về phía với phong phi một ngụm. Vung tay lên với phong thức tỉnh, trong tầm mắt hai cái tuyệt sắc không thấy, trong tầm mắt xuất hiện một người đầu bạc thanh niên cùng Hồng Y chiến giáp mang theo mặt nạ người. Theo bản năng nói, các ngươi là ai? Nói chuyện chung toàn thân pháp lực hơi thở đã bạo phát ra tới, lúc này mới phản ứng lại đây hắn là nói. Dương Nghị Vân lại là hừ lạnh một tiếng, còn không dưới quỷ dẫn động với phong trong cơ thể sinh tử phù. A! À, ngay sau đó với phong kêu thảm thiết lên, thân mình trực tiếp cuốn xúc. Vài phút Dương mẫu nhân nhìn chân bát chéo ngồi ở thét dài phong đại điện thuộc về với phong phong chủ trên bảo tọa, phía dưới quỷ với đầu gió xưng chủ thượng. Cái thứ nhất tiên tôn cấp bậc phong chủ bắt lấy. Đến tận đây Dương mẫu nhân bắt đầu rồi chinh phục mặt khác phong chủ chi lộ. Như pháp chế pháo, bởi vì phong dẫn dắt trước từ quen thuộc phong chủ xuống tay, một đường thế như trẻ tre mà đi, hơn 2 tháng sau, giao chỉ thứ 36 vị phong chủ toàn bộ bắt lấy. Đương làm ở thu trong đó mấy cái tiên tôn hậu kỳ thời điểm, đụng phải phản kháng, rốt cuộc tu vi đặt ở nơi đó, tính cảnh giác cũng cao, chính là Dương mẫu nhân hơn nữa Hồng Y phía sau còn đi theo một đám phong chủ, phản kháng hậu quả sẽ chỉ là một đốn thảm thiết đòn hiểm, cuối cùng ngoan ngoãn thần phục, sinh tử phù từng cái đánh vào bọn họ trong cơ thể, sinh tử khống chế ở Dương mẫu nhân trong tay. Không có một cái dám không phục, mấy cái thứ đầu ngay từ đầu còn phản kháng. Kết quả Dương mẫu nhân dẫn động sinh tử phù liền thành chết đi sống lại, như chết cẩu giống nhau nằm ở trên mặt đất, muốn nhiều ngoan sẽ có nhiều ngoan. 72 lộ quản sự, 36 phong phong chủ toàn tẫn nắm giữ ở trong tay. Đến tận đây giao trì trung gian lực lượng bị Dương mẫu nhân tan rã. Đã tương đương làm giao trì thương cấp căn bản, đã không có này đó trung gian lực lượng, giao trì tương đương liền dư lại một ít cấp thấp đệ tử cùng 9 đại trưởng lão, hơn nữa 36 phong phong chủ. 72 lộ quản sự trung tự nhiên không thiếu một ít tinh anh đệ tử, đi đến thời điểm thế tất còn sẽ mang đi một bộ phận. Hoàn toàn có thể tan rã giao trì. Không có này đó trung gian lực lượng, giao trì ít nhất muốn gần vạn năm mới có thể hoãn quá mức tới. Dương mẫu nhân này nhất chiêu không nói muốn mệnh, nhưng cũng không sai biệt lắm. Tính tính thời gian còn có mấy ngày chính là giao trì đại hội, hiện giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, Dương Nghị Vân cấp này đó phong chủ quản sự mệnh lệnh là. Chờ hắn một tiếng hiệu lệnh, liền đại náo giao trì. Đương nhiên Dương Nghị Vân như thế kỳ thật chủ yếu là nghĩ phối hợp Tuyết Miêu hành sự, Tuyết Miêu bên kia đi cứu mấy người phụ nhân, giao trì nếu là nội loạn nói, là có thể kiềm chế nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu. Nếu có khả năng có cơ hội Dương Nghị Vân còn nghĩ xử lý nhị trưởng lão cái này Bạch Liên Hoa, khi dễ hắn nữ nhân chuyện này không để yên. Đáng tiếc đối phương là tiên tôn đỉnh, dựa theo viên quản sự cách nói. Nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão đều là toàn bộ giao trì cường đại nhất tồn tại, cũng là tu luyện tới rồi đỉnh lão quái vật. Bất quá Dương Nghị Vân biết đồng dạng cảnh giới chung, tự nhiên còn có cao thấp chi phân, tỉ như thiên phú thần thông gì đó, còn có phong hào cường giả chờ. Cho nên tương đồng cảnh giới không nhất định liền cường đại vô biên, cũng có tầm thường hạng người tồn tại. Dù sao đối nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu Dương Nghị Vân là hận thấu, hắn xem tình huống, chỉ cần có khả năng quá, nhất định tấu nàng. Chỉ chớp mắt giao trì đại hội nhật tử đã đến. Ngày này Dương Nghị Vân hóa thân một người cao giai phong chủ, tiến vào chủ phong. Bên người như cũng đi theo Hồng Y cùng Điêu Nhi, đến nỗi cổ kiếm còn lại là cùng viên quản sự ở bên nhau, Dương Nghị Vân công đạo bọn họ một chút sự tình. Đương nhiên vì không làm cho người chú ý hắn đem Hồng Y cùng Điêu Nhi thu vào càn khôn hồ không gian. Vạn vật thần thông thần kỳ chỗ, hiện tại có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Hắn dựa vào vạn vật thần thông biến hóa mọi việc đều thuận lợi thu phục vài cái phong chủ, lúc này hóa thành trong đó một vị nữ tính phong chủ đi trước Hoa Sen Cung là đi tìm hiểu tình huống. Nguyên bản kỳ thật hắn nghĩ tới trực tiếp hóa thành nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu bộ dáng,
nhưng hoa sen cung trận pháp cấm là hoa sen tiên mẫu khống chế pháp thuật, có thể biến hóa bề ngoài, biến không ra pháp thuật cứu người, làm không hảo ngược lại rút dây động rừng. Như thế Dương Nghị Vân hiện tại chỉ có thể đi xem tình huống, Tuyết Miêu này nửa năm qua đều không có tình huống, hắn cũng trong lòng sốt ruột. Mà hôm nay còn lại là giao chỉ đại hội mở ra nhật tử, Dương Nghị Vân nghe được phong chủ tới báo, hôm nay giao chỉ các đại trưởng lão đều sẽ hội tụ ở giao chỉ đại điện, chờ một ít siêu cấp đại tông người tiến đến, đây là lễ tiết. Hơn nữa nhị trưởng lão phải đồ mưu giao chỉ chi chủ chi vị, trong đó còn cần sao băng điện người duy trì, có sao băng điện người ở, mặt khác tông môn người đảo cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể đi theo làm chứng kiến. Dù sao hôm nay mở ra giao chỉ đại hội, sẽ liên tục 3 ngày, này 3 ngày nhị trưởng lão tất nhiên là rất bận, sẽ không ở Hoa Sen Cung trong vòng. Cho nên Dương Nghị Vân thừa dịp thời gian này đi trước Hoa Sen Cung, muốn đem mấy người phụ nhân liền ra tới Tuyết Miêu bên kia không truyền đến tin tức, nhưng hắn lại chờ không được. Lớn nhỏ tông môn người đã bắt đầu lục tục bị mang vào giao trì chủ phong, Dương Nghị Vân thật là xen lẫn trong đám người, trực tiếp đi trước Hoa Sen Cung. Mặt khác việc như có yêu cầu hắn sẽ đưa tin cấp viên quản sự dẫn dắt 72 lộ quản sự cùng 36 phong phong chủ nháo sự. Nhoáng lên Dương Nghị Vân đi tới Hoa Sen Phong, hôm nay tuy rằng là giao trì đại hội, rất nhiều muốn ăn đệ tử đều sẽ đi chủ phong tham gia giao trì đại hội, nhưng Hoa Sen Cung tự nhiên không thể thiếu trông coi người. Hắn hiện giờ là hóa thân một người nữ tính phong chủ thân phận, tên này kêu Triệu Hiểu Vũ phong chủ, cũng là Hoa Sen Cung nhị trưởng lão ngồi xuống đệ tử khách quen. Vừa xuất hiện hai gã Hoa Sen Cung đệ tử cười hành lễ, gặp qua Triệu phong chủ, hôm nay giao chỉ đại hội Triệu phong chủ như thế nào tới Hoa Sen Cung, chính là tới tìm ta ra Thủy Tiên sư thúc. Dương Nghị Vân trong lòng còn nghĩ xông vào Hoa Sen Cung, ai biết gác cửa cung tiên vương đệ tử lại là nói cái gì Thủy Tiên sư thúc, hắn nơi đó biết Triệu phong chủ nhận thức cái gì Thủy Tiên không Thủy Tiên. Dù sao nhìn qua hết thảy thuận lợi, nhàn nhạt gật đầu nói, ân, mang ta đi thấy các ngươi Thủy Tiên sư thúc đi. Ta có chuyện quan trọng tìm nàng. Thỉnh Triệu phong chủ tùy đệ tử tiến đến, Thủy Tiên sư thúc phụng cung chủ chi mệnh, tọa trấn Hoa Sen Cung đâu trong đó một nữ tử lo chính mình nói chuyện, ý bảo mang Dương Nghị Vân tiến đến. Đối này Dương Nghị Vân thật đúng là ám đạo cái này Triệu Hiểu Vũ phong chủ thân phận hảo xử, thật là Hoa Sen Cung khách quen, này đó đệ tử đều nhận thức. Tới phía trước hắn cũng không hiểu biết nhiều, chỉ là hỏi 36 phong phong chủ ai cùng Hoa Sen Cung người quen thuộc. Kêu Triệu Hiểu Vũ phong chủ liền nói nàng thường đi Hoa Sen Cung. Dương Nghị Vân cũng không hiểu biết nhiều, trực tiếp liền hóa thành Triệu Hiểu Vũ bộ dáng tiến đến Hoa Sen Cung. Hiện tại xem ra Triệu Hiểu Vũ cùng Hoa Sen Tiên Mẫu ngồi xuống một người kêu Thủy Tiên đệ tử rất quen thuộc, làm này đó thủ vệ đệ tử đều biết. Hơn nữa nghe cửa này đệ tử ý tứ, Thủy Tiên tọa trấn Hoa Sen Cung, bởi vậy nghĩ đến, cái này Thủy Tiên chính là Tuyết Miêu trong miệng Hoa Sen Tiên Mẫu tên kia tâm phúc đệ tử. Đến lúc đó trùng hợp một đường mà đi, Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ chờ một lát nếu là nhìn thấy kia cái gì Thủy Tiên nên như thế nào ứng đối hết sức, bên tai lại là vang lên Tuyết Miêu truyền âm. Chủ nhân chúng ta đã bắt đầu hành động, lúc này đã khống chế Thủy Tiên, đang ở Hoa Sen Cung phá cấm. Nghe được Tuyết Miêu truyền âm, Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, may mắn cùng Tuyết Miêu chi gian có thần hồn cảm ứng, nếu không Tuyết Miêu còn tìm không đến hắn, bởi vì hắn hóa thân chính là người khác bộ dáng. Bất động thanh sắc như cũ đi theo tên này đệ tử phía sau mà đi, vài phút sau, đến một tòa cung điện trước đại môn, kỳ thật chính là một cái giản giáo đại môn, xuyên thấu qua đi có thể nhìn đến vài trăm thước ở ngoài chính là một tòa khí thế to lớn đại cung điện. Tên này nữ đệ tử dừng lại sau nói, Triệu phong chủ chỉ có thể mang ngươi đến nơi đây, ngươi là Thủy Tiên sư thúc bạn tốt, thả chính mình tiến đến đi, quy củ có hạn, không có cùng truyền chúng ta là không thể bước vào Hoa Sen điện. Dương Nghị Vân nghe trong lòng vui vẻ, trên mặt lại là nhàn nhạt nói, ngươi thả đi thôi, ta chính mình tiến đến đó là. Làm giao chỉ một phong chi chủ, trừ bỏ trưởng lão ở ngoài, chính là địa vị nhất tôn sùng người, này những đệ tử khách khách khí khí cũng không thể tránh được. Chờ danh đệ tử rời đi, Dương Nghị Vân một cái lắc mình liền đến Hoa Sen cung điện trước. Quả nhiên một tới gần liền cảm nhận được cường đại pháp lực dao động, này tòa cung điện quả nhiên là một kiện pháp khí tồn tại. Dựa theo Tuyết Miêu phía trước điều tra, mấy người phụ nhân đã bị giam giữ tại đây tòa cung điện dưới địa quật chung, muốn tiến vào địa quật đầu tiên muốn phá rớt Hoa Sen cung điện cái này pháp khí phòng ngự, ở phá rớt Hoa Sen tiên mẫu bảy ra cấm, liền có thể đi vào địa quật. Mà khống chế Hoa Sen cung điện pháp khí người là Hoa Sen tiên mẫu, nhưng hôm nay nàng rời đi, liền đem thao tác phương pháp giao cho tâm phúc đệ tử.
Hiện tại xem chính là kêu Thủy Tiên đệ tử, Tuyết Miêu vừa rồi truyền âm, các nàng đã bắt lấy Thủy Tiên, lúc này đang ở phá cấm, lại là không biết thành công không có. Trong lòng nghĩ thời điểm, cung điện gõ cửa mở ra, truyền đến Tuyết Miêu thanh âm, chủ nhân thả tiến vào, cung điện trong ngoài trông coi đệ tử đã bị chúng ta thanh trừ. Dương Nghị Vân nghe vậy trực tiếp đi vào cung điện. Ngay sau đó hắn thấy được Tuyết Miêu, Độc Cô Ảnh, còn có 10 tên tiên tôn cấp bậc lão nhân, đồng thời toàn thân quang mang chợt lóe hóa thành chính mình bản tôn bộ dáng. Bái kiến môn chủ Độc Cô Ảnh đi đầu thành lập, phía sau 10 cái tiên tôn một đám lạnh lùng lại cũng đi theo thành lập, nhìn đến Dương Nghị Vân thời điểm lại là ánh mắt có sùng bái ánh sáng. Dương Nghị Vân nghe Tuyết Miêu nói qua, bọn họ bồi dưỡng sát thủ tự nhiên ở giáo huấn lý niệm thượng tướng chính mình vị này môn chủ đặt ở đệ nhất vị, như thế dẫn tới mỗi một sát thủ kỳ thật đều đối hắn cái này chưa từng gặp mặt môn chủ thực tôn sùng. Này đảo cũng không kỳ quái. Đứng lên đi, sự tình khẩn cấp đại gia không cần đa lễ, như thế nào nhưng mở ra cấm. Dương Nghị Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tuyết Miêu chợt lóe thân lại đây nói, chủ nhân này tòa đại điện bản thân là pháp khí, cùng hoa sen tiên mẫu cùng một nhịp thở. Chúng ta bắt lấy hoa sen tiên mẫu tên này đệ tử, siêu hồn lúc sau biết được, cái này kêu Thủy Tiên nữ tử trên người có triệt rớt trận pháp lệnh bài, chính là trận pháp cùng hoa sen tiên mẫu không dưới cấm dung hợp ở bên nhau, một khi triệt rớt trận pháp, hoa sen tiên mẫu sẽ trước tiên cảm ứng được, tất nhiên sẽ tới rồi ngăn cản chúng ta, cho nên chúng ta còn không có bắt đầu phá trận. Đang suy nghĩ biện pháp có thể hay không tìm được một cái phá rớt trận pháp lại không bị hoa sen tiên mẫu cảm ứng biện pháp. Tuyết Miêu nói còn chưa dứt lời, đã bị Dương Nghị Vân giơ tay đánh gãy, nhìn trên mặt đất đã bị giết nữ tử nói, không cần suy nghĩ, nếu là pháp khí, liền không khả năng không bị phát hiện, hơn nữa không có thời gian chờ đợi, trực tiếp phá trận chuẩn bị tốt ngạnh chiến đi. Mặt khác người người nhưng toàn bộ đúng chỗ không có, nếu đúng chỗ, thông chi bọn họ hội tụ hoa sen cung, ngăn cản hoa sen tiên mẫu, chờ cứu ra các nàng, chúng ta liền xả. 3.000 tiên đế, 50 tiên tôn sát thủ, tất cả đều tới rồi. Ẩn thân ở cung điện ở ngoài. Tuyết Miêu nói. Hảo, làm cho bọn họ bảo vệ tốt, bắt đầu phá trận đi. Dương Nghị Vân ánh mắt giám định vô cùng, đồng thời đưa tin cho viên quản sự bọn họ, làm cho bọn họ làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, vung tay lên hồng y cùng Điêu Nhi cổ kiếm xuất hiện ở đại điện. Trên cổ tay cá trạch chợt lóe cũng hóa thân mở ra. Dương Nghị Vân đối hồng y cùng cổ kiếm nói, các người đi ngoài điện thủ, đừng làm cho người tiến vào, cá trạch cùng Điêu Nhi lưu lại. Là, Hồng Y cùng cổ kiếm đi ra ngoài. Tuyết Miêu bắt đầu đi, tốt nhất trực tiếp hủy hoại này tòa cung điện. Dương Mỗ Nhân giờ phút này trong ánh mắt sát ý tràn ngập nói. Ầm vang, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang vang vọng toàn bộ hoa sen cung. Như thế nào sẽ là? Nơi xa hoa sen cung lưu thủ đệ tử, bị này một tiếng nổ vang khiếp sợ. Là hoa sen cung điện, nhất định là đã xảy ra chuyện, mau đi xem một chút. Động tính quá lớn, hấp dẫn toàn bộ hoa sen cung lưu thủ đệ tử tiến đến. Chờ đại gia đến thời điểm, lại là phát hiện, cả tòa hoa sen cung điện đã xưng là một mảnh phế tích. Cái này nhưng đem lưu thủ đệ tử dọa cái chết khiếp, hôm nay là giao chỉ đại hội mở ra nhật tử, cung chủ hoa sen tiên mẫu đi chủ phong tham dự, các nàng những người này lưu lại giữ nhà, này đó khen ngược, hoa sen cung điện thành phế tích, nếu là cung chủ trở về, đại gia nhưng đều không hảo trái cây ăn. Trọng điểm là tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, êm đẹp hoa sen cung điện như thế nào sẽ sụp xuống. Hôm nay cũng không có gì ngoại môn tiến vào hoa sen cung, hơn nữa cung điện có Thủy Tiên tọa chấn, như thế nào sẽ như thế đại gia là không biết. Có đệ tử đã tiến đến thông chi cung chủ hoa sen tiên mẫu, mặt khác dư lại lưu thủ đệ tử cũng liền không đủ 50 vạn, ở trong đó một người tiên đế dẫn dắt hạ thẳng đến hoa sen cung điện. Chỉ không màng chờ đợi bọn họ chính là 3.000 tiên đế cùng 50 tiên tôn một hồi tàn sát. Dương Nghị Vân đối nhị trưởng lão hoa sen tiên mẫu hận thấu, liên quan toàn bộ hoa sen cung trên dưới, cấp Tuyết Miêu mệnh lệnh là, hoa sen cung dư lại giết không tha. Đương nhiên không tới gần hoa sen cung điện nhưng thật ra hảo thuyết, nhưng một khi tới gần, chờ đợi này đó hoa sen cung đệ tử chính là U Linh tàn sát. Tuyết Miêu mang đến này đó sát thủ thấp nhất tu vi chính là tiên đế, trọng điểm là toàn bộ đều là sát thủ. Được đến Tuyết Miêu cùng Độc Cô Ảnh chân truyền dạy dỗ, tất cả đều tu hành ẩn nấp chi đạo, một đám đều là dấu ở âm thầm U Linh. Cũng là từ ngày này khởi, Vân Môn ám dạ sát thủ nổi danh toàn bộ tiên giới. Tạm thời tới nói, ở hoa sen tiên mẫu không có tới rồi phía trước, hết thảy đều không phải vấn đề,
Dương Nghị Vân cùng Tuyết Miêu phía trước thương lượng tại đây một ngày động thủ, chính là chờ Hoa Sen Tiên Mẫu rời đi khe hở thời gian, phá rớt Hoa Sen cung điện, tiến vào địa quật đem ở mấy người phụ nhân tất cả đều cứu ra. Tuy rằng tình huống có biến, nhưng kế hoạch không tiện, chẳng qua hậu quả là muốn trực tiếp đối mặt nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu. Nhưng cũng là không có biện pháp chính là, mấy người phụ nhân là nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu thân tự cầm tù lên, giam giữ địa phương lại là Hoa Sen cung điện ngầm địa quật, mà Hoa Sen cung điện tắc lại là một kiện pháp khí, cùng nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu tương quan, hơn nữa nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu thân tay bày ra cấm, chỉ cần một đụng chạm nàng sẽ trước tiên biết. Dương Nghị Vân cùng Tuyết Miêu không có một cái đã có thể phá rớt đại trận lại không cho nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu phát hiện biện pháp, chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ phá trận, đơn giản trực tiếp liền đem cung điện hủy diệt đánh đổ. Dù sao hắn cuối cùng mục đích là cứu người, chỉ cần nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu không tái hiện chàng ngăn trở, phá rớt trận pháp sau hắn liền có thời gian cứu ra mấy người phụ nhân. Đến lúc đó Hoa Sen Tiên Mẫu tới rồi, dù sao người hắn cứu tới rồi, trực tiếp đấu võ liền đấu võ. Đánh không lại hắn còn trốn bất quá sao? Nói nữa, có Tuyết Miêu mang đến 3.000 tiên đế cùng 50 tiên tôn sát thủ, hơn nữa hắn này nửa năm qua dùng sinh tử phù nhận lấy giao chỉ 72 lộ quản sự 36 phong phong chủ, chưa chắc liền không thể một trận chiến. Chuyện này nói thật, Dương Mỗ Nhân trong lòng đối giao chỉ người hận thấu, có thể đại náo một phen, đọc và sửa giao chỉ đại hội, làm nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu kế hoạch thất bại, cũng coi như là trong lòng ra một ngụm ác khí. Nhưng phá hủy Hoa Sen cung điện lúc sau quả nhiên lộ ra một cái địa quật tới, nhìn qua là cố ý kiến tạo mà thành, bất quá lại là có cường đại cấm tồn tại. Đây là nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu thân tay bày ra cấm, tiên tôn đại viên mãn đỉnh tu vi cường giả bày ra cấm, thật sự là bất phàm. Ngay từ đầu liền cảm thụ lớn cường đại pháp lực dao động, hơn nữa trong đó không đơn giản là pháp lực, còn có thần hồn lực lượng ở trong đó, hoặc là nói là đại đạo pháp tắc. Tuyết Miêu khả năng phá vỡ. Dương Nghị Vân nhíu mày hỏi Tuyết Miêu. Giờ phút này giữa sân còn có Độc Cô Ảnh dẫn dắt 10 đại tiên tôn, đáng tiếc chính là 10 cái tiên tôn chung không có một cái là tiên tôn đại viên mãn tu vi, nhiều là tiên tôn lúc đầu, chỉ có 3 người là tiên tôn hậu kỳ, không nói mặt khác cho dù là Độc Cô Ảnh cũng chỉ là tiên tôn lúc đầu tu vi. Lúc này Dương Nghị Vân hỏi chuyện, Độc Cô Ảnh trầm ngâm một chút nói, môn chủ sợ là có chút khó khăn, tiên tôn cấp bậc tiếp xúc lực lượng đã không đơn giản là thuần túy pháp lực. Càng nhiều là thiên địa đại đạo pháp tắc, lĩnh ngộ chính là tiên giới cực hạn lực lượng căn nguyên, có khả năng điều động lực lượng đã chạm đến tới rồi thiên địa chi lực, cũng là đại đạo pháp tắc lực lượng. Chúng ta bên trong tuy rằng có tiên tôn nhưng lại đều là sơ cấp tiên tôn, hoàn toàn cùng đại viên mãn tiên tôn vô pháp so, ở tiên tôn trình tự, đối thiên địa đại đạo hiểu được thăng cấp một chút ít đều là khác nhau như trời với đất, tiên tôn trình tự hoàn toàn có thể nói là làm ngay tồn tại. Động tính chi gian đều là đại đạo. Điều động thiên địa chi lực thiên địa chi thế đều là vô cùng khủng bố, trước mắt cái này cấm chung liền chất chứa thiên địa ngũ hành pháp lực, ngũ hành pháp tắc chi lực, hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau, tương sinh tương khắc cơ hồ không hề sơ hở, bất quá môn chủ yên tâm, chúng ta đại gia liên thủ dưới trực tiếp lực lượng cũng đủ nhất định có thể phá rớt, chính là khả năng muốn hao phí một ít thời gian. Nghe Độc Cô Ảnh nói xong, Dương Nghị Vân cũng biết là như vậy cái lý, bởi vì hắn nghe lão cây liễu nhắc tới quá tiên giới trình tự lực lượng vận dụng. Kỳ thật đại đạo pháp tắc chi lực, mỗi một cái tiên nhân đều là có thể lĩnh ngộ, chẳng qua ngay từ đầu cảnh giới không đủ, lĩnh ngộ hữu hạn, càng là tu vi cảnh giới cao thâm hạng người, lĩnh ngộ trình tự liền càng là thâm hậu, tương ứng có khả năng thi triển điều động thiên địa chi lực liền càng là cường đại. Minh bạch về minh bạch, nhưng Dương Nghị Vân càng biết thời gian không đợi người, nhíu mày nói, ngươi chờ đồng loạt ra tay thử xem, chúng ta không có thời gian háo đi xuống, muốn ở nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu tới rồi phía trước cần thiết phá rất cấm. Cứu ra các nàng. Ngay sau đó, Dương Nghị Vân đi đầu, Điêu Nhi, Cá Trạch, Tuyết Miêu, Độc Cô Ảnh cùng 10 đại tiên tôn đồng thời ra tay cường công nhị trưởng lão Hoa Sen Tiên Mẫu cấm. Ầm ầm ầm, cả ngày rung động dưới, công kích mà đi. Nhưng là, ngay sau đó Dương Nghị Vân mày càng thêm thâm. Nhiều người như vậy cùng nhau công kích, cư nhiên không chút sức mẻ. Đem Hồng Y cùng bên ngoài tiên tôn toàn bộ kêu tới cùng nhau công kích Dương Nghị Vân đối Tuyết Miêu hạ lệnh. Ngay sau đó Hồng Y cùng mặt khác tiên tôn toàn bộ mà đến. Lần này là 50 tiên tôn hơn nữa bọn họ những người này. Lại một lần Hồng Y mà đi. Ầm ầm ầm. Lại là một đợt kinh thiên động địa ầm vang thanh, lúc này đây công kích qua đi, rốt cuộc làm oánh oánh trong sáng cấm có vặn vẹo dao động.
Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, chính là ngay sau đó đại gia trợn tròn mắt. Gần như trong suốt cấm liền bao phủ ở một viên 3 mét đường kính địa quật khẩu thượng, lúc này đây công kích lúc sau thật là lay động, làm cấm vặn vẹo lên, nhưng lại tại hạ một khắc vặn vẹo cấm lại một lần khôi phục nguyên trạng. Tuyết Miêu lúc này mở miệng nói, chủ nhân vẫn là không được, cái này cấm duy trì lực lượng đến từ cuồn cuộn không ngừng thiên địa chi lực, liền tính là công kích lay động lúc sau, lại có thể ở trong thời gian ngắn tự chủ chữa trị lại đây, chúng ta lực lượng vẫn là không đủ, hoặc là đem ngoại lực 3.000 tiên đế cũng kêu tới cùng nhau công kích. Dương Nghị Vân cau mày không nói chuyện, kỳ thật hắn trong lòng ở sông cuộn biển gầm, thực sự không nghĩ tới tiên tôn đại viên mãn đỉnh lực lượng sẽ như thế cường đại. Gần là một cái cấm khiến cho bọn họ nhiều người như vậy bó tay không biện pháp. Tiên tôn đại viên mãn đỉnh vì tiên giới tu luyện cảnh giới đỉnh, xưng là cường giả quả nhiên không giống bình thường. Đương nhiên bọn họ bên trong cũng đúng không có cùng cấp bậc tiên tôn đại viên mãn tồn tại, nếu không hẳn là có thể mạnh mẽ phá vỡ cái này cấm. Nói đến cùng vẫn là lực lượng không đủ. Nghe Tuyết Miêu nói chuyện, Dương Nghị Vân lắc lắc đầu, hắn biết nhiều như vậy tiên tôn lực lượng cũng chưa triệt, những cái đó tiên đế gia nhập tiến vào. Cũng chưa chắc có tác dụng, Độc Cô Ảnh nói đều đối, này không đơn giản là pháp lực lực lượng, càng có rất nhiều thiên địa đại đạo chi lực, điều động chính là thiên địa to lớn thế, người như thế nào có thể đối kháng thiên địa. Bất quá cũng không phải không có biện pháp, nói đến cùng vẫn là bọn họ lực lượng không đủ, nếu có cũng đủ siêu việt nhị trưởng lão hoa sen tiên mẫu lực lượng, là có thể phá vỡ cái này cấm.